Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 396. Sinh Tuyệt Thiên nói, hắn ở Sử Sách Tiên Tông chi nhánh một khối động thiên phúc địa bên trong, vẫn luôn bị Sử Sách Tiên Tông che chở, ta đã cùng hắn nói qua tôn chủ chuyện ngươi, muốn đến hắn liền ở nhà, chờ tôn chủ ngươi đi qua. Diệp thần ngạc nhiên nói, Sử Sách Tiên Tông sao? Đây thật là đúng dịp. Sử Sách Tiên Tông đại tiểu thư Nam Cung vui vẻ, là Diệp thần bằng hữu, trước kia cùng đi Ly Hỏa Cảnh, tìm kiếm qua nhân đồ thánh bôi. Trước đây, Diệp thần ở trên trời xanh vực, cướp lấy thiên huyết thần đan thời điểm, vậy từng cùng Nam Cung vui vẻ gặp lại qua. Hai bên ở cuối cùng, thậm chí là một khoản giao dịch, Diệp thần dùng một viên thiên huyết thần đan, đổi được vô lượng tiên đan. Cũng chính là dựa vào vô lượng tiên đan, Diệp thần mới có thể ở trên trời nữ bị truyền thuyết trượng bị thương nặng thời điểm, là nàng chữa trị. Hơn nữa, vậy Sử Sách Tiên Tông, tựa hồ còn cùng Thiên Quân Phong Thần Bia có liên quan, cho nên Diệp thần vẫn luôn có ấn tượng. Sinh Tuyệt Thiên bằng hữu, ngay tại Sử Sách Tiên Tông thuộc hạ trong động thiên cư trú, sự tình kia thì dễ làm nhiều, dẫu sao Diệp thần cùng Sử Sách Tiên Tông, vậy coi là có mấy phần giao tình. Tôn chủ, ta vị bằng hữu kia, hắn vậy luyện qua Trảm Thiên Cửu Kiếm, hao phí trăm nghìn năm thời gian, luyện thành trước hai kiếm, sau đó bị Sử Thi Thiên Quân triệu hoán, tiến vào Sử Thi thế giới, thiếu chút nữa bị nuốt ăn, sống chết trước mắt, bộc phát ra kiếm thứ ba Hàn Xuân Mang Trùng, rốt cuộc chạy khỏi đi ra. Nếu như không phải là có Trảm Thiên Cửu Kiếm bùng nổ, hắn có thể đã chết. Tôn chủ ngươi thấy hắn sau đó, có lẽ có thể hướng hắn thỉnh giáo kiếm thứ ba bí ẩn. Sinh Tuyệt Thiên cười nói. Nhất định. Diệp thần nghe được Sinh Tuyệt Thiên người bạn kia, luyện thành trước hai kiếm, lại muốn hao phí trăm nghìn năm thời gian, mà mình chỉ là lần đầu tiên lật xem, cũng đã lĩnh ngộ. Xem ra cái này Trảm Thiên Cửu Kiếm, đích xác là bác đại tinh thâm, vô cùng lợi hại. Người bình thường muốn lĩnh ngộ, coi như chỉ là một kiếm, hở một tí cũng phải hao phí mấy chục ngàn tuổi tác âm. Cũng chỉ có Diệp thần loại thiên phú này cùng huyết mạch, mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Diệp Lâm Uyên đã luyện thành kiếm thứ 8, ta vừa có thể đạt tới cảnh giới gì? Diệp thần trong nội tâm, liền nghĩ tới Diệp Lâm Uyên, không khỏi một hồi hoảng hốt. Lắc đầu một cái, Diệp thần thu liễm nghĩ bậy, liền đi theo Sinh Tuyệt Thiên lên đường, đi Sử Sách Giới. Sử Sách Giới, chính là Sử Sách Tiên Tông chỗ ở thế giới, cũng là Sinh Tuyệt Thiên vị bằng hữu kia nơi ở. Hắn vị bằng hữu kia, tên là Phượng Trường Không, xuất thân Quỷ Vương Giới, ngưỡng mộ luân hồi. Sau đó, bởi vì cùng Man Hoang Thánh Điện tranh đấu, Phượng Trường Không cả nhà đi theo Sinh Tử Điện, trốn ra Quỷ Vương Giới, né tránh Man Hoang Thánh Điện đuổi giết. Hiện tại, Phượng Trường Không liền cùng hắn Phượng gia tộc nhân, cư ngụ ở Sử Sách Giới bên trong. Bị Sử Sách Tiên Tông che chở. Diệp thần và Phượng Trường Không, biến dạng hư không, chạy thẳng tới Sử Sách Giới. Đan này xanh giới, sơn thủy náo nhiệt xinh đẹp, đúng như bút mực Sử Sách vậy, để cho người hít thở một cái khí, cũng giác tâm thần sảng khoái. Diệp thần hạ xuống, cũng không có tận lực che giấu mình hơi thở, bởi vì hắn cùng Sử Sách Tiên Tông có giao tình, ngược lại cũng không cần phải tận lực che giấu cái gì. Sử Sách Giới bên trong, có tuần tra các cường giả, thấy được Diệp thần, nhận ra được, ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên quỷ bái, trong miệng xưng tụng cung nghênh luân hồi chi chủ. Lại nói, luân hồi chi chủ, đại giá ngươi đến chơi ta Sử Sách Giới, là muốn tìm tiểu thư nói chuyện cũ sao? Tiểu thư thường xuyên nhắc tới ngươi, ngươi chém ra trăm đạo, huy hoàng chiếu sáng vạn cổ, tiểu thư thắp thỏm ngươi rất. Diệp thần cười nói, ta tới hôm nay, là còn có chút việc phải làm, chờ ta xong xuôi. Lại đi viếng thăm nhà các ngươi tiểu thư không muộn. Vậy một đám tuần tra cường giả cùng kêu lên kêu ưng. Khom người đưa Diệp thần rời đi, tuyệt không nhiều miệng thẩm vấn nửa câu. Sinh Tuyệt Thiên sờ râu cười nói, tôn chủ, lần này thật đúng là nhờ phúc của ngươi, trước kia ta mỗi lần tới, đều phải bị vặn hỏi hơn nửa ngày, nơi nào có ngày hôm nay như thế ung dung. Diệp thần cười một tiếng, nói, vị kia Phượng Trường Không tiền bối ở nơi nào. Tiền bối. Xin ngươi hãy dẫn đường. Sinh Tuyệt Thiên nói, được, tôn chủ, mời cùng ta tới. Lập tức ngự gió lên, ở trước mặt phi hành dẫn đường. Vậy mà nói, đi tới thế giới của người khác sau đó, cũng không thích hợp lại biến dạng hư không lên đường, bởi vì hư không nhảy, khó mà đoán, nhân quả không rõ. Ngự gió phi hành, thiên cơ dấu vết rõ ràng, có thể để cho chủ nhân thấy rõ, là tỏ rõ mình không có ác ý lễ phép cử chỉ.
hai người một đường phi hành, rất nhanh liền đi tới một phiến phong cảnh lịch sự tao nhã núi cao trước. Núi trước đứng sừng sững một tòa cổng chào, phía trên treo một tấm bảng, khắc phượng hót cư ba chữ. Nhưng mà giờ khắc này, vậy cổng chào đã bị người chém tới liền một nửa, bảng hiệu vậy rớt xuống đất, chữ phía trên thể dính máu tươi. Không khí bên trong, vậy truyền đến từng cơn mùi máu tanh gai mũi, ngẩng đầu vừa thấy, có thể mơ hồ thấy trong núi thi thể. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên thấy một màn này, à đích một tiếng, đều cảm động cho, trong lòng biết là xảy ra chuyện. Hai người lật đật tiến vào trong núi, nhưng gặp trên núi lâu vũ kiến trúc, phần lớn đều bị phá hủy, một cái cổ thi thể ngã ở tường lúc đó, máu tươi nhiễm đỏ thổ nhưỡng, vết máu không có làm, hiển nhiên nơi đây biến cố, còn không có đi qua bao lâu. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, trong lòng đều là một hồi hối hận, nếu như bọn họ tới sớm một chút mà nói, có thể bi kịch liền sẽ không phát sinh. Là ai làm, chẳng lẽ có người mơ ước bạn ta vậy cái chìa khóa? Sinh Tuyệt Thiên nét mặt già nua tức giận, bạn hắn Phượng Trường Không, thân không vật dư thừa, duy nhất có giá trị, chính là vậy cái mở sử thi thế giới chìa khóa. Chẳng lẽ, là có người muốn cướp lấy chìa khóa, cho nên hạ độc thủ như vậy? Không cần suy nghĩ, là ma tổ vô thiên làm. Một giọng già nua, đột nhiên từ trên núi truyền xuống. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đều là cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái hơi thở kỳ dị ông già, từ trên đỉnh núi từng bước một đi xuống. Vậy ông già bề ngoài kỳ lạ, thân thể phơi bày thủy mặc trạng thái, hình như là từ trong bức họa đi ra vậy, cũng không là máu thịt thân, cũng không phải là thần hồn trạng thái, chính là một đoàn thủy mặc phác họa hình người. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân thì có một món mực tách ra, tí tách vang dội, ngũ quan hình mạo vậy nhìn không biết, chính là mực trong bức họa người, cả người nhìn như đều là mơ hồ, càng không thấy rõ hắn tu vi nhân quả, bắt không tới hắn thiên cơ dấu vết, chỉ biết là hắn là một vị ông già. Nam Cung Tông Chủ, Sinh Tuyệt Thiên vừa nhìn thấy cái này ông già, lập tức chắp tay hỏi thăm sức khỏe, lại quay đầu hướng Diệp Thần giới thiệu. Tôn Chủ, vị này là Sử Sách Tiên Tông Tông Chủ, Nam Cung Lăng. Diệp Thần quan sát Nam Cung Lăng một mắt, cũng là âm thầm ngạc nhiên đối phương hình mạo, đang muốn thi lễ, chợt gặp một cô gái, từ Nam Cung Lăng sau lưng vọt ra, hướng hắn chào hỏi. Diệp Đại Ca, người khỏe. Cô gái kia chính là Sử Sách Tiên Tông Nam Cung Vui Vẻ. Nam Cung Vui Vẻ thấy Diệp Thần tới, hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng dưới mắt trên núi thi thể bừa bãi, huyết khí ngất trời, nàng cũng rất có chút kiềm chế. Trong lòng tuy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng trên mặt là ngưng trọng cẩn thận. Nam Cung tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần thi lễ một cái, lại hướng Nam Cung Lăng thi lễ, tại hạ Diệp Thần, gặp qua Nam Cung Tông Chủ đại giá. Nam Cung Lăng vậy mực vậy thân thể, dạo dực nổi lên một chút xung động, không nhìn ra hắn là mừng, giận, buồn, vui, chỉ nghe hắn nói, lời khách sáo cũng không cần nói, các ngươi tới nơi này làm chi? Nghe giọng hắn khí. Nhưng là trầm ngưng bưng nặng. Sinh Tuyệt Thiên đúng mực nói, Nam Cung Tông Chủ, lão phu mang luân hồi chi chủ tới đây, là muốn hỏi bạn ta, mượn một cái chìa khóa. Diệp Thần nhìn Sinh Tuyệt Thiên một mắt, đối phương cũng không có che giấu ý đồ, muốn đến chìa khóa tồn tại, Sử Sách Tiên Tông cũng biết. Nam Cung Lăng trầm giọng nói, các ngươi là muốn cầm chìa khóa sao? Đáng tiếc tới trễ một bước, người của Phượng gia, đều bị ma tổ vô thiên phái người giết chết. Phượng Trường Không cũng bị mang đi. Diệp Thần cùng Sinh Tuyệt Thiên tương cố kinh hãi, Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nam Cung Tông Chủ, ma tổ vô thiên cũng tới thái thượng thế giới. Nam Cung Lăng hừ một tiếng, giọng hơi có chút dè chừng và sợ hãi, nói, hắn sớm đã tới rồi, hơn nữa tự mình trông coi kiếm môn, trước đây ngươi chém ra đánh một trận, hắn cựu Nhật Minh bị tổn thương quá nghiêm trọng, hiện tại hắn vì bổ sung thực lực, thậm chí hoàn toàn bại lộ kiếm môn con cờ này. Hôm nay người người đều biết, kiếm môn chính là ma tổ vô thiên âm thầm đào tạo thế lực. Diệp Thần trong lòng rét một cái, trước đó chém ra đại chiến, ma tổ vô thiên 100 triệu ngọc bể, liền cựu Nhật Minh Sơn môn đạo tràng, đều bị hiến tế rất nhiều. Cựu Nhật Minh chỗ này, hiện tại khí vận đã suy sụp, có thể chính là bởi vì như vậy, ma tổ vô thiên trực tiếp tới thái thượng thế giới, cũng tự mình chấp trưởng kiếm môn. Chấp trưởng kiếm môn. Có thể để cho ma tổ không thiên nguyên khí khôi phục, nhưng cái này sao tới một cái, hắn tương đương với buông tha hắc ám cấm hải sân nhà, đi tới thái thượng thế giới chỗ này, tương đương với cùng vạn khư thần điện chính diện đối kháng, rõ ràng bất lợi. Sinh Tuyệt Thiên nói,
vậy vô thiên ma tổ phái người cướp lấy chìa khóa, hắn muốn tranh đoạt cựu Nhật bảo tàng. Nam Cung Lăng nhạo báng một tiếng, nói cựu Nhật bảo tàng, thiên tài địa bảo không thể thắng đếm, ai không muốn. Ta đều muốn, ma tổ vô thiên muốn cướp đoạt, vậy không có gì lớn không được. Dừng một chút, Nam Cung Lăng lại có chút phẫn hận nói, chỉ là, hắn ở ta sử sách tiên tông trên địa bàn giết người, không khỏi quá không đem ta coi ra gì. Thật làm ta sử sách tiên tông không người. Cảm nhận được Nam Cung Lăng tức giận, Nam Cung vui vẻ nhẹ giọng khuyên nhủ, ra ra, người đã không còn thân xác, thậm chí liền thần hồn cũng không có, không nên quá động khí, miễn được tổn thương nguyên khí căn cơ. Nam Cung Lăng gật đầu một cái, thoáng chế trụ nội tâm lửa giận, nói, đáng tiếc ra ra không gan này khí, dám đi sử thi thế giới cướp lấy bảo tàng, vậy chìa khóa vẫn ở ta mí mắt phía dưới, ta nhưng vẫn không dám mượn dùng, ngày hôm nay lại bị ma tổ vô thiên đoạt đi. Diệp Thần nghe đến chỗ này, đại khái có thể đoán được, Phượng Trường không có thể ở nhờ ở sử sách tiên tông thuộc hạ, thậm chí bị sử sách tiên tông che chở, muốn đến là bởi vì là vậy chìa khóa duyên cớ. Nam Cung Lăng cũng muốn chìa khóa, tiến vào sử thi thế giới, đáng tiếc hắn không có dũng khí. Diệp Thần có thể cảm nhận được Nam Cung Lăng mâu thuẫn, chìa khóa một mực ở Phượng Trường không trong tay, Nam Cung Lăng muốn mượn, tùy thời đều có thể mượn, nhưng hắn không dám mà thôi. Nam Cung Lăng địa vị là đứng đầu một tông, hùng bá sử sách giới, lại cũng không dám tùy tiện bước vào sử thi thế giới, có thể gặp vậy thế giới nguy hiểm cùng khủng bố. Nam Cung Tông Chủ, người muốn đi sử thi thế giới, không biết là muốn trong bảo tàng thứ gì? Diệp Thần ngưng tiếng hỏi, hắn cũng muốn cướp lấy bảo tàng, nếu như vì vậy và sử sách tiên tông, phát sinh cái gì mâu thuẫn, hai bên binh khí gặp nhau, vậy thì thật to không ổn, trước hay là cầm sự việc nói rõ ràng cho thỏa đáng. Nam Cung Lăng nhìn Diệp Thần, cảm nhận được Diệp Thần vậy cổ trầm hậu luân hồi nội tình, hồi tưởng lại luân hồi đủ loại truyền thuyết, hắn trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn một phần thưởng thức, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi lại yên tâm, ta không phải muốn cùng ngươi tranh đoạt thiên võ ngọa long kinh. Ta muốn cầm bảo tàng, là muốn lấy mấy cái đặc thù đan dược, khôi phục thân xác thần hồn thôi, không dối gạt ngươi nói, nhục thân của ta và thần hồn, đã sớm bị nghiền nát, là dựa vào ta sử sách tiên tông cao nhất bút mực bí pháp, mới đưa mạng ta tính, lần nữa phác họa ra. Ta không phải thế giới hiện thật người, vậy không thuộc về không không, ta là một cái người trong bức họa. Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Lăng giọng khá là thương cảm. Không có thân xác, cũng không có thần hồn, trời mới biết hắn là làm sao còn sống, như vậy còn sống lại có hay không ý. Diệp Thần trong lòng một hồi chấn động, không lời chống đỡ, tạm thời tới giữa, cũng không biết nói gì. Nam Cung vui vẻ nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, người người mang đại khí vật, người nếu như có thể đi sử thi thế giới, tìm được bảo tàng nói. Mời ngươi lưu mấy viên trọng tố thân xác thần hồn đan dược cho gia gia ta, có thể để cho gia gia ta khôi phục đan dược, cũng chỉ có cựu Nhật trong bảo tàng có. Diệp Thần chù trừ một hồi, nói, hôm nay chìa khóa đều bị ma tổ vô thiên đoạt đi, không có chìa khóa, ta cũng khó mà tiến vào sử thi thế giới. Nam Cung Lăng nói, chìa khóa bị cướp đi, vậy thì đi đoạt lại. Ta đã phái người đi truy xét, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, nếu là thật có thể đoạt lại chìa khóa, tiến vào sử thi thế giới, đạt được bảo tàng, ta sẽ là tiền bối lưu ý vậy trọng tố thân hồn đan dược. Nam Cung Lăng lại hừ một tiếng, nói, không phải muốn ngươi lưu ý, ta là muốn ngươi phải tìm trở về. Luân hồi chi chủ, chúng ta dứt khoát làm một khoản giao dịch đi. Ngươi giúp ta tìm đắp lại thân ta hồn đan dược, ta nói cho ngươi thiên quân phong thần bia rơi xuống. Diệp Thần nghe được thiên quân phong thần bia, đầu ầm ầm chấn động, một phiến chỗ trống, sững sờ tại chỗ. Nam Cung vui vẻ cũng là ngây ngẩn, bởi vì nàng trước kia vậy nhận Diệp Thần giao phó, muốn điều tra thiên quân phong thần bia, nhưng từ đầu đến cuối không tra được. Hiện tại, ra ra nàng Nam Cung Lăng trực tiếp mở miệng, nói biết đạo thiên quân phong thần bia rơi xuống, thậm chí nguyện ý giao dịch. Chỉ cần Diệp Thần có thể tìm được hắn mong muốn đan dược, hắn liền có thể cho biết thiên quân phong thần bia chỗ. Diệp Thần cả kinh nói, tiền bối, ngươi biết đạo thiên quân phong thần bia ở nơi nào? Nam Cung Lăng ha ha cười nhạt một tí, nói, dĩ nhiên biết, ngươi đoán một chút xem, ta thân xác thần hồn toàn bộ bị nghiền diệt, thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, là thứ gì tạo thành? Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói chẳng lẽ, chính là thiên quân phong thần bia?
Nam Cung Lăng nói, không sai. Khối kia thiên quân phong thần bia, không hổ là 33 thiên thần khí xếp hạng thứ nhất tồn tại, uy năng sát phạt cường hãn, ta tột cùng nhất thời điểm, là vô lượng cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn cao thủ, nhưng thử nghiệm thu phục thiên quân phong thần bia, vừa đối mặt liền bị giết chết, hài cốt không còn, ta cuối cùng chỉ là thác ấn liền một ít văn bia, để lại cho cháu gái ta làm bùa hộ mạng thôi. Nói xong chính là một tiếng thở dài. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước đây thật lâu, hắn đi ly hỏa cảnh, thu phục nhân đồ thánh bôi thời điểm, Nam Cung vui vẻ liền động tới một đạo đặc thù linh phù. Linh phù kia, có thể bộc phát ra đặc thù văn bia, sát phạt hết thảy. Diệp Thần lúc ấy thì bắt được, vậy văn bia có thể cùng thiên quân phong thần bia có liên quan, nhưng không dám xác định. Hiện tại từ Nam Cung Lăng trong miệng, Diệp Thần mới thật sự biết, quả nhiên chính là thiên quân phong thần bia văn bia. Thiên quân phong thần bia, khí vận minh mông, che chở nhâm gia, sản sinh ra nhâm phi phàm và nhâm thiên nữ cái loại này tuyệt thế thiên tài, mà thiên quân phong thần bia bản thân sát phạt, cũng là vô cùng cường hãn, một đạo văn bia cũng đủ để nghiền nát Nam Cung Lăng loại cao thủ này. Tiền bối, ngày trước quân phong thần bia rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần theo bản năng không nhịn được hỏi. Nam Cung Lăng chỉ là châm biếm, nói, ngươi muốn biết, cầm ta muốn đan dược để đổi. Ta nghe qua luân hồi huyền bi truyền thuyết, cuối cùng một khối thiên bia, ngươi còn không thu phục chứ? Ha ha, muốn nhận phục trong truyền thuyết thiên bia, ngươi trừ phi là lấy trước được thiên quân phong thần bia, có khối này phong thần bia bảo vệ, ngươi mới có thể bảo đảm mình thu phục thiên bia mà không chết. Luân hồi bí mật, Nam Cung Lăng tựa hồ biết được khá nhiều, cũng biết Diệp Thần kém một khối thiên bia. Ngày trước bia cường hãn, Diệp Thần thậm chí lấy một chút lực lượng, liền có thể tổn thương nặng thiết phương tỏa. Nếu như là hoàn chỉnh thiên bia, chỉ sợ cái này thế gian, không có bất kỳ người có thể chống lại. Thiên bia đại biểu luân hồi chí cao lực lượng, huy hoàng khổng lồ, vạn cổ vô địch, cho tới bây giờ không có ai thu phục qua. Bất kỳ mưu toan thu phục thiên bia người, cuối cùng đều chết hết. Triều đại luân hồi chi chủ, coi như may mắn mò tới chí cao ngưỡng cửa, nhưng bởi vì không lấy được thiên bia, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có đạt được thiên bia, luân hồi huyết mạch mới thật sự là nguyên vẹn. Bây giờ nghe Nam Cung Lăng mà nói, Diệp Thần tim đập bịch bịch. Bắt được thiên quân phong thần bia, có cái này kiện thần khí làm nền tảng, liền có thể thu phục thiên bia. Tiền bối, người biết đạo thiên bia ở nơi nào không? Diệp Thần lại theo bản năng đặt câu hỏi. Nam Cung Lăng vẫn là châm biếm, nói ta chỉ gặp qua thiên quân phong thần bia, thiên bia nhưng cho tới bây giờ không gặp qua, người không cần hỏi. Nam Cung vui vẻ nhưng cũng có chút tò mò hỏi, ra ra, bên ngoài truyền thuyết, thiên quân phong thần bia năm đó, là bị nhâm gia lão tổ nhâm độc hành ăn cắp, chuyện này là có thật không? Nam Cung Lăng cười hắc hắc, nói tự nhiên là thật, vậy nhâm độc hành lòng dạ rất sâu, hắn một bộ trung thành cảnh cảnh hình dáng, thật ra thì sau lưng tính toán nhỏ nhặt, liền đếm hắn tối đa, nếu như không phải là hắn trộm thiên quân phong thần bia, hắn nhâm gia có thể sản sinh ra như thế nhiều kinh thế kỳ tài. Diệp Thần nội tâm vô cùng hỗn loạn, bây giờ là không biết nói cái gì cho phải, thiên quân phong thần bia truyền thuyết, hắn nghe qua lâu như vậy, lúc này là lần đầu tiên, chân chính khoảng cách gần theo dõi đến. Đó là che chở nhâm gia, gián tiếp tài bồi ra nhâm phi phàm và nhâm thiên nữ thần khí à. Thiên quân phong thần bia bàng bạc khí vận, có thể tưởng tượng được. Nếu quả thật có thể được, chỉ sợ ở ngang qua đời này vô địch. Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là nhất định phải bắt được thiên quân phong thần bia. Nhưng, Nam Cung Lăng giờ phút này, lại không chịu lại tiết lộ nửa điểm đầu mối. Trừ phi, là Diệp Thần đạt được cựu nhật bảo tàng, giúp hắn bắt được vậy khôi phục thân hồn đan dược. Báo, đây là, một cái sử sách tiên tông hộ pháp cường giả, vội vàng từ phương xa bay tới, đáp xuống, quỳ xuống Nam Cung Lăng và Nam Cung vui vẻ trước mặt, nói. Tông chủ, tiểu thư, cũng đã điều tra xong. Người của Phượng gia, là kiếm môn hộ pháp Vũ Hoàng Diệu giết, Phượng Trường không cũng bị hắn mang đi. Cái này Vũ Hoàng Diệu, đã từng là vạn khư thần điện người, bởi vì lỡ tay ở trong yến hội đánh nát một ly rượu, sợ Vũ Hoàng cổ đế trách phạt, đã chạy ra vạn khư, đầu phục kiếm môn, hôm nay bị ma tổ vô thiên ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nghe xong vậy hộ pháp cường giả bẩm báo, Nam Cung Lăng Nga một tiếng, nói, vậy Vũ Hoàng Diệu cái gì tu vi, hiện tại chạy đến địa phương nào? Vậy hộ pháp nói, vậy Vũ Hoàng Diệu thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn,
tu vi khá là cường hãn, hôm nay bị người chúng ta vây khốn ở một mảnh hỗn độn trong tinh không, không cách nào chạy khỏi, nhưng hắn cầm Phượng Trường không làm con tin, chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ, xin tông chủ chỉ thị. Nam Cung Lăng nhướng mày một cái, chìa khóa ngay tại Phượng Trường không trong tay, nếu như Vũ Hoàng Diệu thật muốn liều mạng cá chết lưới rách, vậy đích xác không tốt xử lý. Hơn nữa, thời gian trì hoãn đi xuống, kiếm môn bên kia, cũng sẽ có viện binh hạ xuống, càng không dễ thu thập. Nam Cung Lăng suy tư trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, nhíu chặt chân mày liền buông lỏng, nói, đúng rồi, luân hồi chi chủ, dứt khoát ngươi tới xử lý là được. Chuyện này khá là khó giải quyết, ta xem ngươi cuối cùng có thể như thế nào giải quyết. Diệp Thần trầm giọng nói, muốn ta tới xử lý sao? Nam Cung Lăng nói, dĩ nhiên, phải đi xử thi thế giới tìm bảo người, là ngươi, không phải ta. Nếu như Phượng Trường không thật bị giết chết, chìa khóa vậy hủy diệt, vậy thì chứng minh chúng ta cùng cựu Nhật bảo tàng vô duyên, số mạng như vậy, oán không được cái gì. Cựu Nhật bảo tàng, Diệp Thần chí ở tất được, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Hiện tại Phượng Trường không bị bắt đi, thậm chí bị coi thành con tin, cũng chỉ có đi hiện trường xem tình huống, làm tiếp quyết đoán. Tốt lắm, tiền bối, vậy ta liền lại xem. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Nam Cung Lăng nói, rất tốt, truyền thuyết luân hồi chi chủ, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, ta ngày hôm nay ngược lại muốn khai mở nhãn giới. Vừa nói phất tay một cái, để cho thủ hạ hộ pháp cường giả, mang Diệp Thần lên đường. Nam Cung vui vẻ cũng muốn đi, nhưng tự nhiên bị ra ra nàng cản trở về. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn trên sinh tuyệt thiên, đi theo sử sách tiên tông người lên đường. Đoàn người biến dạng hư không, truyền tống ra ngoài sử sách giới, sau đó chính là đi ra phía ngoài hỗn độn trong hư không mặt. Liền thấy một phiến trong tinh không, bụi bặm chìm nổi, tinh thần tô điểm, có một bức họa cuốn mở ra. Đó là chân chánh bức họa, bút mực sử sách, buộc vòng quanh sơn thủy mực họa, có màu mực chim lướt qua. Điều này hiển nhiên là sử sách tiên tông thần thông, ở trong tinh không mở ra bức họa, ngược lại cũng khá là lộng lẫy nguy nga. Diệp Thần liền thấy bức họa núi trong nước, đã có mấy chục cái sử sách tiên tông cường giả, ở vây khốn trước mấy người. Những cái kia sử sách tiên tông cường giả, người người lưng đeo to lớn chiến bút, đầu bút lông so với đao kiếm còn muốn ác liệt được nhiều, tỏa ra ánh sao, sáng bóng lóe lên, làm người ta sợ hãi. Mà bị bọn họ vây khốn người, ước chừng có 6-7 người, trừ một cái ông già ra, đều mặc trước kiếm môn phục trang. Cái đó ông già, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người vết máu, bị bọn họ cầm nắm ở trong tay, sung làm con tin. Trong chốc lát, sử sách tiên tông các cường giả, cũng không dám tới gần quá, e sợ cho sanh biến. Diệp Thần âm thầm gật đầu, xem ra sử sách tiên tông, đúng là có chút phân lượng. Mà tổ vô thiên phái người lùng giết Phượng Trường không, tuy giết sạch người của Phượng gia, vậy mang đi Phượng Trường không, nhưng lại bị sử sách tiên tông nửa đường ngăn cản. Sử sách tiên tông cơ biến phản ứng, có thể gặp một ban. Diệp Thần lại bay gần nhất xem, nhất thời trong lòng giật mình. Ở đó chút kiếm môn cường giả bên trong, hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Đó là cái đơn thuần ngây thơ thiếu niên, ánh mắt vô cùng trong suốt, lại là vô thiên thiện niệm hóa thân, quay về Trần. Diệp Thần thấy quay về Trần cũng ở đây hiện trường, trong lòng tự nhiên khiếp sợ. Hắn và Sinh Tuyệt Thiên, sử sách tiên tông hộ pháp, bay xuống đến bức họa thế giới bên trong. Vậy hộ pháp đơn giản nói mấy câu, chung quanh sử sách tiên tông các cường giả, liền lập tức khom người hướng Diệp Thần thi lễ, gặp qua luân hồi chi chủ. Bị vây lại quay về Trần, thấy Diệp Thần tới, cũng là kinh ngạc chấn động, rung giọng nói. Diệp đại ca, là ngươi sao? Diệp Thần ánh mắt hơi có chút phức tạp, tiến lên trước một bước, nói, là ta, quay về Trần, ngươi hôm nay, là đi theo ở ma tổ vô thiên trừng. Ngươi chém ra 99 nói, dõi mắt đời này, đứng sau ta, ngươi sau này thành tựu, thật là không thể giới hạn à. Quay về Trần nghe được Diệp Thần giọng lạnh lùng, biết hắn là trách mình đầu dựa vào ma tổ vô thiên, nhất thời một hồi lòng chua xót, nói. Diệp đại ca, các ngươi đấu tới đấu lui, lại có gì tốt? Vô thiên lão tổ cũng không phải là tà ác độc ác, hắn cũng là một đại tông sư, ta sẽ đối với hắn nhiều hơn khuyên nhủ, các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chẳng phải đẹp thay. Diệp Thần nhìn vậy đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già một mắt, biết hắn chính là Phượng Trường không,
lúc này bị cầm nắm được làm con tin, không khỏi được lạnh lùng nói. Các ngươi giết sạch người của Phượng gia, còn nghĩ Phượng lão tiền bối bắt đi làm con tin, còn muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Quay về Trần mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói cái này. Cái này, người không phải ta giết, là... Hắn nói tới chỗ này, bên cạnh vang lên một đạo lãnh ngạo thanh âm, là ta giết. Đó là cả người hình to lớn chàng thanh niên, trên mình thấm ra Vũ Hoàng thế gia huyết mạch hơi thở, muốn đến chính là cái đó Vũ Hoàng Diệu. Diệp Thần hỏi, người chính là Vũ Hoàng Diệu. Vậy chàng thanh niên bướng bỉnh bất tuần nói, chính là... Người của Phượng gia thật là chút phế vật, lão tử tiện tay mấy kiếm liền giết sạch. Hắn nói chuyện lúc đó, níu lấy Phượng Trường không tóc, thái độ phách lối cực kỳ. Phượng Trường không già yếu suy sụp tinh thần, thương thế trên người rất nặng, hắn tu vi tột cùng nhất thời điểm, tự nhiên không sợ Vũ Hoàng Diệu, nhưng năm đó sử thi thế giới tranh đấu, để cho hắn tổn thương nguyên khí căn cơ, hôm nay tu vi đã thật to rơi xuống, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng Diệu địch thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tóm lại là sử sách tiên tông quý khách, hiện tại bị này nhục lớn, rất nhiều sử sách tiên tông cường giả, đều là lòng đầy căm phẫn, quát mắng muốn động thủ, Sinh Tuyệt Thiên cũng là tức giận. Vũ Hoàng Diệu lui về phía sau một bước, bóp lại Phượng Trường không cổ, nói, đừng tới đây. Nếu không, ta lập tức giết chết lão đầu này. Vậy sử thi thế giới chìa khóa, liền phong ấn ở hắn trong huyết mạch mặt, hắn vừa chết, chìa khóa sẽ không có. Mọi người thấy hắn uy hiếp, lửa giận sâu hơn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao, sử thi thế giới chìa khóa, quan hệ trọng đại, nếu như bị mất, bọn họ cũng không cách nào hướng tông chủ Nam Cung Lăng giao phó. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, nhìn thẳng Vũ Hoàng Diệu nói, các ngươi chính là mấy người, liền dám xông vào sử sách giới giết người, ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng ngươi bây giờ bị vây khốn, ta xem ngươi như thế nào chạy khỏi đi ra ngoài. Vũ Hoàng Diệu cười hắc hắc, nói, người nhiều ngược lại cản trở, mấy người chúng ta người là đủ rồi. Nói tới chỗ này, lại nhìn quay về Trần một mắt, dù sao, quay về Trần thiếu gia Phật Pháp, tuyệt diệu rất, có thể che giấu hết thảy sát khí, coi như ta nháo được long trời lở đất, cũng sẽ không có người phát hiện. Quay về Trần cúi đầu niệm Phật, nhắm mắt lẩm bẩm, tội lỗi, tội lỗi. Diệp Thần trong bụng rét một cái. Cũng biết Vũ Hoàng Diệu có thể ở sử sách tiên tông mí mắt phía dưới, giết người đoạt bảo, là bởi vì là hữu quy Trần che giấu. Quay về Trần giống như là một cái khác võ giao, là thiện niệm hóa thân, hắn Phật Pháp thiện niệm bao phủ dưới, hết thảy ý định giết người nhân quả, đều sẽ không bại lộ. Trên thực tế, năm đó cựu Nhật chi chủ, chế tạo quay về Trần cái này đồ chứa thời điểm, võ giao liền vừa vặn ra đời không bao lâu. Cho nên, quay về Trần là cái này thế gian. Cái đầu tiên tiếp nhận từ bi tẩy rửa người, từ bi thiện niệm vô cùng là đậm đà. Đáng tiếc người cuối cùng vẫn là bại lộ, Sinh Tuyệt Thiên lạnh lùng nói. Vũ Hoàng Diệu lại là cười hắc hắc, nhìn xem quay về Trần, lại tiếp tục nắm được Phượng Trường không cổ, nói, đó là bởi vì lão đầu này còn chưa có chết, cuối cùng tiết lộ thiên cơ, ngược lại không phải là quay về Trần thiếu gia vấn đề. Hắn nói chuyện thái độ một mực kiêu căng phách lối, một bộ không sợ chết hình dáng. Nhưng nói đến quay về Trần thời điểm, giọng chính là 10 phần cung kính. Dẫu sao, quay về Trần là ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, thân phận hết sức đặc thù. Mặc dù lúc này ma tổ vô thiên, còn không quyết định phải đem quay về Trần làm người thừa kế hoặc là đồ đựng, thậm chí còn có chút căm ghét ghét. Nhưng bất kể như thế nào, quay về Trần thân phận, cuối cùng quá mức đặc thù, cho nên Vũ Hoàng Diệu là tuyệt đối không dám thờ ơ, nói chuyện cũng là tương đương khách khí. Quay về Trần gặp Phượng Trường không bị nhục như thế, trong lòng không đành lòng, nói, Diệu đại ca, không bằng ngươi thả vị này lão tiền bối đi, đại sư huynh không phải nói, kiếm hắn tung hoành thiên hạ, đủ để phá vỡ sử thi thế giới cấm chế, chúng ta cũng không cần tay giả người ngoài. Vũ Hoàng Diệu lắc lắc đầu nói, đại sư huynh kiếm pháp tuy thông thần, phàm là chuyện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, lão đầu này, là lão tổ chỉ đích danh muốn mang về, quay về Trần thiếu gia, ngươi không cần nói nữa. Diệp Thần hừ một tiếng, nói chỉ sợ các ngươi ngày hôm nay cũng đi chưa xong. Vũ Hoàng Diệu nghe Diệp Thần uy hiếp, sắc mặt bình tĩnh, nói, Luân Hồi chi chủ, ta bị các ngươi vây khốn, các ngươi muốn giết ta cũng đơn giản, nhưng lão đầu này, nhưng là không thể có thể sống sót. Hi hi, ngược lại không như chúng ta làm một khoản giao dịch. Các ngươi thả ta đi, ta lưu lại lão đầu này tánh mạng,
chỉ là hỏi hắn mượn dùng sử thi chìa khóa mấy tháng thời gian, chờ ta kiếm môn tìm được cựu Nhật bảo tàng sau đó, lại cái chìa khóa liền người trả cho các ngươi. Sử sách tiên tông các cường giả, nghe được Vũ Hoàng Diệu mà nói, đều là sắc mặt trầm xuống. Thật ra thì phượng trường không lớn nhất giá trị, chính là trên người hắn chìa khóa, phía trên có sử thi thế giới tọa độ, cũng có thể mở ra sử thi thế giới cấm chế, là tìm cựu Nhật bảo tàng chỗ mấu chốt. Nếu như hắn chìa khóa bị cướp đi, thậm chí cựu Nhật bảo tàng đều bị cướp đi, vậy hắn đem mất đi nơi có giá trị, sử sách tiên tông cũng không khả năng lại bảo vệ hắn. Cho nên, Vũ Hoàng Diệu cái yêu cầu này, sử sách tiên tông tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Hơn nữa, nếu là bị kiếm môn đạt được bảo tàng, cựu Nhật Minh lần nữa quật khởi, chỉ sợ sử sách tiên tông cũng sẽ không lại còn ngày yên tĩnh. Vậy sử sách tiên tông hộ pháp, ở Diệp Thần bên người cẩn tiếng nói, Diệp đại nhân, chuyện này vô cùng là khó giải quyết, không biết ngươi có biện pháp gì quyết đoán. Nếu như thời gian trì hoãn tiếp nữa, kiếm môn viện binh có thể sắp đến, kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, bên ngoài du lịch vạn năm, gần đây ma tổ vô thiên tự mình chấp trưởng kiếm môn, đã đem hắn triệu hoán liền trở về. Vậy Phó Hồng Trần kiếm đạo tu vi, có thể như người thú rất, nếu là hắn tới cứu viện, chỉ sợ cục diện khó mà thu thập. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, kiếm môn bảy tử, Phó Hồng Trần. Vậy hộ pháp nói, năm đó Vũ Hoàng Diệu người này, trốn tránh vạn khư, đầu dựa vào kiếm môn thời điểm, cũng đem trong truyền thuyết Trảm Thiên Cửu Kiếm mang theo đi qua. Vậy Phó Hồng Trần, tu luyện Trảm Thiên Cửu Kiếm, đã luyện đến kiếm thứ 4 tình cảnh, bàn về kiếm pháp nói, chém ngang thiên huyền cảnh vô địch. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng càng kinh ngạc. Chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, kết quả này là Phó Hồng Trần lợi hại, vẫn là Trảm Thiên Cửu Kiếm lợi hại. Trảm Thiên Cửu Kiếm, luân hồi tạo hóa kiếm pháp, chỉ là kiếm thứ 4, liền có thể chém ngang thiên huyền cảnh vô địch. Diệp Thần không gặp qua Phó Hồng Trần, nhưng xem vậy hộ pháp như thế khẩn trương hình dáng, muốn đến vậy Phó Hồng Trần thực lực, cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Khó trách Vũ Hoàng Diệu, một bộ không lo ngại gì hình dáng. Diệp Thần nhất thời cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, vậy Vũ Hoàng Diệu tu vi, là thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, đã tương đương cường hãn. Nhưng bây giờ nhìn lại, sau lưng hắn vị đại sư kia huynh, kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, mới là chân chính đáng sợ tồn tại, thậm chí ma tổ vô thiên chấp trưởng kiếm môn sau đó, đều phải đặc biệt đem hắn triệu hoán trở về. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng ở một cái chớp mắt tới giữa, lướt qua vô số ý niệm. Hắn biết, phải tốc chiến tốc thắng, không thể cùng Phó Hồng Trần đến, nếu không cục diện lại là khó mà thu thập. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần chính là lạnh giọng hướng Vũ Hoàng Diệu nói, Vũ Hoàng Diệu, người muốn an toàn rời đi, vậy không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kiếm, ta liền thả ngươi đi. Sử thi chìa khóa, ngươi cứ việc cầm đi. Ta luân hồi thiên kiếm, vậy quy ngươi. Diệp Thần lời nói này nói ra, toàn trường kinh hãi. Sinh tuyệt thiên, quay về Trần, rất nhiều sử sách tiên tông cường giả, đều là vô cùng chấn động ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ lấy là mình nghe lầm. Thậm chí vậy bị khống chế được phượng trường không, đục ngầu tủng sợ hãi trong tròng mắt, cũng là lóe lên một chút vầng sáng. Vũ Hoàng Diệu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, họ Diệp, người nói gì sao? Ta không nghe lầm chứ, chỉ cần ta tiếp lấy ngươi một kiếm, ta là có thể đi. Hơn nữa còn có thể lại mang đi ngươi luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm, đây chính là tám đại thiên kiếm đứng đầu, nếu như kiếm hồn tập đủ, mũi nhọn thần uy không có thể tưởng tượng. Chân quý như vậy thiên kiếm, Diệp Thần lại có thể lấy ra đánh cuộc. Tôn chủ, tuyệt đối không thể. Sinh tuyệt thiên lật đật khuyên can, tuy nói hắn biết Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, vậy thiên huyền cảnh cường giả, căn bản không có thể thương tổn tới Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần muốn ở một kiếm bên trong, đánh bại thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Diệu tu vi, đã đến thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, chính là hậu kỳ. Diệp Thần truyền thuyết, hắn nghe qua quá nhiều, mặc dù hắn cảnh giới, so Diệp Thần cao hơn rất nhiều, nhưng hắn vậy không chắc chắn đánh bại Diệp Thần. Nhưng mà, nếu như Diệp Thần muốn một kiếm đánh bại hắn, đó cũng là khó hơn lên trời sự việc. Có dám đánh cuộc hay không? Tiếp ta một kiếm, liền một kiếm. Thắng, người đi. Thua, người lưu lại. Diệp Thần giọng nói vô cùng trầm ổn nói. Vũ Hoàng Diệu vui vẻ cười to, nói, họ Diệp. Ta xem ngươi đúng là điên,
thật lấy vì mình trăm gia chém hết, liền vô địch thiên hạ. Ta tuy không chắc chắn chiến thắng ngươi, nhưng ngươi muốn một kiếm giết chết ta, đó cũng là tuyệt không khả năng. Diệp Thần nói, vậy ngươi đánh cuộc hay không? Vũ Hoàng Diệu nhìn Diệp Thần vậy cổ tự tin hình dáng, thu liễm nụ cười, tâm tư lóe lên, nên cũng không dám quá mức khinh thường. Dẫu sao, Diệp Thần đã từng sáng tạo qua kỳ tích, thực ra quá nhiều, tuyệt không thể khinh thường. Cẩn thận cân nhắc một phen, Vũ Hoàng Diệu trong bụng suy nghĩ, nếu như ta không cần đại sư huynh cứu viện, là có thể yên ổn rời đi, thậm chí bắt được luân hồi thiên kiếm, đây là thiên đại công lao, vô thiên lão tổ nhất định có hậu thưởng. Lập tức, Vũ Hoàng Diệu chính là kiên quyết nói, được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Ta cũng không tin, ngươi có thể một kiếm giết chết ta. Dừng một chút, hắn thấy Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm, lại nói, nhưng là, ngươi không thể dùng luân hồi thiên kiếm, phải dùng thông thường kiếm. Cuối cùng là kiêng kỵ luân hồi mũi nhọn. Diệp Thần gật đầu một cái, nói có thể, đem luân hồi thiên kiếm thu hồi, trở tay ở trong hư không nắm chặt, giữa trời đất sắt thép tinh khí hội tụ, hóa ra một cái thiết kiếm bình thường. Vũ Hoàng Diệu thấy Diệp Thần điều khiển sắt thép linh khí thủ đoạn, thành thạo sẵn có, trong bụng thầm giật mình, xem ra truyền thuyết không sai, Diệp Thần đích xác là chấp trưởng thiết phương tỏa. Tới đi! Diệp Thần từng bước một hướng Vũ Hoàng Diệu đi tới, muốn một kiếm đánh bại thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn cường giả, cho dù đối thời khắc này Diệp Thần mà nói, cũng là một cái to lớn khiêu chiến. Nhưng vì tốc chiến tốc thắng, mau sớm giải quyết vấn đề trước mắt, hắn vậy quyết định khiêu chiến cực hạn của mình một chút. Sử sách tiên tông các cường giả, rối rít tránh ra. Quay về Trần và mấy cái kiếm môn cường giả, cũng là tránh ra. Vũ Hoàng Diệu đem Phượng Trường Không, giao cho Quay về Trần trông coi. Quay về Trần đỡ Phượng Trường Không, lại là khổ sở, lại là áy náy nói, lão tiền bối, thật xin lỗi. Phượng Trường Không cả nhà bị giết, mình lại gặp chiết nhục, vốn là nội tâm tức giận sợ hãi, nhưng thấy Quay về Trần ánh mắt trong suốt kia, trong lòng tất cả cừu hận lửa giận, lại có thể ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Thần cùng Vũ Hoàng Diệu xa xa đối lập, bầu không khí vậy dần dần khẩn trương lên. Vũ Hoàng Diệu thiên huyền cảnh linh khí, toàn bộ thả ra ngoài, rồi sau đó mở vạn khư chữ lâm quyết, sau lưng triệu hoán ra một tôn cổ xưa ma thần. Vậy ma thần chừng trăm trượng cao, nguy nga to lớn, bảo vệ được Vũ Hoàng Diệu thân thể. Ở đó chữ lâm quyết dưới sự che chở, Vũ Hoàng Diệu quanh thân linh khí, ông ông tác hưởng, khí huyết ngọn lửa, tuổi thọ ngọn lửa, cũng đang cháy, hóa thành từng cái cổ xưa sông dài, thần quang chiếu sáng, vờn quanh hắn toàn thân. Giờ khắc này Vũ Hoàng Diệu, toàn bộ tinh thần phòng bị, phòng vệ cường hãn tới cực điểm, cho dù cùng là thiên huyền cảnh cao thủ sinh tuyệt thiên, vậy tự hỏi không có nắm chắc nhất kích bại địch. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng xuống. Hắn đã rất nhiều xuống lời hứa, hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Nếu như không thể một kiếm bại địch, hắn thậm chí phải đem luân hồi thiên kiếm, cũng tặng cho Vũ Hoàng Diệu. Một kiếm này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Diệp Thần nắm chặt kiếm sắt, trong cơ thể lôi bia chấn động, lôi bia hơi thở đánh vào luân hồi huyết mạch vậy thả ra hào hùng uy nghiêm. Đùng đùng, từng đạo màu vàng tím sấm sét bắt đầu ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể nhảy lên, liền nhanh chóng hội tụ đến hắn trên thân kiếm. Vũ Hoàng Diệu cảm nhận được Diệp Thần càng ngày càng hùng hồn hơi thở, gương mặt cũng là ngưng trọng ba phần, âm thầm mò ra một viên tăng cường khí huyết đan dược, uống vào, để cho tự thân khí huyết cháy được càng mãnh liệt hơn, tăng lên linh khí phòng ngự. Suy, một đạo kiếm khí bén nhọn tiếng xé gió. Diệp Thần rốt cuộc ra tay, kiếm sắt hiệp cuốn sấm, luân hồi huyết mạch nóng rực cháy, một kiếm hướng Vũ Hoàng Diệu lướt đi. Kiếm hai, Đông Vũ Thính Lôi. Diệp Thần quát to một tiếng, lúc này sử xuất Trảm Thiên Cửu Kiếm, Đông Vũ Thính Lôi. Đông Vũ Thính Lôi một bùng nổ, ở giữa thiên địa, nhất thời lâm vào long khí lạnh mùa đông phong chi bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trong tinh không rất nhiều bụi bẩm, đều bị trời đông giá rét đông, một chút xíu lạnh lùng thấu xương nước mưa, đi đôi với Diệp Thần trường kiếm tung bay ra. Diệp Thần một kiếm này, từ đông trong mưa giết ra, xen lẫn lăn lăn sấm, cường hãn dị thường. Kiếm khí lướt qua, thậm chí liền giữa không trung tung bay nước mưa, đều bị nghịch cuốn xông lên thiên đi. Là chỉ thủy kiếm đạo. Vì một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu, Diệp Thần là liều mạng, thậm chí lấy chỉ thủy kiếm nói, tới thúc dục Trảm Thiên Cửu Kiếm.
Kiếm phong còn không giết tới Vũ Hoàng Diệu, Diệp Thần liền cảm thấy mình cả người xương, sắp nổ tung. Đồng thời thi triển chỉ thủy kiếm đạo cùng trảm thiên cửu kiếm, nếu như không phải là hắn chăm ra chém hết, tiềm năng thật to phóng thích, hắn sợ rằng đã bị cắn trả mà chết. Cái gì, trảm thiên cửu kiếm, ngươi lúc nào học được? Vũ Hoàng Diệu thấy Diệp Thần một kiếm chém tới, cũng là bộ dạng sợ hãi sợ hãi. Diệp Thần ngón này kiếm pháp, lại là trảm thiên cửu kiếm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể học biết. Phải biết, trảm thiên cửu kiếm kiếm phổ, nhưng mà ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, chẳng lẽ Diệp Thần lại có thứ hai bản? Vũ Hoàng Diệu mồ hôi lạnh cũng nhô ra, hắn biết rõ trảm thiên cửu kiếm thâm ảo cùng cường hãn. Thành tựu Vũ Hoàng thế gia đã từng là đệ tử, hắn năm đó vậy tu luyện qua trảm thiên cửu kiếm, nhưng tiếc là khổ tu vạn năm, đều không từng lĩnh ngộ chút nào. Ở đầu dựa vào kiếm môn sau đó, hắn đem trảm thiên cửu kiếm bí pháp, ở kiếm môn bên trong công khai. Kiếm môn thiên tài xuất sắc nhất, kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, luyện đến kiếm thứ hai thời điểm, trước sau vậy hao phí mấy ngàn năm thời gian. Giờ phút này, Diệp Thần bùng nổ Đông Vũ Thính Lôi, uy thế so với người bất kỳ đều cường hãn hơn. Bởi vì, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, trảm thiên cửu kiếm là hắn mà chế. Thậm chí một kiếm này bên trong, Diệp Thần vận dụng chỉ thủy kiếm nói, hắn là đem hết toàn lực, muốn một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu. Vũ Hoàng Diệu hoàn toàn sợ hãi, ở Diệp Thần kiếm khí hạ, sau lưng hắn ma thần bảo vệ bóng người, đang nhanh chóng biến dạng tán loạn, cả thân phòng vệ linh khí, cũng ở đây tán loạn. Long đồng vậy lạnh lùng kiếm khí, xen lẫn sấm gào thét tới, để cho được Vũ Hoàng Diệu ra đầu tê dại, khắp cả người dùng mình. Rên gì đi! Diệp Thần chưa từng có từ trước đến nay, kiếm khí như sấm chảm thiên, ở long đông mưa lạnh bên trong phá giết ra, chém thẳng Vũ Hoàng Diệu đầu. Không! Vũ Hoàng Diệu một tiếng gầm thét, nguy cấp bên trong rút ra trường kiếm, thiên huyền cảnh khí huyết điên cuồng cháy, thậm chí hắn nửa bên mặt bàng, máu thịt tinh hoa cũng cháy hết, biến thành khô lâu, hung hăng hướng Diệp Thần chảm thiên kiếm nghênh kích đi. Chanh! Rắc rắc! Song kiếm giao kích, Diệp Thần kiếm khí mênh mông như vũ trụ. Chỉ một kiếm, liền đem Vũ Hoàng Diệu trường kiếm chặt đứt, kiếm khí uy lực còn lại không giảm, mãnh liệt chém vào Vũ Hoàng Diệu trên ngực. Phốc xích! Vũ Hoàng Diệu thân thể phun ra suối máu, ngực đều cơ hồ bị Diệp Thần chém phá vỡ, có thể mơ hồ thấy hắn bên trong đập tim. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn tại chỗ trọng thương, vô cùng chật vật lui về phía sau. Diệu đại ca! Quy Trần hoảng vội vàng tiến lên. Đỡ Vũ Hoàng Diệu thân thể. Vũ Hoàng Diệu đáng sợ kia vết thương, suối máu ồ ồ, lập tức liền đem hai người quần áo, cũng nhiễm đỏ. Người thua. Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong tay kiếm sắt hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán. Hắn ngắm nhìn Vũ Hoàng Diệu, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có thể đánh chết đối phương, nhưng có thể đem tổn thương nặng, cái này một chàng đánh cuộc, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Nếu như Diệp Thần ra lại một kiếm, vậy Vũ Hoàng Diệu hẳn phải chết. Nhưng, chàng này đánh cuộc, là quy định chỉ dùng một kiếm, cho nên Diệp Thần tự nhiên không có truy kích, có thể thắng là được rồi. Sinh Tuyệt Thiên và Sử Sách Tiên Tông rất nhiều các cường giả, thấy Diệp Thần thật một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu, nhất thời cao giọng hoan hô ủng hộ, cùng kêu lên tán tụng luân hồi uy nghiêm. Diệp Thần nội tâm ngược lại là không có thật cao hứng, hắn thật sâu cảm giác được. Tu vi đến thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, đã rất khó giết trong nháy mắt. Xem hắn vận dụng lôi bia, chỉ thủy kiếm nói, trảm thiên cửu kiếm, đều không thể trong nháy mắt giết Vũ Hoàng Diệu. Hiển nhiên, thiên quân tu vi, đến thiên huyền cảnh lớn hậu kỳ, sinh mệnh lực như người thú đến không thể tưởng tượng nổi bước. Vô lượng cảnh cao thủ, lại là lợi hại. Xem Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng cường giả đỉnh phong, lại là thế giới hiện thật lực lượng. Toàn bộ cộng lại đều không cách nào chu diệt tồn tại. Diệp Thần đối ngày trước quân cảnh giới, cũng là càng hướng tới. Cùng mình trở thành thiên quân sau đó, không biết tu vi, lại sẽ đạt tới cảnh giới gì. Vũ Hoàng Diệu che lồng ngực đáng sợ vết thương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bại, lại thật bị Diệp Thần một kiếm đánh bại. Nguyện thua cuộc, người giao trả lại cho ta đi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Diệu, nói. Vũ Hoàng Diệu cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi thắng. Hai bên đã quyết định lời hứa thể ước, nếu hắn thua, tự nhiên cũng không thể đổi ý,
lập tức liền bắt Phượng Trường Không, đem hắn đẩy ra. Phượng Trường Không lảo đảo, hướng Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đi tới. Hắn có chút không thể tin, không nghĩ tới mình thật phải bị cứu ra, già nua thân thể hơi phát run. Lão hữu, Sinh Tuyệt Thiên cũng là một hồi kích động, vội vàng chạy lên đi, muốn nghênh đón. Diệp Thần mang chút nụ cười, yên lặng nhìn, đột nhiên nhưng bắt được một đạo nguy hiểm hơi thở, quát lên, chú ý. Ở thanh âm rơi xuống ngay tức thì, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, ngăn ở Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không trên đỉnh đầu. Chanh! Vừa tốt vào lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn, từ tinh không chỗ sâu bổ xuống, liền bổ vào Diệp Thần nhân đồ thánh bôi trên. Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không, đều là hoảng hốt, nếu như không phải là có Diệp Thần thánh bôi ngăn cản ngự, chỉ sợ hắn hai người chúng ta, đều phải bị vậy một đạo bén kiếm khí giết chết. Hai người bộ dạng sợ hãi lui về phía sau, nhìn về tinh không chỗ sâu, lại nghe được Long Ngâm Tước Minh thanh âm. Chỉ gặp một đoàn nóng rực quang, tràn đầy sức sống cùng minh mông hơi thở, từ tinh không chỗ sâu phóng tới. Vậy đoàn quang bên trong, là một cái lạnh lùng cao ngất nam tử, trong tay cầm kiếm, cả người đều có kiếm khí tách thả ra, kiếm khí kia không ngừng nhô lên cổn đáng, lại là diễn hóa thành tất cả rồng thần, tất cả thần tước bóng dáng, đặc biệt nguy nga. Hắn hạ xuống, liền như cả thế giới vương triều, vũ trụ đế quốc, hạ xuống xuống, long tước múa lên, cảm giác bị áp bách kinh người. Sử sách Tiên Tông triển khai thủy mặc bức họa, đều bị nghiền nát hết, bị nam tử này huy hoàng long tước đế quốc thay thế. Đại sư huynh, quay về Trần và Vũ Hoàng Diệu, thấy vậy hạ xuống xuống nam tử, cùng kêu lên. Nam tử kia chính là kiếm môn bảy tử đứng đầu, kiếm môn đại sư huynh, Phó Hồng Trần. Không tốt, Phó Hồng Trần tới. Sử sách Tiên Tông một đám các cường giả, thấy Phó Hồng Trần tới, người người dè chừng và sợ hãi kinh hoàng. Không ít người lại là cả người run rẩy, thật giống như nhìn thấy gì người đáng sợ vật. Người này chính là Phó Hồng Trần. Diệp Thần vậy đánh giá Phó Hồng Trần, lại có thể không nhìn thấu đối phương tu vi hơi thở, chỉ cảm thấy đối phương khí thế cường hãn dị thường, như kiếm đạo quân vương, hùng phách thiên hạ. Trên người hắn long tước khí tượng, là Trảm Thiên Cửu kiếm tu luyện tới kiếm thứ 4, nơi huyễn hóa ra tới hơi thở, khoáng đạt đến lồng xây vũ trụ tinh không bước. Vũ Hoàng Diệu, người đánh cuộc thua sao? Phó Hồng Trần một hạ xuống, bắt ở Phượng Trường Không thân thể, một cước đá vào hắn trên đầu gối, người sau liền quỳ xuống. Vũ Hoàng Diệu không dám giấu giếm, nói đại sư huynh, ta thua. Phó Hồng Trần hừ một tiếng, nói, ngươi có cái gì tư cách, đại biểu ta kiếm môn đánh cuộc. Vũ Hoàng Diệu mồ hôi chảy ướt lưng, không lời chống đỡ. Phó Hồng Trần một cước đạp ở quỳ dưới đất Phượng Trường Không. Ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, chàng này đánh cuộc không tính toán gì hết, lão đầu này, ta muốn mang hồi trong môn phái đi, sử thi chìa khóa, quay về chúng ta. Diệp Thần nhất thời tức giận, nói các ngươi kiếm môn là muốn làm trái lời hứa, lật lọng. Phó Hồng Trần cười lạnh một tiếng nói, ta sư đệ với người đánh cuộc, không tính toán gì hết, người muốn đánh cuộc, liền cùng ta đánh cuộc. Ngươi nếu có thể một kiếm đánh bại ta, ta liền đem người còn đưa ngươi. Vừa nói, Phó Hồng Trần bay lên một cước, đem Phượng Trường Không đá quay về Trần bên kia, lại không chịu đem người đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần ra mặt lay động, đừng nói hắn hiện tại mới vừa kết thúc chiến đấu, linh khí tiêu hao to lớn, thậm chí gân cốt đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn, cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh, vậy không quá có thể một kiếm đánh bại Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần tu vi, sâu không lường được. Coi như Diệp Thần có thể giết chết hắn, mình vậy nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Phó Hồng Trần nói muốn đánh cuộc, đó là nói giỡn, cố ý tiêu khiển Diệp Thần. Quay về Trần thấy hai người kiếm bạt nỗ trương hình dáng, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên kéo Phượng Trường Không, thân thể chớp mắt, vượt qua Phó Hồng Trần, đi tới Diệp Thần bên người. Diệp đại ca, vị này lão tiền bối, giao cho các ngươi chiếu cố. Quay về Trần giọng thẳng thắn. Đem Phượng Trường Không giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó nhanh chóng phản ứng, kéo Phượng Trường Không nhanh chóng lui về phía sau. Sử sách Tiên Tông các cường giả, vội vàng tới đây vây quanh vòng tròn bảo vệ. Phó Hồng Trần nhất thời ngạc nhiên, hướng quay về Trần nói, quay về Trần thiếu gia, ngươi làm gì? Ngươi làm sao người giao cho bọn họ? Quay về Trần chắp hai tay, đọc một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Đại sư huynh,
nếu chúng ta đánh cuộc thua, vậy nên nhận thua, tại sao có thể rất vô lý. Phó Hồng Trần khí được thất khiếu bốc khói, nói, ngươi người trả trở về, không lấy được sử thi chìa khóa, trở về làm sao hướng lão tổ giao phó. Quay về Trần nói, đại sư huynh, ngươi nói ngươi kiếm pháp thông thần, không cần giả mượn người ngoài, chính ngươi liền có thể phá vỡ sử thi thế giới cấm chế, vậy chúng ta liền không cần sẽ cùng người khác tranh đấu. Phó Hồng Trần tức giận, cắn răng nghiến lợi, nhưng thấy quay về Trần vậy tinh khiết ánh mắt, nội tâm rất nhiều trách cứ oán trách lời nói, cũng tiêu tán không còn một mống, tâm cảnh lại bình phục lại. Dừng một chút, Phó Hồng Trần chính là gật đầu nói, ừ, rất tốt, thiếu gia, nếu ngươi muốn tuân thủ lời hứa, vậy ta liền theo ngươi, nhưng những người này mà, nhưng không thể bỏ qua. Quay về Trần cả kinh nói, đại sư huynh, ngươi muốn giết người sao? Phó Hồng Trần lạnh lùng nói, ta nếu không giết bọn họ liền muốn tới giết chúng ta. Ta ngày hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý, từ bi là không sai, nhưng nếu là một mặt nhân thiện lui để cho, chỉ bất quá hèn yếu thôi. Tiếng nói rơi xuống, Phó Hồng Trần giọng ý định giết người hiện lên, sau lưng linh quang tách thả ra, lại là có một tôn thân ảnh khổng lồ hiển hóa liền đi ra. Vậy một tôn bóng người, thần hồn hơi thở như quân vương, gân cốt máu thịt như núi xuyên sông nhạc. Ánh mắt con ngươi như trời trăng sao, tóc như thiên la địa võng, tựa như một người chính là một tòa hoàng triều. Diệp Thần thấy vậy tôn bóng người, kinh hô thành tiếng, Thiết Vương Tọa, là ngươi. Từ Phó Hồng Trần xuất hiện sau lưng người, lại là Thiết Vương Tọa khí linh. Ban đầu chém ra đại chiến, Diệp Thần chấp trưởng Thiết Vương Tọa, nhưng bị khí linh trốn cởi bỏ. Lúc đó Thiết Vương Tọa khí linh, bị Diệp Thần nhân hoàng thánh đao tổn thương nặng, chỉ còn dư lại một món tàn hồn. Nhưng giờ phút này, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt Thiết Vương Tọa, thân xác đã khôi phục. Đó là Thái Thượng Hoàng Hướng đạo diệu pháp. Thái Thượng Hoàng Hướng nói, Thái Thượng 36 đạo một trong, có thể đem người tu luyện thành hoàng triều, một người chính là một cái đế quốc, uy nghiêm cường hãn. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Thiết Vương Tọa khí linh, lại có thể xuất hiện ở Phó Hồng Trần trên mình. Thiết Vương Tọa, người đầu phục ma tổ vô thiên, Diệp Thần hỏi. Thiết Vương Tọa cười nói, cũng không phải là đầu dựa vào, chỉ là tạm thời hợp thôi. Hắn lúc này dựa vào Thái Thượng Hoàng Hướng nói, khôi phục thân xác, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, thuộc về đồ ta, người bất kỳ đều không cách nào cướp đi. Ta ngai vàng, người cho ta phun ra. Tiếng nói rơi xuống, Thiết Vương Tọa cả người hơi thở lay động, một cái hoàng triều đế quốc xuất hiện, một tòa tòa cung điện lớn, ở tinh không trong thế giới toát ra. Còn có vô số sơn xuyên sông nhạc, thành trì lâu vũ, thậm chí còn có vô số sinh linh, sinh sôi đi ra, thiên quân vạn mã cũng hướng Diệp Thần xông lên đi giết. Diệp Thần một hồi chấn động, xem ra Thiết Vương Tọa khí linh, tu vi quả nhiên thâm hậu, coi như mất đi ngai vàng bản thể, cũng có thể bộc phát ra cực mạnh thần thông. Sinh Tuyệt Thiên và rất nhiều sử sách tiên tông các cường giả, cảm nhận được vậy minh mông hoàng triều hơi thở, cũng là sợ hãi rung động. Phó Hồng Trần cầm kiếm cười nói, Thiết Quân, ngươi nói qua, nếu có thể chu diệt luân hồi chi chủ, đoạt lại Thiết Vương Tọa, ngươi liền để cho ta bước lên vô cùng xưng vương. Thiết Vương Tọa nói, tự nhiên, người ta liên thủ, ngày hôm nay trước làm thịt vậy tiểu tử nói sau. Hắn giọng có chút không tình nguyện, hiển nhiên không muốn tiếp nhận Phó Hồng Trần là vương, nhưng hôm nay hắn ngai vàng đã mất đi, ở tạm ở ma tổ vô thiên dưới quyền, cũng chỉ có thể tạm thời chịu thiệt. Phó Hồng Trần vui vẻ nói, rất tốt, ta có thể luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm, ta có thể chính là hạ một đời luân hồi người thừa kế. Ngày hôm nay chỉ cần giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử, luân hồi thiên mệnh, chính là thuộc về ta. Ta có tư cách bước lên vô cùng xưng vương. Thanh âm rơi xuống, Phó Hồng Trần thân thể như nhanh như tia chớp nổ bắn ra ra, một kiếm Trảm Thiên, quát lên. Kiếm 4, Đại Hạ Long Tước. Nóng rực kiếm khí biểu chém ra, tinh không cũng xé. Trong hư không kiếm khí mãnh liệt, hóa thành tất cả thượng cổ rồng thần, tất cả kinh thế thần tước. Lanh lảnh tiếng rồng ngâm, tước minh tiếng, xuyên vân xé trời, làm người ta rung động. Vậy vô biên vô tận minh mông long tước kiếm khí, như dễ như bỡn vậy, hướng Diệp Thần các người chém chết đi. Kiếm khí chấn động dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy liền một cổ to lớn áp lực. Hắn bên người sử sách tiên tông cường giả, 7-8 phần 10. Ở trong nháy mắt bị long tước kiếm khí nghiền bạo, thân hồn câu bể, liền hừ đều không hừ một tiếng, cứ như vậy bị giết chết. Phó Hồng Trần kiếm khí, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng bước,
nóng rực kinh thiên. Diệp Thần cũng là rung động thật sâu, hắn cảm nhận được liền Trảm Thiên Cửu Kiếm chân chính thần uy. Hắn nắm giữ trước hai kiếm, lực sát thương còn chưa tới kinh thiên động địa bước. Nhưng Phó Hồng Trần luyện đến kiếm thứ 4, Đại Hạ Long Tước, một kiếm chém ra, là chân chánh chảm phá tinh không, nghiền ép vũ trụ, kiếm khí mênh mông, chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, đơn giản là thế không thể đỡ. Đi mau! Diệp Thần sắc mặt nặng nề, vội vàng mang Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không, còn có mấy cái sử sách tiên tông người sống sót, chật vật đi sử sách giới chạy khỏi trở về. Chỉ phải trở về sử sách giới, vậy thì hoàn toàn an toàn. Chạy thoát sao? Phó Hồng Trần cười nhạt, lòng tước kiếm khí phủ kín chân trời, sát khí lăn lăn, cùng Thiết Vương tọa Thái Thượng Hoàng hướng đạo kết hợp, một đường hướng Diệp Thần các người đuổi giết. Thiết Vương tọa Hoàng triều đạo Pháp mở ra, hoàn vũ tinh không cũng tràn ngập đầy hắn hơi thở, hắn ý niệm động một cái, phương xa tinh không, liền diễn biến thành của hắn Hoàng triều đế quốc, sản sinh ra sơn hà thổ nhưỡng, bồi bổ ra hàng tỷ dân chúng sinh linh, hội tụ thành thiên quân vạn mã, gầm thét kêu gào hướng Diệp Thần các người đụng đi. Diệp Thần các người căn bản không chạy khỏi, từ đầu đến cuối bị Thiết Vương tọa Hoàng triều đạo Pháp bao phủ ở, vô luận đi đến nơi nào, đều là Thiết Vương tọa địa bàn. Phó Hồng Trần long tước kiếm khí, liền theo chém đánh tới. Diệp Thần lật đật mở ra nhân đồ thánh bôi, khó khăn lắm ngăn lại. Thật may hắn có nhân đồ thánh bôi bảo vệ, nếu không, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phó Hồng Trần kiếm pháp quá mạnh mẽ, cùng Thiết Vương tọa Hoàng triều đạo Pháp liên hiệp, đơn giản là vô địch. Đại Hạ Long Tước, Hoàng triều đạo Pháp, hai người dung hợp, Diệp Thần dưới chân mặt đất, là được trong truyền thuyết cổ xưa Đại Hạ Hoàng triều. Hạ, đại biểu nóng rực, thịnh vượng, mênh mông hơi thở. Đại Hạ Hoàng triều, Long Tước múa lên, vậy là cả đế quốc cổ xưa, cùng vô biên vô tận sát phạt kiếm khí mãnh liệt chém chết. Trảm Thiên Cửu Kiếm là luân hồi tạo hóa kiếm pháp, người bình thường không có luân hồi nhân quả, tu luyện vô cùng là khó khăn. Nhưng Phó Hồng Trần người này, lại có thể luyện đến kiếm thứ 4, Đại Hạ Long Tước khí tượng, liền Diệp Thần đều phải kiêng kỵ, có thể thấy người này kiếm đạo thiên phú, đích xác là siêu phàm thoát tục, không hổ là kiếm môn bảy tử đứng đầu, chỉ sợ so với giống vậy kiếm môn trưởng lão, còn cường hãn hơn rất nhiều. Bị loại cao thủ này đuổi giết, tự nhiên không phải cái gì ung dung sự việc. Sinh Tuyệt Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, tôn chủ, xem ra chúng ta là trốn không thoát. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, không có nói gì nhiều, chỉ là suy nghĩ thoát thân phương pháp. Bị Diệp Thần dìu Phượng Trường Không, thấy tình thế nguy cấp, vậy trong mắt đục ngầu bên trong, lộ ra một chút kiên quyết, rồi sau đó lại thở dài nói, luân hồi chi chủ, các ngươi đi trước đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Diệp Thần nghe nói như vậy, một hồi ngạc nhiên. Đánh giá Phượng Trường Không, gặp đối phương thương thế rất nặng, mới vừa vẫn luôn bị khi dễ, lại không nghĩ rằng hắn nói lúc này phải ra tay. Lão tiền bối, chưa có nói đùa, Diệp Thần lắc đầu một cái. Phượng Trường Không bàn tay lộn một cái, sử dụng một tấm ngọc phù, giao cho Diệp Thần, nói, đây là sử thi thế giới chìa khóa, ngươi cầm ngọc phù này, liền có thể phá vỡ tinh bích cấm chế tiến vào. Nhưng, sử thi thế giới bên trong, cực kỳ hung hiểm, ngươi muốn chú ý. Năm đó phần lớn được triệu hoán đi người, đều bị sử thi thiên quân nuốt ăn, ta nghe nói chỉ có một phần nhỏ người sống sót. Diệp Thần cầm ngọc phù, suy nghĩ xuất thần nói, lão tiền bối. Xa xa, đuổi giết mà đến Phó Hồng Trần, thấy vậy ngọc phù chìa khóa, cũng là chấn động, hét lớn, lão đầu, đưa chìa khóa cho ta. Tăng thêm tốc độ đuổi theo. Bên người hắn Thiết Vương tọa khí linh, cũng là nhanh chóng đuổi giết lên. Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm. Vội vàng mang Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không, đi về trước phi độn. Phượng Trường Không lắc đầu cười khổ nói, như vậy là không đi được, luân hồi chi chủ, ta lưu lại đi, ta chỉ có một cái yêu cầu, người đi đến sử thi thế giới sau đó, giúp ta lưu ý một tí cháu gái ta tin tức. Cháu gái ta kêu Phượng Lam Khê, nàng năm đó ham chơi, len lén cùng ta vào sử thi thế giới, ta không biết nàng có còn hay không còn sống, nàng còn sống tốt nhất, nếu như nàng chết. Người giúp nàng thu liễm hải cốt. Giọng rất có ủy thác ý. Phượng Trường không biết, Diệp Thần là luân hồi chi chủ, nếu như tương lai lên đỉnh, có thể ung dung sống lại người bất kỳ. Như vậy thứ nhất, coi như hắn tôn nữ Phượng Lam Khê, thật đã chết rồi, cũng có phục hy vọng sống. Diệp Thần một hồi kinh hãi, nói, bị sử thi thiên quân nuốt ăn, còn có mạng sống cơ hội sao?
Phượng Trường Không khẽ gật đầu, nói có, năm đó bị triệu hoán người đi vào, có chút tu vi cường hãn dị thường, coi như là sử thi thiên quân, cũng không thể tùy tiện giết chết bọn họ. Ta liền nhớ có một vị kêu thiên sơ thánh tổ cường giả, hắn nói hắn vì nhâm thiên nữ đến tìm bảo tàng, cuối cùng rơi vào sử thi thiên quân cạm bẫy, nhưng hắn là liều giết đi ra ngoài, thậm chí nghe nói ở sử thi thế giới bên trong, đứng vững vàng gót chân. Diệp Thần nghe đến chỗ này, lại là một hồi kỳ dị, chẳng lẽ cái này cựu Nhật bảo tàng, còn cùng thiên nữ có liên quan không được. Phượng Trường Không tiếp tục nói, năm đó ta bùng nổ trảm thiên cửu kiếm kiếm thứ ba, may mắn trốn thoát, đáng tiếc không biết cháu gái ta tin tức, luân hồi chi chủ, như người đi sử thi thế giới, xin lưu ý nhiều, cháu gái ta nếu không phải chết, nàng vậy sẽ trở thành vì ngươi một lớn trợ lực. Diệp Thần nói, lão tiền bối, trước không nói những thứ này, chúng ta mau trở về nói sau. Phượng Trường Không nhưng khoát tay một cái, nói, không trở về được, ta lưu lại đi. Nói xong, hắn đem Sinh Tuyệt Thiên treo ở trường kiếm bên hông, rút ra. Lão hữu, Sinh Tuyệt Thiên chấn động, líu díu nói nhỏ. Phượng Trường Không một kiếm nơi tay, tinh thần lại có thể đều không chán trường nữa, lộ ra một chút mũi nhọn. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đều cảm giác được hắn tuổi thọ đang điên cuồng thiêu đốt. Phượng Trường Không trên thân thể, tuổi thọ thiêu đốt ngọn lửa, giống như là xí bạch ánh mặt trời vậy, sáng chói làm cho người khác hoa mắt. Phó Hồng Trần và Thiết Phương Tọa, thấy Phượng Trường Không vậy nóng rực hơi thở, cũng là ngừng dừng lại bước chân, âm thầm phòng bị. Lão đầu này muốn phải liều mạng, Phó Hồng Trần cười lạnh nói. Nhưng gặp Phượng Trường Không ánh mắt như điện, nhìn thẳng Phó Hồng Trần, đột nhiên một kiếm phá không giết ra. Kiếm ba, Hàn Xuân mang trùng. Một tiếng già nua chợt quát. Phượng Trường Không kiếm khí bừng bừng, toát ra mạnh mẽ sinh mạng hơi thở. Đó chính là Hàn Xuân mang chủng kiếm khí. Mang chồng, là một năm bên trong, sinh mạng bắt đầu. Một kiếm này ý vận, liền là sinh mạng tách thả ra, đột phá hết thảy tử địa khốn cảnh cùng nhà tù khốn khóa. Chỉ cần một kiếm này giết ra, lại bóng tối cục diện, cũng sẽ bị biến dạng, lại tuyệt vọng chiến đấu, cũng sẽ xuất hiện hy vọng. Một kiếm này, chính là hy vọng kiếm. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên, còn có mấy cái sử sách tiên tông những người sống sót. Thấy Phượng Trường Không cháy tuổi thọ, chém ra vậy một đạo hy vọng kiếm, bọn họ cũng rung động. Phó Hồng Trần và Thiết Phương Tọa, một mực đang đuổi giết, tinh không vũ trụ đều là bọn họ sát khí, giống như là một cái tử cục, căn bản chạy khỏi không hết. Nhưng, làm Phượng Trường Không một kiếm này giết ra, tử cục này bị phá hư, Diệp Thần các người thấy được hy vọng ánh sáng ban mai. Đại Hạ Hoàng Triều ở tan vỡ, Long Tước ở rên rỉ, Phượng Trường Không kiếm lại có thể thật thay đổi chiến cuộc. Lão đầu này, đáng chết. Phó Hồng Trần tức giận, mắt gặp Phượng Trường Không vậy cháy hết tuổi thọ một kiếm đánh tới, nên cũng không dám khinh thường, vội vàng cầm kiếm chào đón. Luân hồi chi chủ, các ngươi đi nhanh đi. Phượng Trường Không trường kiếm chém thẳng Phó Hồng Trần, một bên phát ra thanh âm giàn nua. Diệp Thần các người phục hồi tinh thần lại, thấy Phượng Trường Không quyết ý hy sinh, trong bụng không đành lòng, nhưng tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể thương cảm than thở, nhanh chóng lui về phía sau. Phượng Trường Không sinh mạng, đang nhanh chóng tiêu tán, kiếm khí của hắn, vậy đang nhanh chóng suy yếu. Hắn còn không có chém trúng Phó Hồng Trần thời điểm, mình liền bởi vì tuổi thọ hao hết, thân thể cháy thành một phiến bụi bặm, theo gió rồi biến mất. Diệp Thần các người thấy một màn này, cũng là thổn thức, ảm đạm xoay người lại sử sách giới. Phó Hồng Trần và Thiết Phương Tọa, bị Phượng Trường Không như thế một ngăn trở, nhưng cũng không đuổi kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần các người rời đi. Luân hồi chi chủ, quả nhiên người mang đại khí vận, không như vậy dễ dàng giết chết. Phó Hồng Trần cắn răng, trong bụng như đưa đám, yên lặng thu hồi trường kiếm. Hắn lấy là Diệp Thần ngày hôm nay hẳn phải chết, nhưng cuối cùng vẫn là để cho trốn thoát. Thiết Vương Tọa nói, không sao, hắn lấy được rồi chìa khóa, nhất định sẽ đi sử thi thế giới tìm bảo. Chúng ta cũng đi tìm bảo là được, cựu Nhật chi chủ bảo tàng, có thể không thể bỏ qua. Thiết Vương Tỏa cũng rất rõ ràng, cựu Nhật chi chủ bảo tàng, giá trị không có thể tưởng tượng, nếu như có thể đạt được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Trước đây chém ra đại chiến, hắn thiếu chút nữa bị Diệp Thần giết chết, coi như hiện đang khôi phục, thân xác, nguyên khí căn cơ cũng lớn tổn hao nhiều dây dưa, thực lực chưa đủ thời kỳ tột cùng một nửa. Muốn bổ sung trở về. Trừ phi đoạt lại ngai vàng bản thể bên ngoài, còn cần quá mức bổ sung.
Mà cựu Nhật bảo tàng, tài nguyên phong phú, chính là tốt nhất bổ sung. Phó Hồng Trần thoáng an tâm, nói, Thiết Quân, người nói không sai. Cựu Nhật bảo tàng giá trị nghịch thiên, không cho sơ thất. Dừng một chút, hắn lại có chút phòng bị nói, chỉ là, truyền thuyết vậy Sử Thi Kính, đã sản sinh ra khí linh, được gọi là Sử Thi Thiên Quân, nhưng là không thể khinh thường. Thiết Vương Tọa nói, ha ha, có hung hiểm gì, luân hồi chi chủ sẽ thay chúng ta giải quyết hết, chúng ta tránh núp trong bóng tối, ngồi thu mưu lợi bất chính là được. Phó Hồng Trần ánh mắt sáng lên, nói tốt lắm, cứ quyết định như vậy, cùng bắt được bảo tàng, muốn đến vô thiên lão tổ nguyên khí, vậy có thể khôi phục. Chém ra đánh một trận, mà tổ vô thiên bị tổn thương quá nghiêm trọng, hiện tại Phó Hồng Trần chỉ muốn cướp lấy bảo tàng, là ma tổ vô thiên khôi phục nguyên khí. Hắn mới có thể có hôm nay tu vi, thật ra thì đã từng cũng có ma tổ vô thiên tài bồi chỉ điểm, hiện tại dĩ nhiên là muốn báo đáp. Cùng lúc đó Diệp Thần, Sinh Tuyệt Thiên các người, trở lại sử sách giới, hướng tông chủ Nam Cung Lăng báo cáo chuyện lúc trước. Nam Cung Lăng nghe được Phượng Trường không đã chết, nhưng thật may chìa khóa tìm trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phượng Trường không sống chết, thật ra thì hắn cũng không quan tâm, chỉ là quan tâm chìa khóa mà thôi. Dĩ nhiên ngoài mặt, hắn tự nhiên muốn thương tiếc một phen, lại phái người là Phượng Trường không lập bia, đây là cơ bản lễ phép. Nghi thức đơn giản sau khi kết thúc, Nam Cung Lăng chính là hướng Diệp Thần hỏi thăm, luân hồi chi chủ, người dự định khi nào đi Sử Thi thế giới tìm bảo. Diệp Thần nói, ta nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai sẽ đi. Nếu như có thể, Diệp Thần rất muốn lập tức lên đường. Bởi vì, Hạ Nhược Tuyết còn ở độ kiếp, Diệp Thần muốn mau trở về thăm hỏi. Chỉ là, ngày hôm nay cùng Vũ Hoàng Diệu, Phó Hồng Trần các người đánh một trận, Diệp Thần tiêu hao to lớn, nhất định phải nghỉ ngơi. Nam Cung Lăng nghe được Diệp Thần ngày mai là có thể lên đường, nhưng là không khỏi niềm vui, nói, nhanh như vậy sao? Rất tốt, người nhớ, ta cần một loại tên là Toái Niết Thần Đan đan dược. Như vậy đan dược, có thể khôi phục nhục thân của ta thần hồn, chỉ có ở cựu Nhật thời đại mới có thể luyện chế, hôm nay đã không luyện chế được. Nói tới chỗ này, Nam Cung Lăng chính là thở dài một cái. Thời đại cũng không phải là một mực ở tiến bộ, ngược lại ở thoái hóa. Hồng Quân Lão Tổ, Võ Tổ các người chỗ ở thời đại hồng hoang, linh khí dư thừa, đại lộ quy luật cơ hồ viên mãn. Cựu Nhật thời đại, linh khí vậy khá là dư thừa, quy luật tuy có sứt mẻ, nhưng không hề coi là quá nghiêm trọng. Nhưng đến ngày hôm nay, thiên địa linh khí so với trước kia, đã suy thoái rất nhiều, thực tế quy luật vậy có rất nhiều sứt mẻ. Điều này sẽ đưa đến, có rất nhiều linh đan diệu dược, bởi vì thực tế phép tắc sứt mẻ, không cách nào lại luyện chế được. Giống như Nam Cung Lăng mong muốn Toái Niết Thần Đan, thật ra thì đan phương và vật liệu, hắn cũng thu thập hoàn thành, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận mình cố gắng như thế nào, đều không cách nào luyện chế ra dù là một chút xíu bã thuốc chỉ, chính là bởi vì thực tế quy luật sứt mẻ, rất nhiều đan dược cũng luyện chế không ra. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, siêu tầm vô cùng phong phú, chắc hẳn trong đó cũng sẽ có Toái Niết Thần Đan. Nếu như ngươi có thể tìm được Toái Niết Thần Đan, ta có thể nói cho ngươi Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Nam Cung Lăng ký thác kỳ vọng rất lớn nhìn Diệp Thần, hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Cựu Nhật bảo tàng. Diệp Thần nói, tiền bối, ta sẽ lưu ý. Nam Cung Lăng gật đầu nói, rất tốt. Thỏa thuận xong, Diệp Thần liền ở Sử Sách Tiên Tông bên trong tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lên đường. Cái này thế gian nhân quả, vòng vòng tương khấu, mọi cử động sẽ kích động thiên cơ. Tám đại thiên kiếm tề tụ, võ giao hồi phục, Diệp Thần chuẩn bị tìm bảo tàng, cái này các loại sự việc, đều đã kích động thiên cơ, để cho rất nhiều thế lực, đều có cảm ứng. Thiên Thanh Vực, Thiên Thanh Minh Tổng Đàn bên trong. Diệp Lâm Uyên đã đổi lại cả người màu Thiên Thanh Trường Bào, hắn chính là Thiên Thanh Minh Minh Chủ, nhất cử nhất động đều là thấm ra ác liệt uy nghiêm. Sau núi trong rừng cây, cựu Nhật bảo tàng, Sử Thi thế giới, đem sẽ có thiên đại thay đổi. Ta tuyệt không thể ngồi coi bảo tàng mất đi. Diệp Lâm Uyên đang ngồi xếp bằng tu luyện, bên người để một bộ hắc quan. Hắn bấm ngón tay tính toán, đã cảm thấy mưa núi sắp tới. Vô luận như thế nào, vậy cựu Nhật bảo tàng, hắn cũng không thể bỏ qua. Bởi vì, muốn để cho lão tổ Diệp Thuần Quân khôi phục, thậm chí là đối kháng vạn khư, cũng cần số lớn tư nguyên chống đỡ, nếu như có thể bắt được cựu Nhật bảo tàng nói,
có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vũ Hoàng Thiên Giới, Vạn Khư Thần Điện. Vũ Hoàng Cổ Đế vậy bắt được Cựu Nhật Bảo Tàng thiên cơ thay đổi, hắn hai tròng mắt nhìn về bầu trời phương xa, ánh mắt híp lại, tựa hồ muốn theo dõi sau lưng Chư Cách biến hóa. Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế đứng dậy, đi tới Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu một phiến cấm địa bên trong. Ở đó cấm địa bên trong, bố trí một cái cổ xưa trận pháp. Một cái trường mi ông già, ngồi xếp bằng ở trung ương trận pháp, bên người chất đầy tất cả loại thiên tài địa bảo, linh thạch đan dược, thậm chí còn có chút thiên huyền cảnh cường giả tàn cốt. Ông già tựa hồ đang vận chuyển đặc thù gì bí pháp, những thiên tài địa bảo kia không ngừng bị tiêu hao, ông già quanh thân hiện ra tầng tầng lộng lẫy khí tượng, như mộng ảo bọt nước bên trong có thể thấy mộng thiên thiên vạn vạn cái. Cảm nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở, vậy ông già mở mắt ra, cung kính kêu một tiếng, bệ hạ, ngươi tới. Vũ Hoàng Cổ Đế chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu nói, Mạc Thương Lan, người chàng này nằm mộng làm được thế nào? Người giàu gì cũng là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, chuyện có thể thành hay không, cho ta tin chính xác. Cái này ông già, lúc đầu chính là 10 đại thiên quân trong thế gia, Thái Thượng Mạc gia lão tổ, tên là Mạc Thương Lan, danh hiệu đại mộng thiên quân. Mạc Thương Lan cười khổ một tí, nói, bệ hạ, ta cấm thuật nằm mộng thiên thu, tuy tu luyện không biết nhiều ít vạn năm, hỏa hầu xác thực vậy có một chút, nhưng muốn ăn cắp thiên hoàng cổ chung, thật quá khó khăn. Thiên hoàng cổ chung, chính là tam hoàng chí bảo đứng đầu, chúng ta muốn trộm với tay cầm, cơ hồ không thể nào. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói ta tự nhiên biết khó khăn, nhưng thiên nữ có địa hoàng thần thư, luân hồi chi chủ có nhân hoàng thánh đao. Ta vạn khư như không có thiên hoàng cổ chung bảo vệ, sớm muộn phải bị bọn họ liên thủ nghiền nát. Hoàn chỉnh vô vô thần khí, nhất định phải có một kiện. Coi như không cách nào thúc giục, ở lại sơn môn bên trong trấn thủ phong thủy, cũng là cần thiết. Vũ Hoàng Cổ Đế trên tay, cũng có mấy khối vô vô thần khí mảnh vỡ, nhưng mảnh vụn khí vật, hoàn toàn không thể cùng hoàn chỉnh so sánh. Trước đây chém ra đại chiến, thiên nữ địa hoàng thần thư, diệp thần nhân hoàng thánh đao. Để cho hắn để lại sâu đậm bóng mờ. Hắn cũng muốn một kiện hoàn chỉnh vô vô thần khí, trấn thủ sơn môn. Mạc Thương Lan tự nhiên biết Vũ Hoàng Cổ Đế tâm tình, nhưng muốn ăn cắp thiên hoàng cổ chung, nơi nào có như thế dễ dàng. Đây chính là tam hoàng chí bảo đứng đầu, so với nhân hoàng thánh đao, địa hoàng thần thư còn cường hãn hơn tồn tại à. Bệ hạ, ta thử lại lần nữa. Mạc Thương Lan cười khổ nói. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, ừ. Nhất định phải đem thiên hoàng cổ chung đoạt vào tay. Thực tế thủ đoạn không thể thực hiện được, chỉ có dựa vào ngươi nằm mơ. Thiên hoàng cổ chung, ở hoàng tộc tổ trong ruộng, thế gian không người có thể thúc giục. Đừng nói Vũ Hoàng Cổ Đế, không tiện đi hoàng tộc tổ địa, coi như hắn thật đi, thật đứng ở thiên hoàng cổ chung trước mặt, vậy không có biện pháp đem vậy pháp bảo mang về, bởi vì căn bản mang không nhúc nhích. Muốn lấy được thiên hoàng cổ chung, trừ phi là nằm mơ. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là để cho Mạc Thương Lan nằm mơ. Mạc Thương Lan được gọi là Đại Mộng Thiên Quân, là bởi vì là hắn tu luyện một môn thuật pháp. Hắn tu luyện thuật pháp, tên là Nhằm Mộng Thiên Thu, chính là Hồng Hoang Tám Cấm một trong. Hồng Hoang Tám Cấm, chính là Tinh Thần Đổi, Thiên Châu Biến, Trụ Quang Thần Quyết, Vạn Cổ Bất Hủ Pháp, Bi Rơi Mắt, Xanh Đậm Đất Nước, Thiết Huyết Thương Khung, Nằm Mộng Thiên Thu. Ở Hồng Hoang Tám Cấm bên trong. Nằm mộng thiên thu là quỷ dị nhất, thần bí nhất, đặc thù nhất tồn tại. Môn thuật pháp này, có thể đem mộng biến thành chân thực. Rất nhiều người thích nằm mơ, bởi vì trong mộng cái gì cũng có. Nhưng rất đáng tiếc, vô luận mộng lại tốt đẹp, vậy không ảnh hưởng tới thế giới hiện thật. Mộng cảnh sự việc, ở thế giới hiện thật sẽ không phát sinh, cũng sẽ không thực hiện. Nhưng nằm mộng thiên thu, quỷ dị liền quỷ dị ở đây, môn thuật pháp này. Có thể để cho mộng trở thành sự thật. Nhưng môn thuật pháp này, vậy có rất lớn thiếu sót, chính là dễ dàng để cho người bị lạc mộng bên trong, đời này cũng không ra được, cuối cùng lâm vào là xương khô, cho nên được gọi là cấm thuật. Vạn cổ tới nay, không biết lại có bao nhiêu người, đã từng tu luyện qua nằm mộng thiên thu, nhưng không một ngoại lệ, bọn họ cuối cùng đều chết hết, cho tới bây giờ không người nào có thể thoát khỏi mộng cảnh khốn khóa. Mà Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan, là vạn cổ tới nay, duy nhất một, nhìn như có thể thuận lợi nắm giữ nằm mộng thiên thu người. Chí ít từ cựu Nhật thời đại chiến tranh, thẳng đến hiện tại, Mạc Thương Lan cho tới bây giờ không có bị lạc qua.
bởi vì hắn hiểu được khắc chế. Có một số việc, nằm mộng đều không muốn, nếu không nhất định sẽ mê mệt, đời này cũng tránh thoát không ra. Nếu như không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế uy bách, Mạc Thương Lan tuyệt đối không dám làm như vậy mộng, lại muốn cầm Thiên Hoàng Cổ Trung trộm qua tới, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hắn một mực rất khắc chế, coi như là nằm mơ, vậy cho tới bây giờ không quá phận. Duy nhất một lần quá đáng mộng, là ở cựu Nhật thời đại trong chiến tranh, Thiên Võ Tiên Môn mạnh mẽ, vạn khư không địch lại. Vì nghịch chuyển chiến cuộc, Mạc Thương Lan trong giấc mộng, ở trong mộng, hắn sáng tạo ra 10 tỷ đại quân. Sau đó ngày thứ hai, trong giấc mộng 10 tỷ quân đội, thật hạ xuống đến thực tế, là vạn khư thay đổi chiến cuộc. Một lần kia mộng, cơ hồ để cho Mạc Thương Lan bị lạc, thật may cuối cùng đánh bại Thiên Võ Tiên Môn, đại khí vận thêm thân, để cho hắn khôi phục lại. Hiện ở giấc mộng này, so sáng tạo 10 tỷ cường giả đại quân, còn muốn quá đáng ngoại hạng, lại muốn ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung. Bệ hạ, muốn ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung, để cho mộng biến thành chân thực, ta cần đại lượng thiên tài địa bảo, đặc biệt nhiều vô cùng tài nguyên, hiện tại những tư nguyên này, còn xa xa không đủ. Mạc Thương Lan khẽ cắn răng, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế tỏ rõ mình khó xử. Mộng trở thành sự thật, cần phải tiêu hao tài nguyên. Hao phí tài nguyên càng nhiều, thay đổi thì càng dễ dàng. Mạc Thương Lan thích nhất, nhưng thật ra là đồng giá trao đổi. Mình muốn cái gì, liền lấy giá trị ngang hàng đồ, đi trong giấc mộng đổi. Giữ đồng giá trao đổi nguyên tắc, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không bị lạc. Nhưng cái này cái thế gian, hiển nhiên không có bất kỳ vật gì, có thể cầm tới đồng giá trao đổi Thiên Hoàng Cổ Trung. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nói ta đã cho ngươi rất nhiều tài nguyên, quả nhiên còn chưa đủ sao. Dừng một chút, hắn lại trầm giọng nói, hôm nay xem ra, nhất định phải đi cướp lấy cựu Nhật bảo tàng, chỉ có bắt được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, chúng ta mới có thể, có đầy đủ tài nguyên, để cho ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung mộng, biến thành chân thực. Mạc Thương Lan nghe được phải đi cướp lấy cựu Nhật bảo tàng, trong lòng rét một cái, nói, bệ hạ, ngươi là chuẩn bị tự mình đi cướp lấy sao? Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc, nói ta không thể tùy tiện rời đi Vạn Khư Thần Điện, nếu không thiên nữ, Nhâm Phi Phàm, luân hồi chi chủ các người, liên thủ trợ giết ta, vậy thì phiền toái. Thiên nữ đạt được địa hoàng thần thư, Diệp Thần chém hết trăm gia, chấp trưởng nhân hoàng thánh đao, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy sâu đậm uy hiếp, hắn thậm chí liền Vạn Khư Thần Điện, cũng không dám lại tùy tiện đi ra ngoài, e sợ cho sanh biến. Hắn thiếu, thật ra thì cũng không phải là tu vi thực lực, mà là hoàn chỉnh vô vô thần khí. Chỉ có hoàn chỉnh vô vô thần khí, mình khí vận, mới có thể chân chánh đạt tới khoáng đạt vô lượng cảnh giới, không sợ hết thảy uy hiếp. Mạc Thương Lan ngưng trọng nói, vậy phải phái ai đi? Vũ Hoàng Cổ Đế nói, năm đó cựu Nhật chi chủ, chôn bảo tàng thời điểm, dùng thiên quân phong thần bia bày ra cấm chế, chỉ có thể thiên huyền cảnh và trở xuống người đi vào, ta coi như muốn đi cũng không được. Suy tư một hồi, Vũ Hoàng Cổ Đế liền nói, kêu nữ nhi ngươi không thải điệp đi đi, nàng ở thiên huyền cảnh bên trong, là vô địch tồn tại, có nàng ra tay, tìm bảo có lẽ sẽ có mấy phần cơ hội. Mạc Thương Lan trong bụng chấn động, nói kêu thải điệp đi không? Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc một tí, lạnh lùng nói, làm sao, người bỏ không được. Nàng bất quá là một giấc mộng cảnh người trong, dùng để giành phệ hồn châu đồ đựng thôi, người còn thật làm nàng là nữ nhi ruột thịt. Mạc Thương Lan trầm mặc xuống, không lời chống đỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế lại cười nói, người yên tâm, như lần này tìm bảo, nàng có thể lập được công lao, ta có thể lấy ra nàng trong cơ thể phệ hồn châu, để cho nàng thoát khỏi đồ chứa vận mệnh. Nghe đến chỗ này, Mạc Thương Lan tinh thần chấn động, nói, vậy thì cảm ơn bệ hạ. Ta lập tức cho đòi thải điệp tới đây, lập tức liền kêu chừng người làm đi truyền đạt. Chỉ chốc lát sau, một cái cuốn lên sáng rỡ thiếu nữ, sải bước đi tới. Cô gái kia chính là Mạc Thương Lan con gái, tên là Không Thải Điệp, nàng da thịt trắng nõn, cả người quần áo là năm màu rực rỡ màu sắc, đúng như một cái thải điệp vậy. Bệ hạ, phụ thân, các ngươi gọi ta phải không? Không Thải Điệp nhảy một cái giật mình, cười hì hì đi tới Mạc Thương Lan và Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt. Vũ Hoàng Cổ Đế tròng mắt híp lại, mỉm cười quan sát thiếu nữ trước mặt. Không Thải Điệp khí tức trên người, đặc biệt đặc thù, nàng cũng không tồn tại một chút xíu thế giới hiện thật quy luật chập chờn. Nàng không phải ra đời ở bên trong thế giới hiện thật người,
nàng nhưng thật ra là từ trong giấc mộng ra đời. Năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế, từng lấy được một khối vô vô thần khí mảnh vỡ, tên là Phệ Hồn Châu. Vậy Phệ Hồn Châu, có chiếm đoạt thần hồn mạnh mẽ hiệu quả, thậm chí có thể từng bước xâm chiếm trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn thiên. Và giống vậy vô vô thần khí mảnh vỡ không cùng, Phệ Hồn Châu mảnh vỡ phân là 4 khối, chỉ cần 4 khối mảnh vỡ gom đủ, là có thể tạo thành hoàn chỉnh vô vô thần khí, uy lực không thua Tam Hoàng Chí Bảo. Vậy 4 khối Phệ Hồn Châu mảnh vỡ, Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được một khối, là lớn nhất cường hãn nhất tồn tại, cường hãn đến hắn nhưng lại không có cách nào thích đáng giữ, vô luận thả ở địa phương nào, cũng sẽ phải chịu Phệ Hồn Châu ăn mòn, mình thần hồn cũng phải gặp phải từng bước xâm chiếm. Đến cuối cùng, Vũ Hoàng Cổ Đế lệnh cưỡng chế Mạc Thương Lan, thay hắn tìm một cái đồ đựng, dùng để giành Phệ Hồn Châu. Mạc Thương Lan bất đắc dĩ, mình trong giấc mộng, mộng bên trong sáng tạo ra một cô gái. Cô gái kia từ ra đời ngày bắt đầu, liền ủng hộ có hoành đẩy thiên huyền cảnh thực lực vô địch, chính là Mạc Thương Lan khổ tâm mài giũa mà thành. Hắn là thiếu nữ nổi tiếng kêu Thải Điệp, coi là con cái mình. Hôm nay, không Thải Điệp chính là Phệ Hồn Châu mảnh vụn đồ đựng. Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười nhìn nàng, nói Thải Điệp, sử thi thế giới mơ hồ có thay đổi, ta muốn gọi ngươi đi qua điều tra nhân quả, nếu là có cơ hội cướp lấy bảo tàng, vậy ngươi liền ra tay đoạt lại, ai dám cùng ngươi cướp, ngươi liền giết. Đợi ngươi trở lại, ta có trọng thưởng cho ngươi. Không Thải Điệp vừa nghe, mắt đẹp sáng lên, nói, bệ hạ, ngươi muốn gọi ta đi sử thi thế giới sao? Vũ Hoàng Cổ Đế nói, đúng vậy. Không Thải Điệp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thương Lan nói, phụ thân, vậy ngươi đi không? Mạc Thương Lan cười khổ nói, ta không đi, lần này sử thi thế giới chuyến đi, là ngươi đi một mình. Không Thải Điệp bĩu môi, nói ta một người sao? Có chút nhàm chán, nhưng, thôi, nếu là bệ hạ phân phó, vậy ta liền đi. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, Thải Điệp, ngươi ngoan nhất, vậy chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Không Thải Điệp hì hì cười một tiếng, nói, được, bệ hạ, phụ thân, vậy ta trở về chuẩn bị. Vừa nói liền xoay người rời đi. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn Không Thải Điệp rời đi bóng người, sờ một cái râu, tâm tình khá là không tệ. Nếu như Không Thải Điệp, có thể đem cựu Nhật bảo tàng đoạt lại, liền có đầy đủ tài nguyên, đi chống đỡ hắn ăn cắp thiên hoàng cổ chung kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, sử sách giới, sử sách tiên tông. Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, linh khí và tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục, liền tạm biệt Nam Cung Lăng, và Sinh Tuyệt Thiên cùng đi, lao tới sử thi thế giới. Sinh Tuyệt Thiên tiền bối, người vậy muốn đi theo đi không? Diệp Thần hỏi. Sinh Tuyệt Thiên nói, tôn chủ, ta xuất thân sinh tử điện, nắm giữ nghịch chuyển sinh tử bí thuật, lúc cần thiết, mới có thể bảo vệ được tính mạng ngươi, cho nên còn là theo chân ngươi cùng đi, so với là ổn thỏa. Diệp Thần cười nói, ngược lại cũng không cần bảo vệ ta, cái này thế gian chính là Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Sinh Tuyệt Thiên cẩn thận nói, mọi việc cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Hai người nói chuyện lúc đó, chính là đi tới sử thi thế giới bên ngoài duyên. Sử thi thế giới, như cũng bị một tầng tinh bích cấm chế bao phủ ở, xuyên thấu qua tầng này tinh bích, có thể thấy bên trong người khổng lồ kia nước vậy thế giới bao la. Một hoa một cỏ, một cây một mộc, nhất sơn nhất thủy, đều là lớn lạ thường. Diệp Thần móc ra Phượng Trường Không cho hắn ngọc phù, đây chính là mở ra sử thi thế giới tinh bích chìa khóa. Diệp Thần biết, chỉ cần sử thi thế giới vừa mở ra, nhất định kích động thiên cơ, đưa tới người ngoài chú ý. Hắn muốn một thân một mình tư nuốt bảo tàng, đó là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa sử thi thế giới bên trong, cũng có không biết vòng xoáy. Nhưng bất kể như thế nào, cựu Nhật bảo tàng, không cho phép bỏ qua, đặc biệt là thiên võ ngọa long kinh, lại là không cho sơ thất, đầm rồng hang hổ cũng phải đi xông vào một lần. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sử dụng ngọc phù. Vù vù, ngọc phù chấn động, hóa thành một đoàn quang. Bao phủ ở tinh bích phía trên. Sử thi thế giới tinh bích, nhất thời nứt ra một kẽ hở. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, lập tức lắc mình dọc theo kẽ hở, bay vào. Một bay vào sử thi thế giới, Diệp Thần lập tức liền cảm nhận được, vậy mênh mông vô biên thiên địa linh khí, khắp nơi đều là bất hủ nguyên thế chấp, để cho người hít thở một cái, cũng giác tâm thần sảng khoái. Toàn bộ sử thi thế giới, đều là thánh địa tu luyện. Nhưng tiếc là, chỗ này vậy vô cùng nguy hiểm, vậy
vậy thiên huyền cảnh cao thủ, ở chỗ này cất bước duy gian, thậm chí tùy thời cũng có thể, bị bên trong một ít quái vật cường đại đánh chết. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên, ở giữa không trung phi hành, phía dưới dãy núi một cái tiếp theo một cái, phi hành nửa ngày cũng không có đi tới cuối, thật giống như ở vô tận trong tinh không qua lại, làm sao vậy bay không đi ra. Chỗ này, thật là lớn lạ thường. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Sinh Tuyệt Thiên nói, đây là tự nhiên, dẫu sao là sử thi thế giới, sử thi hai chữ, liền đại biểu vạn thế truyền kỳ, bất hủ văn chương, thật lớn khoáng đạt. Khặc khặc khặc. Hai người nói chuyện lúc đó, đột nhiên có một đám chim khổng lồ, từ trên tầng mây bay đập xuống. Những thứ này chim khổng lồ, không biết có nhiều ít ngàn vạn con, chi chít, móng vuốt sắc bén, lông vũ ánh sáng màu lưu chuyển, phía trên tự động hội tụ ra cổ xưa phù văn, mỏ chim bên trong lại là khạc ra dài dài hoa mỹ cực quang, như muốn xuyên qua bầu trời vậy, hướng Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đạp chết tới. Tôn chủ chú ý. Sinh Tuyệt Thiên lấy làm kinh hãi. Cái này sử thi thế giới bên trong, quái vật vô cùng nhiều, hơn nữa thể hình cũng dị thường to lớn, mười phần hung mãnh. Những thứ này chim khổng lồ, đơn độc một đầu, đều là che khuất bầu trời vậy tồn tại, nếu như thả vào ngoại giới đi, vỗ cánh một cái, liền có thể cầm một cái thành trì, một cái quốc gia, thổi được tan rã tan vỡ. Cái này ngàn vạn con chim khổng lồ, chi chít bay tấn công, che khuất bầu trời, lại là khủng bố, chỉ sợ vậy thiên huyền cảnh cao thủ. Đều phải sống sờ sờ bị xé nát. Nhân đồ thánh bôi, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần nhưng là thong thả, sử dụng nhân đồ thánh bôi, từng luồng máu tươi từ thánh bôi bên trong lao ra, trên không trung vặn vẹo thành từng cái bàn tay, đem bay nhào tới chim khổng lồ, toàn bộ bắt vặn cổ. Những cái kia chim khổng lồ, bị vặn cổ sau đó, máu thịt tinh hồn bị thánh bôi chiếm đoạt, lâm vào là Diệp Thần chất dinh dưỡng. Nhưng tiếc là, những thứ này chim khổng lồ quái vật, mặc dù hung tàn, nhưng máu thịt tinh hoa, không cách nào cùng chân chính thiên huyền cảnh cao thủ so sánh, kém được quá xa. Ngàn chỉ vạn chỉ chim khổng lồ, toàn bộ bị Diệp Thần giết hết chiếm đoạt, nhưng đối với Diệp Thần bổ sung, cơ hồ có thể không đáng kể, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Chim khổng lồ giết sạch, thiên địa là không còn một mống. Sinh Tuyệt Thiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra sử thi thế giới phổ thông quái vật, là không thể nào thương tổn tới Diệp Thần. Trên thực tế, Diệp Thần so với những quái vật kia, còn muốn quái vật được hơn. Hai người một đường phi hành, trên đường lại gặp rất nhiều dáng vóc to quái vật. Ví dụ như mai phục ở sâu trong sông hình cá cự thú, núi cao bên trong đột nhiên phá giết đi ra ngoài đá con quái vật, trong rừng rậm đi ra người khổng lồ viễn cổ vân. Vân. Nhưng Diệp Thần tu vi cường hãn, pháp bảo rất nhiều, những quái vật này, tự nhiên không tổn thương được hắn. Hai người phi hành hơn nửa ngày, nhưng không có đặc thù gì phát hiện. Sử thi thế giới, chân thực lớn được ngoại hạng, Diệp Thần thậm chí hoài nghi, chỗ này và trước kia địa ngục giới như nhau, đều là vô cùng lớn thế giới, sẽ không có giới hạn tồn tại. Vốn là, Diệp Thần là muốn mình tìm một chút, cựu Nhật Bảo vị trí cất giữ. Chỉ cần bảo tàng ở vùng lân cận, hắn tất nhiên có cảm ứng. Nhưng hiện tại, hắn mới phát giác, mình tựa hồ có chút quá ngây thơ rồi. Sử thi thế giới quá lớn, tràn đầy không mục đích tìm, không khả năng sẽ có kết quả. Tỉnh táo lại sau đó, Diệp Thần mang Sinh Tuyệt Thiên, đáp xuống. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Diệp Thần chau mày, ở sử thi thế giới bên trong, cựu Nhật bảo tàng tương quan thiên cơ dấu vết, đều bị một cổ đặc thù lực lượng xóa đi. Cho dù Diệp Thần suy diễn thủ đoạn, thông thiên triệt địa, nhưng liền một chút dấu vết cũng không có. Tự nhiên cũng không thể nào suy diễn. Diệp Thần phỏng đoán, là sử thi thiên quân bút tích. Vậy sử thi kính khí linh, sử thi thiên quân, chẳng muốn để cho người theo dõi cựu Nhật bảo tàng chân chính chỗ, cho nên che giấu tất cả thiên cơ nhân quả dấu vết, làm cho không người nào có thể theo dõi. Tôn chủ, có thể có cái gì đầu mối? Sinh Tuyệt Thiên ngưng trọng hỏi. Diệp Thần cắn răng một cái, nói, sử thi thiên quân làm tay chân, ta tạm thời tới giữa. Vậy không tra được cựu Nhật bảo tàng chỗ. Sinh Tuyệt Thiên gương mặt trầm xuống, dừng một chút, lại nói, ta lão hữu kia không phải ủy thác ngươi, điều tra hắn tôn nữ Phượng Lam Khê rơi xuống sao. Ngược lại không như thử tra một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Diệp Thần gật đầu một cái, như thế tràn đầy không mục đích tìm, cũng không biết tìm được không biết năm nào tháng nào. Hắn thay đổi sách lược, liền bắt đầu suy diễn Phượng Lam Khê nhân quả,
hy vọng có thể tìm được đầu mối gì. Nhưng, cái này một tí suy diễn, Diệp Thần nhưng ngạc nhiên phát hiện, Phượng Lam Khê nhân quả dấu vết, cũng bị người xóa đi. Lại có người động tay chân. Diệp Thần có chút kinh ngạc, Phượng Lam Khê nhân quả, hắn vậy điều tra không tới, đối phương sống hay chết, hắn một mực không biết. Sinh Tuyệt Thiên ngẩn ngơ, trầm giọng nói, xem ra sử thi thế giới, đúng là chuyện gì xảy ra không được biến cố. Diệp Thần chân mày cũng là càng nhíu càng sâu, càng cảm thấy sử thi thế giới, mưa gió âm thầm dâng, chỉ là bởi vì mảnh thế giới này, thực sự quá lớn, hắn đến trước mắt mới ngưng, trừ những cái kia cỡ lớn quái vật bên ngoài, một chút khác thường dấu vết cũng không thấy. Nếu cựu Nhật Bảo Tàng và Phượng Lam Khê, cũng không có đầu mối, Diệp Thần liền thử nghiệm theo dõi Thiên Sơ Thánh Tổ nhân quả. Thiên Sơ Thánh Tổ, người này, Phượng Trường không đặc biệt đề cập tới. Năm đó, sử thi thiên quân triệu hoán rất nhiều cường giả đi vào, muốn âm mưu nuốt ăn, lấy máu tươi bổ sung thực lực bản thân. Những cường giả kia, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, rất nhiều người đều lựa chọn phản kháng. Mà trong đó, Thiên Sơ Thánh Tổ phản kháng thành công, thậm chí ở sử thi thế giới bên trong đứng vững gót chân. Diệp Thần trong đầu nghĩ người này thực lực, sẽ không so sử thi thiên quân kém, hơn nữa Phượng Trường không còn nói qua, cái này Thiên Sơ Thánh Tổ, có thể còn cùng thiên nữ có liên quan. Lập tức, Diệp Thần liền cẩn thận suy diễn, rốt cục thì bắt được, một chút chân thực tồn tại dấu vết, cũng không có bị ai che giấu. Diệp Thần bắt được, vị kia Thiên Sơ Thánh Tổ, quả nhiên ngay tại sử thi thế giới bên trong. Cuối cùng, Diệp Thần thậm chí dòm ngó thấy bốn chữ, Thiên Sơ Đế Quốc. Thiên Sơ Đế Quốc, chẳng lẽ vậy Thiên Sơ Thánh Tổ, không chỉ có đứng vững vàng gót chân, thậm chí thành lập được một cái đế quốc khổng lồ. Diệp Thần thầm giật mình, suy đoán này ngoài hắn ý liêu. Sinh Tuyệt Thiên tò mò hỏi, tôn chủ, thế nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phương xa, ở mênh mông vô biên trong thế giới, quả nhiên mơ hồ bắt được một chút khoáng đạt đế quốc hơi thở, tựa hồ phương xa tọa lạc một tôn khổng lồ. Vị kia Thiên Sơ Thánh Tổ, tựa hồ tạo lập được một tòa đế quốc, chúng ta lại xem. Diệp Thần hướng Sinh Tuyệt Thiên vẫy vẫy tay, sau đó biến dạng ra một cái không gian đường hầm, dọc theo Thiên Sơ Đế Quốc hơi thở phát ra địa phương, trực tiếp truyền đưa qua. Hiện tại bắt được Thiên Sơ Đế Quốc hơi thở, cũng không cần lại phi hành lên đường, phá hư mà đi, thoáng qua có thể tới. Thành lập một cái đế quốc. Sinh Tuyệt Thiên nghe nói như vậy, cũng là giật mình, hoảng vội vàng đi theo Diệp Thần, dọc theo không gian đường hầm truyền đưa tới. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hai người đi tới liền một cái địa phương xa lạ. Chỗ này, không hề xem ngoại giới như vậy vắng lặng. Nơi này, thật sự là một cái đế quốc khổng lồ. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên hai người, ngay tại một tòa khổng lồ đô thành trước mặt. Đô thành tường thành, nguy nga, phía trên có từng cái canh phòng cường giả, đầu tường trên tấm bảng, in thánh đô thành ba chữ to. Rất nhiều võ giả cùng dân chúng. Ở cửa thành ra ra vào vào, hai bên đường phố, tràn đầy tửu lầu khách sạn, ven đường lại bày bán ra trước rất nhiều dược liệu quáng vật, các loại cảnh trí, cùng ngoại giới độc nhất vô nhị. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, hai người đều kinh hãi, nào nghĩ tới ở sử thi thế giới bên trong, thật sự có khổng lồ như vậy đế quốc đô thành, hơn nữa còn như thế sầm uất. Nếu như không phải là ngoài thành cây cối, đều có ngàn vạn trượng cao, hai người thậm chí lấy vì mình đã đi đến bên ngoài. Ở nơi này to lớn sử thi thế giới bên trong, thật ra thì cái này phồn hoa đế quốc, vậy lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé, đô thành bên ngoài ngàn vạn trượng cao cây cối, đỉnh núi, thác nước, đem tòa thành thị này, tôn lên được giống như cự nhân trên bàn tay bỏ túi thế giới, hoàn cảnh tương phản vô cùng mãnh liệt. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên, đột ngột hạ xuống ở thánh đô thành bên ngoài, nhất thời đưa tới không thiếu võ giả và tuần tra cường giả chú ý. Có người dè chừng và sợ hãi nói, là xứ lạ người sao? Vẫn là sử thi đế quốc phái tới gian tế. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt cảnh giác, Sinh Tuyệt Thiên lập tức đề phòng đứng lên. Diệp Thần ngược lại là thong thả, cất cao giọng nói, tại hạ Diệp Thần, chính là đời này luân hồi người thừa kế, mới tới quý địa, nếu có chỗ mạo phạm, xin thông cảm nhiều hơn. Hắn cũng không có che giấu mình thân phận, bởi vì hắn cảm giác được, Thiên Sơ Thánh Tổ và Thiên Nữ có liên quan. Có lẽ có thể cùng đối phương kết cái thiện duyên. Huống chi, nếu quả thật đụng phải nguy hiểm gì, Diệp Thần vậy có nắm chắc trở lui toàn thân, chỉ cần Nhân Hoàng Thánh đao ra khỏi vỏ, Diệp Thần tin tưởng, cái này thế gian,
không có người nào mới có thể có tư cách ngăn lại hắn. Nghe được luân hồi danh hiệu, toàn trường xôn xao, một phiến xôn xao. Hiển nhiên ở nơi này Thiên Sơ Đế quốc bên trong, luân hồi danh hiệu, cũng là chấn động triều đình giang hồ. Họ Diệp, lúc đầu ngươi vậy tới chưa? Một đạo quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng, ở Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, sống lưng lông măng cũng dựng lên, hắn quay đầu vừa thấy, một cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi người, xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên, là ngươi. Diệp Thần sợ hãi lui về phía sau, theo bản năng sử dụng nhân hoàng thánh đao, nắm thật chặt ở trong tay. Hắn nơi nào nghĩ đến, ở sử thi thế giới bên trong, ở Thiên Sơ Đế quốc cái này địa phương xa lạ, lại có thể đụng tới Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên nhìn Diệp Thần bộ dáng như Lâm Đại Địch, khóe miệng gợi lên một chút lãnh khốc nụ cười, lại nói, không cần như thế khẩn trương, hôm nay ta, chỉ là một cái phân thân thôi. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cẩn thận vừa thấy, quả nhiên chính là phát hiện, cái này Diệp Lâm Uyên, bóng người có chút mông lung, hiển nhiên là một cái phân thân, hơi thở cũng không có chân thân mạnh mẽ như vậy. Ngươi làm sao tới? Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên phòng bị. Diệp Lâm Uyên nói, ta tới nơi đây, cùng ngươi như nhau, đều là muốn tìm cựu Nhật bảo tàng thôi, cựu Nhật chi chủ bảo tàng, có đặc thù cấm chế khép kín, chỉ có thể cho phép thiên huyền cảnh và trở xuống người tiến vào, cho nên ta chỉ có thể lấy phân thân hạ xuống. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Diệp Lâm Uyên cười nhạt một tí, nói, bất quá, cho dù ta là phân thân, nhưng chỉ cần bị ta tìm được cơ hội, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nắm nhân hoàng thánh đao, đổ cũng không cam chịu yếu thế, nói, tùy thời cung kính chờ đợi. Ngay tại hai người đối lập, bầu không khí khá có chút khẩn trương thời điểm, một đạo già nua mà hòa ái thanh âm, từ trên trời hạ xuống. Lâm Uyên minh chủ, luân hồi chi chủ, các ngươi đều là ta khách quý, còn xin cho ta một phần mặt mũi, tạm thời buông xuống tranh đấu. Chỉ gặp một cái ông già, bên người mang mấy cái đồng tử đồng nữ, từ trên bầu trời đáp xuống. Vậy ông già bề ngoài khá là kỳ lạ, hắn mặt đầy đều là nếp nhăn, hiển nhiên rất già, nhưng hết lần này tới lần khác tóc nhuộm thành màu đen, thật giống như không cam lòng lúc này già đi. Vậy mà nói, người tu vi, đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, tuổi thọ cũng chưa có cuối. Nhưng, nhân sự bể dâu, kinh nghiệm cuộc sống hết thảy, cũng sẽ lưu lại dấu vết, tạo thành mài mòn. Những thứ này mài mòn cùng bể dâu, là rất bình thường, cũng biết sử dụng người già đi. Mài mòn tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ biến thành ma chướng, để cho người tẩu hỏa nhập ma, đây là tu luyện phải đi qua kiếp nạn. Xông phá trùng trùng hiểm trở, đột phá tất cả ma chướng sau đó, liền có thể chứng đạo không không, siêu thoát thực tế, sau này thì sẽ không lại có mài mòn. Nhưng mà cái này ông già, tựa hồ là không cam lòng mài mòn vậy, cứng rắn là sẽ đối kháng thiên mệnh bể dâu. Nhưng hắn đem tóc nhuộm đen, nếp nhăn nhưng là không che giấu được, cho nên hình dáng nhìn như đặc biệt quái dị. Diệp Thần ngược lại cũng không hỏi nhiều, hơi hướng vậy ông già chắp tay thi lễ. Vậy tóc đen ông già, vì để cho mình lộ vẻ được trẻ tuổi, thậm chí liền râu cũng cạo sạch sẽ, hình dáng càng quái đản, hắn mỉm cười nhìn Diệp Thần, cởi mở cười nói. Luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tôn phạm, không khỏi vinh hạnh. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối chính là trong truyền thuyết Thiên Sơ Thánh Tổ sao? Vậy tóc đen lão giả nói, thánh tổ không dám làm, cũng là của người khác mậu dự. Diệp Thần trong bụng bừng tỉnh, lúc đầu cái này tóc đen ông già, quả nhiên chính là Thiên Sơ Thánh Tổ, năm đó thành công đối kháng Sử Thi Thiên Quân tồn tại. Luân hồi chi chủ, mời. Thiên Sơ Thánh Tổ cười tủm tỉm, đưa tay mời Diệp Thần vào bên trong. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, hai người trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn, lập tức liền cùng nhau đi theo Thiên Sơ Thánh Tổ vào thành. Diệp Lâm Uyên không nói một lời, đi theo ở phía sau. Thiên Sơ Thánh Tổ mang Diệp Thần các người, đi tới hắn đô thành bên trong Hoàng Cung. Cái này Hoàng Cung đại bàng long họa phượng, vô cùng khí phái. Mọi người đang tiếp khách cung điện bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Thần có rất nhiều nghi vấn, hắn còn chưa mở miệng, Thiên Sơ Thánh Tổ nhưng ánh mắt sáng quắc nói. Luân hồi chi chủ, Nhâm Thiên Nữ băng hoàng thiên kiếm. Là ở trên tay ngươi sao? Diệp Thần nghe được Thiên Sơ Thánh Tổ cái vấn đề này, trong lòng hồ nghi, nói tiền bối hỏi cái này để làm gì?
Thiên Sơ Thánh Tổ thần sắc có chút vô hình hưng phấn cùng kích động, run giọng hỏi, có thể mượn cho ta nhìn một chút không? Diệp Thần thấy Thiên Sơ Thánh Tổ, vô luận là bề ngoài, vẫn là giọng nói chuyện, đều vô cùng quái dị, thật to ra ngoài ý liệu của hắn, nhưng đối với Phương Thành Tim mượn kiếm, hơn nữa vậy không ác ý, Diệp Thần tự nhiên vậy không tiện cự tuyệt, nói, có thể, tiền bối, ngươi cẩn thận một chút, đây là thiên nữ kiếm, ta chậm một chút còn muốn đưa cho nàng. Nói xong, Diệp Thần liền lấy ra băng hoàng thiên kiếm, giao cho Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ Thánh Tổ hai tay run rẩy lợi hại, nhận lấy băng hoàng thiên kiếm, thần tình kích động được có chút quá đáng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, động tác kia, giống như là vuốt ve da thịt của tình nhân vậy, nhẹ nhàng lạ thường, trong mắt tràn đầy say mê. Cái này cổ thần sắc, tuyệt đối không phải thưởng thức binh khí diễn cảm. Diệp Thần vô hình cảm thấy một chút buồn nôn, nói tiền bối, người mượn kiếm là muốn làm chi? Thiên Sơ Thánh Tổ nghe được Diệp Thần câu hỏi, ở trong mộng mới tỉnh, ngẩn ngơ, sau đó buông xuống băng hoàng thiên kiếm, nói, không việc gì, thật ra thì ở trong lòng ta, ngưỡng mộ thiên nữ gió nghi thôi, có thể sờ một cái nàng bội kiếm, ta cuộc đời này đã không tiếc. Diệp Thần rất kinh ngạc, lắp bắp nói, tiền bối, ngươi. Ngươi nói gì sao, ngươi ngưỡng mộ thiên nữ. Thiên Sơ Thánh Tổ gật đầu một cái, nói, đúng vậy, nói ra có lẽ có chút mất mặt, nhưng ta lão đầu tử này, đúng là thích thiên nữ, nàng là ta cả đời nhất trung tình cô gái. Diệp Thần nội tâm thay đổi hoàn toàn, người đều có điểm ngu, nào nghĩ tới Thiên Sơ Thánh Tổ, lại sẽ trung tình thiên nữ. Thiên Sơ Thánh Tổ ngược lại cũng không che giấu mình cảm tình, thở dài nói, năm đó, Nhâm thiên nữ 18 tuổi lễ trưởng thành thời điểm, ta ngay tại Nhâm gia gặp qua nàng, vậy thì thật là tuyệt thế phong tư, vừa gặp nghiêng tình. Ta lúc ấy thì hướng Nhâm gia lão tổ cầu hôn, nói nguyện ý là trời nữ bỏ ra tất cả, nhưng không nghĩ tới, thiên nữ lại còn nói ta quá giả rồi, nàng kêu ra ra ta, nói chúng ta sẽ không có hy vọng, cự tuyệt ta. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sơ Thánh Tổ trong giọng nói, tràn đầy đắng chát. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, vô hình cảm thấy buồn nôn, cả người cũng nổi da gà lên. Như vậy người, lại trong lòng sẽ như thế quan tâm thiên nữ, cố nhiên thiên nữ dung mạo đời này hàng đầu. Sinh tuyệt thiên cũng là đờ đẫn hình dáng, hiển nhiên bị Thiên Sơ Thánh Tổ phần cảm tình này, cho hoàn toàn chấn động bối rối. Ngược lại là Diệp Lâm Uyên một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết rồi. Thiên Sơ Thánh Tổ lại là một tiếng thở dài, nói thật ra thì ta thế hệ người tu hành, tuổi tác lớn nhỏ, không hề đánh chặt, dù sao sau này tuổi thọ, đều là vô cùng vô tận, nhưng hết lần này tới lần khác thiên nữ chính là chê ta quá già, từ đầu đến cuối không chịu gả cho ta. Diệp Thần ho khan một tí, không lời chống đỡ, hắn có thể nghe được, Thiên Sơ Thánh Tổ trong giọng nói mặt, nhìn trời nữ thật sự là tràn đầy khắc cốt quyến luyến. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, nếu như bị cái này vị tiền bối biết, ta và thiên nữ thân vậy hôn qua rồi, sờ vậy sờ qua, hắn sẽ hay không liền trực tiếp giết ta. Diệp Thần siết chặt chặt bàn tay, vừa buông ra, nên cũng không dám nói bậy bạ, miễn được bại lộ thiên cơ, bị Thiên Sơ Thánh Tổ nhận ra được đầu mối. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, thiên nữ tuyệt đại phong hoa, ta muốn thế gian không có bất kỳ một người nào người đàn ông, có thể cự tuyệt được nàng, ta vì cưới nàng, mạo hiểm bước vào sử thi thế giới, chính là vì ở cựu Nhật trong bảo tàng mặt, tìm một viên cổ xưa hồi xuân rượu đan, viên đan dược kia có thể hóa giải mài mòn, để cho ta khôi phục trẻ tuổi. Chỉ cần ta khôi phục trẻ tuổi, thiên nữ nhất định chịu gả cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sơ Thánh Tổ trong tròng mắt, tràn đầy nóng rực thần thái. Khôi phục trẻ tuổi, chính là hắn lớn nhất nguyện vọng. Diệp Thần muốn nói lại thôi, hắn rất muốn cùng Thiên Sơ Thánh Tổ nói, coi như hắn khôi phục trẻ tuổi, thiên nữ cũng không khả năng gả cho hắn. Nhưng lời nói này, dĩ nhiên là không tiện nói ra. Tiền bối, ngươi tìm được cựu Nhật bảo tàng liền sao? Diệp Thần thử hỏi dò. Thiên Sơ Thánh Tổ một hồi nhụt chí, nói, không có, cực kỳ lâu trước kia, sử thi thiên quân triệu hoán ta đi vào, ta lúc ấy cũng cảm giác được có cổ quái, nhưng vì thiên nữ, vẫn là mạo hiểm tới. Năm đó, bị sử thi thiên quân triệu hoán mà đến người, có chừng vạn người nhiều, nhưng cuối cùng có thể còn sống, chỉ có 500 người. Những người khác, toàn bộ bị vậy sử thi thiên quân nuốt ăn, hắn muốn hấp thu cường giả máu tươi, đột phá tự thân, lại đi phá vỡ cựu Nhật bảo tàng cấm chế, cướp lấy bảo tàng. Diệp Thần đã biết chuyện này, nhưng bây giờ nghe Thiên Sơ Thánh Tổ nói tới,
vẫn là có chút rợn cả tóc gáy, lại có chút lo âu hỏi, vậy cựu Nhật bảo tàng, bị Sử Thi Thiên Quân đoạt đi sao? Thiên Sơ Thánh Tổ lại sờ một cái băng hoàng thiên kiếm, sau đó có chút không thôi, đem thiên kiếm đưa cho Diệp Thần, nói tiếp. Không có, bảo tàng vẫn là hoàn hảo, không người lấy đi bên trong bất kỳ một món đồ. Bởi vì, cựu Nhật chi chủ bảo tàng, chôn dưới đất, có bữa quân phong thần bia cấm chế bảo vệ, thậm chí còn có võ tổ ý chí bảo vệ, ngay cả là thông thiên triệt địa người đại thần thông, cũng khó mà tiến vào trong đó. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói, vậy bảo tàng cấm chế phòng vệ, lại có thể nghiêm mật như vậy. Bảo tàng cấm chế phòng vệ, Diệp Thần không có nghe cựu Nhật chi chủ đề cập tới. Có thể là cựu Nhật chi chủ lấy là, võ giao sẽ một mực đi theo Diệp Thần bên người. Cho nên cho dù có cấm chế gì, đều có thể ung dung giải quyết. Nhưng vấn đề là, võ giao đang tinh nguyệt giới bên trong, đối kháng Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không, Diệp Thần là một thân một mình, muốn một mình phá vỡ bảo tàng cấm chế phòng vệ, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Dẫu sao, liền Thiên Sơ Thánh Tổ và Sử Thi Thiên Quân, đều không có thể cướp lấy bảo tàng, muốn đến vậy bảo tàng phòng vệ, cũng là nghiêm mật đến ngoại hạng bước. Thiên Quân phong thần bia và võ tổ ý chí bảo vệ, như vậy phòng ngự, chỉ sợ thế gian thật không có mấy người có thể đột phá. Cựu Nhật chi chủ chính là Thiên Võ Tiên Môn trưởng giáo, mà Thiên Quân phong thần bia, chính là ngày xưa Thiên Võ Tiên Môn trấn phái chí bảo. Thiên Võ Tiên Môn, lại là võ tổ sáng lập môn phái. Cho nên, cựu Nhật chi chủ trên thực tế, cũng là võ tổ truyền nhân, hơn nữa sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa mà nói, hắn cái này truyền nhân, so với Diệp Thần còn muốn chính tông. Dẫu sao, cựu Nhật chi chủ thừa kế Thiên Võ Tiên Môn đạo thống, ngang hàng kéo dài võ tổ cơ nghiệp. Tuy nói phần cơ nghiệp này đã bị Vạn Khư Thần Điện nghiền nát, nhưng bất kể như thế nào, cựu Nhật chi chủ thành tựu võ tổ truyền nhân, hắn có thể cho đòi dẫn võ tổ ý chí, bảo vệ mình bảo tàng, cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, võ tổ là ta sư tôn, hắn ý chí phòng vệ, người khác không cách nào đột phá, ta có lẽ có đột phá cơ hội. Hơn nữa, võ tổ sư tôn ý chí, cũng chưa chắc sẽ ngăn trở ta. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bên trong lòng an ổn liền rất nhiều. Người khác không tư cách lấy đi bảo tàng, hắn nhưng là có tư cách. Thiên Sơ Thánh Tổ sờ một cái râu, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nghe nói võ tổ là ngươi sư tôn, ngươi muốn đột phá hắn ý chí, cầm lấy bảo tàng, muốn đến không hề mệt khó khăn, như ngươi thật có thể có cướp lấy bảo tàng cơ hội, xin lưu một viên hồi xuân rượu đan cho ta. Ta chỉ muốn khôi phục trẻ tuổi. Hắn nhớ không quên, từ đầu đến cuối vẫn là muốn khôi phục trẻ tuổi, lại theo đuổi Nhâm Thiên Nữ. Diệp Thần trong lòng âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt dĩ nhiên không tốt nói thêm cái gì, nói tiền bối, trừ võ tổ ý chí phòng vệ, còn có Thiên Quân phong thần bia cấm chế, chỉ sợ không dễ dàng đột phá. Thiên Sơ Thánh Tổ khoát tay một cái, ánh mắt dừng lại ở Diệp Lâm Uyên trên mình, nói, không sao, có Lâm Uyên minh chủ ở chỗ này. Giữa thiên hạ không có bất kỳ cấm chế, có thể ngăn được kiếm hắn. Diệp Lâm Uyên ngồi ở trên ghế, yên lặng vắng lặng được giống như một cái pho tượng, bàn tay từ đầu đến cuối nhẹ khẽ đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, tựa hồ tùy thời có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Nghe được Thiên Sơ Thánh Tổ mà nói, hắn vẫn là mặt không cảm giác, nói, lúc nào lên đường đi tìm bảo, cho biết ta một tiếng là được. Thiên Sơ Thánh Tổ gật đầu một cái, nói, tìm bảo chuyện, không phải chuyện đùa. Ta còn được cùng Sử Thi Đế Quốc thương lượng một hai. Diệp Thần hỏi, Sử Thi Đế Quốc? Thiên Sơ Thánh Tổ nói, đúng vậy, ở mảnh thế giới này, có hai đại đế quốc, cũng phải ta sáng lập Thiên Sơ Đế Quốc, một cái khác, chính là Sử Thi Thiên Quân thiết lập Sử Thi Đế Quốc. Năm đó, ta dẫn may mắn còn sống sót 500 người, vượt mọi chông gai, bạo hết sức xương lộ, tạo lập được một cái bộ lạc, sau đó đi qua muôn vàn năm sinh sôi, bộ lạc phát triển thành đế quốc. Nhân khẩu vậy từ ban đầu 500 người, sinh sôi đến mấy chục triệu người hơn. Nói tới chuyện cũ, Thiên Sơ Thánh Tổ hơi có chút cảm khái. Muốn đến năm đó, hắn ở vô số sử thi cự thú, còn có sử thi thiên quân dưới áp lực, thành lập được một cái phồn thịnh bộ lạc cùng đế quốc, cũng là tương đương không dễ sự việc. Thiên Sơ Đế Quốc thành lập lịch sử, đều có thể phổ tả thành một khúc sử thi. Tiền bối, ngươi nếu từ sử thi thiên quân dưới quyền sống sót, vì sao không trực tiếp chạy đi? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên Sơ Thánh Tổ nhưng lộ ra một nụ cười khổ, nói, không trốn thoát được, chúng ta thấy qua cựu Nhật bảo tàng, ở thấy bảo tàng ngay tức thì,
vận mệnh liền cùng bảo tàng liên quan, giống như nguyền rủa. Trừ phi có thể bắt được trong bảo tàng đồ, nếu không, nguyền rủa sẽ không giải trừ, chúng ta cũng không cách nào rời đi mảnh thế giới này. Đây là cựu Nhật chi chủ nguyền rủa, là lợi dụng thiên quân phong thần bia hiển thị nguyền rủa. Không có cựu Nhật chi chủ cho phép, bất kỳ dám bước vào hắn bảo tàng lãnh địa phạm vi người, cũng phải bị nguyền rủa. Nói đến cựu Nhật chi chủ thời điểm, Thiên Sơ Thánh Tổ giọng bên trong, tràn đầy kiêng kỵ dè chừng và sợ hãi ý. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn cùng cựu Nhật chi chủ sống chung hồi lâu, từ đầu đến cuối không giác được đối phương có đáng sợ dường nào, đó là bởi vì đối phương đã suy yếu. Nhưng bây giờ nghe Thiên Sơ Thánh Tổ vậy dè chừng và sợ hãi giọng, Diệp Thần chính là tỉnh ngộ. Cựu Nhật chi chủ võ tuyệt thần, ở tột cùng nhất niên đại, là một tôn cực kỳ kinh khủng cường giả, thậm chí có thể nói là bạo quân. Thời kỳ tột cùng cựu Nhật chi chủ, so với bây giờ Vũ Hoàng cổ đế còn lợi hại hơn. Hắn là thiên võ tiên môn trưởng giáo, cựu Nhật thế giới trí cao nắm giữ, thiên quân phong thần bia người chấp trưởng, võ tổ đạo chính thống truyền thừa người, thiên võ ngọa long kinh đại thành người, vô số quang vinh cùng uy nghiêm thêm tại cả người. Năm đó vạn khư thần điện vì đối phó hắn, thậm chí muốn thập đại lão tổ liên hiệp. Cựu Nhật chi chủ thời kỳ tột cùng, bày ra cấm chế, phát ra nguyền rủa, dĩ nhiên là vô cùng cường hãn. Cho dù là Thiên Sơ Thánh Tổ, gặp phải nguyền rủa sau đó, cũng không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể một mực ở lại Sử Thi thế giới bên trong. Vậy, Sử Thi Thiên Quân đâu? Hắn sau đó, vậy thành lập một cái đế quốc. Diệp Thần lại hỏi, trong lòng càng ngày càng cảm thấy, cướp lấy bảo tàng không dễ. Nếu như võ giao ở hắn bên người, vậy hết thảy vấn đề, tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, võ giao không có ở đây. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, Sử Thi Thiên Quân mới vừa ra đời lúc đó, hùng tâm tráng trí, muốn bằng sức một mình, cướp lấy bảo tàng, nhưng sau đó hắn phát hiện, cho dù là hắn, vậy không tư cách dung chuyển cựu Nhật bảo tàng cấm chế. Cho nên, Sử Thi Thiên Quân vậy thay đổi sách lược, thành lập đế quốc, nổi lên khí vận, bất quá hắn Sử Thi đế quốc, thần dân cũng là một đám yêu ma, là Sử Thi thế giới cự thú, tu luyện hóa thành hình người sau đó, bị hắn thu phục đi. Hôm nay, ta Thiên Sơ đế quốc, cùng Sử Thi đế quốc, địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là như vậy. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút ngưng trọng hỏi, tiền bối, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, ai? Diệp Thần nói, là một người cô gái, kêu Phượng Lam Khê. Hắn không có quên Phượng Trường không giao phó. Thiên Sơ Thánh Tổ nghe được Diệp Thần hỏi thăm, nhưng là tròng mắt hơi co lại, nói, Phượng Lam Khê, nàng nhưng mà Sử Thi đế quốc thánh nữ à? Diệp Thần ngạc nhiên, nói cái gì? Thiên Sơ Thánh Tổ nói, luân hồi chi chủ, người hỏi thăm vậy Lam Khê thánh nữ làm chi? Diệp Thần nhìn ngồi ở mình bên cạnh Sinh Tuyệt Thiên một mắt, nói, là cố nhân tướng nhờ, hắn nói hắn có một cái tôn nữ, kêu Phượng Lam Khê, cũng ở đây Sử Thi thế giới, kêu ta hỏi thăm một chút sống chết rơi xuống, ta cũng không từng dự đoán, hắn tôn nữ lại có thể thành cái gì thánh nữ. Thiên Sơ Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống, nói, vậy Lam Khê thánh nữ một thể đôi hồn, thể chất đặc biệt đặc thù, nàng đã sớm bị Sử Thi Thiên Quân nhìn trúng, thu là truyền nhân, Sử Thi Thiên Quân cho rằng nàng có chứng đạo không không tiềm chất, cho nên một mực đại lực tài bồi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói chứng đạo không không. Hắn lại không nghĩ rằng, vậy Phượng Trường không tôn nữ, lại có chứng đạo không không tư chất. Coi như là hắn cái này luân hồi chi chủ, còn có Nhâm Thiên Nữ, Vũ Hoàng cổ đế các người, cũng không dám nói có thể chứng đạo không không. Sử Thi Thiên Quân làm sao sẽ lấy là, Phượng Lam Khê có cái này tư cách. Không không hai chữ, dính dấp vô cùng nhiều, có dũng khí loại không thể danh trạng quỷ bí hơi thở vần quanh. Thiên Sơ Thánh Tổ tựa hồ cũng có kiêng kỵ, chẳng muốn nói thêm nữa, chỉ khoát tay một cái nói, chờ ngươi thấy Lam Khê thánh nữ, tự nhiên là biết, chúng ta muốn đi cựu Nhật bảo tàng nói, nhất định phải và Sử Thi đế quốc liên hiệp. Diệp Thần nói, tại sao? Thiên Sơ Thánh Tổ nói, bởi vì ta Thiên Sơ đế quốc, và Sử Thi đế quốc, ai cũng không cách nào nuốt một mình bảo tàng, cho nên đã sớm quyết định khế ước, hai bên chung nhau trông chừng bảo tàng. Mỗi lần hạ đi mạo hiểm tìm bảo, đều phải cùng nhau liên hiệp họp thành đội. Vậy cách mỗi 3 năm, chúng ta liền hội tổ chức một lần tìm bảo, tuy mỗi lần cũng không lấy được bảo tàng, nhưng xuống lòng đất rất nhiều quái vật, cũng có thể cho người lịch luyện,
kiểm chứng võ đạo. Hơn nữa cựu Nhật chi chủ, năm xưa và vạn khư thần điện tranh bá chiến tranh, rất nhiều sát phạt chiến đấu, tại dưới lòng đất đều có nhớ lại hình chiếu, hội những cái kia hình chiếu, đối tự thân tu luyện cũng có rất nhiều chỗ ích lợi. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Thiên Sơ Thánh Tổ nói tiếp, hôm nay ba năm kỳ còn chưa tới, nhưng luân hồi chi chủ đại giá người đến chơi, tất có thể là tìm bảo phá cuộc, ta đi liền hướng Sử Thi Đế Quốc thông báo một tiếng, muốn đến bọn họ vậy sẽ đồng ý trước thời hạn tìm bảo. Diệp Thần gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Hắn tâm lý lại có chút mong đợi, không biết vậy Phượng Lam Khê, tư chất sốt cuộc có gì chỗ đặc thù, lại có thể bị Sử Thi Thiên Quân nhìn chúng, thậm chí nói có chứng đạo không không tiềm chất. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Diệp Lâm Uyên, có chút khó xử nói, chỉ là, mỗi lần họp thành đội đi tìm bảo, nhất định phải quyết ra một người cầm đầu, người dẫn đầu có thể bắt được nhiều tư nguyên hơn. Vì tranh đoạt người dẫn đầu vị trí, mỗi lần tìm bảo bắt đầu trước, ta Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc, cũng muốn so tài một phen. Luân hồi chi chủ, Lâm Uyên Minh chủ, lần này, các ngươi ai muốn đại biểu ta Thiên Sơ Đế Quốc, đi tranh đoạt người đầu lĩnh kia vị trí. Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên, cơ hồ là đồng thanh nói, ta đi. Hiển nhiên giao dịch gặp, người dẫn đầu có thể nắm giữ quyền chủ động. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Lâm Uyên, cũng không muốn buông tha, hai người cũng không muốn bị người chế trụ. Diệp Lâm Uyên mắt lạnh nhìn Diệp Thần, hừ một tiếng, nói ta tu vi vượt qua ngươi quá nhiều, cái này người dẫn đầu vẫn là ta tới làm đi. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, mình cùng Diệp Lâm Uyên khá nhiều ân oán, nếu như đối phương làm người dẫn đầu, chờ cơ hội trả thù, vậy có thể gặp phiền toái. Lập tức Diệp Thần cũng là cười lạnh nói, Diệp Lâm Uyên, người hôm nay chỉ là một cái phân thân, không tư cách dẫn đầu. Diệp Lâm Uyên lạnh lùng nói, ta chính là một cái phân thân, vậy đủ để thống lĩnh hết thảy. Ngươi nếu không phục, tiếp ta một kiếm, ngươi có thể tiếp lấy, chính là ngươi thắng. Thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm Uyên bỗng nhiên từ chỗ ngồi bay lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, lau một cái sáng bóng kiếm mang, hướng Diệp Thần bạo gai đi. Kiếm 5, Thanh Thu Cách Ca. Lại là Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 5. Diệp Lâm Uyên phân thân trạng thái, mạnh nhất kiếm thứ 8 Sát Tâm Vô Ngân, không thi triển được, nhưng muốn thi triển kiếm thứ 5, nhưng là dư sức có thừa. Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 4 Đại Hạ Long Tước, Diệp Thần đã thấy qua. Cái này kiếm thứ 5 Thanh Thu Cách Ca, so với Đại Hạ Long Tước còn lợi hại hơn. Diệp Lâm Uyên kiếm một ra, toàn bộ đại điện cũng lâm vào hàn thu sơ sát tiêu điều bầu không khí bên trong, kiếm khí khuấy động không khí, hu hu vang dội. Diệp Thần bên tai bên trong, nghe được từng trận xào xạc thê lương thu buồn cách tiếng ca. Ở Diệp Lâm Uyên kiếm khí bao phủ hạ, Diệp Thần cảm thấy mình thần hồn, lại muốn thoát khỏi mình thân xác vậy. Cái này kiếm thứ 5 Thanh Thu Cách Ca, lại có chóc thân thể con người thần hồn khủng bố hiệu quả. Một kiếm ra, thần hồn cách rơi, quả thực là vô cùng kinh khủng. Luân hồi thánh hồn thiên, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng là từ chỗ ngồi bạo khởi, một bước tiến lên trước, bàn chân đạp vỡ trên đại điện gạch khối, rắc rắc sát vang dội, hắn tại chỗ liền mở ra luân hồi thánh hồn thiên. Luân hồi thánh hồn thiên mở một cái, Diệp Thần tinh thần hồn lực, nhất thời đổi được vô cùng vững chắc, cho dù là Diệp Lâm Uyên Thanh Thu Cách Ca kiếm khí, cũng không cách nào dung chuyển hắn tinh thần chút nào. Cái gì? Diệp Lâm Uyên sắc mặt chợt biến. Hắn cảm thấy Diệp Thần tinh thần hồn lực, ở trong nháy mắt đổi được vô cùng phong phú vững chắc, như tường đồng vách sắt, kiếm khí của hắn căn bản không thể dung chuyển, ngược lại mình đã bị liền phản chấn đánh vào, thần hồn một hồi hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, Diệp Lâm Uyên, xem ra ngươi một kiếm này, vậy không có gì không dậy nổi. Diệp Lâm Uyên thấy Diệp Thần khí định thần nhàn hình dáng, ra mặt nhất thời một hồi co quắp. Biết mình tính sai. Hắn bỏ quên Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, ở luân hồi thánh hồn thiên dưới sự che chở, kiếm thứ 5 Thanh Thu Cách Ca, đối Diệp Thần không thể nào có nửa bị thương. Hắn nếu như vận dụng trước mặt 4 kiếm, có thể cũng sẽ cho Diệp Thần tạo thành một chút uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm thứ 5, chính là một chút uy hiếp cũng không có. Diệp Thần chấp trưởng luân hồi thánh hồn trời, tinh thần hồn lực là trên trời thiên hạ đều không có địch, không có bất kỳ thủ đoạn có thể dung chuyển hắn thần hồn. Diệp Lâm Uyên ở Thiên Sơ Thánh Tổ trước mặt, ngược lại cũng không nguyện mất tông sư phong độ, tức giận bất bình thu hồi trường kiếm,
nói thẳng nhóc, coi là ngươi may mắn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hướng Thiên Sơ Thánh Tổ nói, tiền bối, vậy lần này, liền do ta đại biểu Thiên Sơ Đế Quốc xuất chiến, đi cùng Sử Thi Đế Quốc, tranh đoạt người đầu lĩnh kia vị trí. Thiên Sơ Thánh Tổ gặp hai người giao phong, trong chớp mắt đã quyết định thắng bại, thầm kinh hãi. Hắn vừa thán phục Diệp Lâm Uyên kiếm pháp nhanh chóng ác liệt, vừa sợ thán Diệp Thần thần hồn vô địch. Hiện tại hai người quyết định kết quả, ngược lại cũng không cần hắn lại bận tâm, hắn liền gật đầu nói, rất tốt. Diệp Thần nói, tiền bối, còn xin mau sớm an bài, ta thời gian không nhiều lắm. Diệp Thần trong lòng, như cũ tưởng nhớ Hạ Nhược Tuyết, hắn phải mau sớm tìm được bảo tàng trở về. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, được, luân hồi chi chủ, ta đi liền lập tức an bài, nhưng nhanh nhất đều phải ngày mai, xin ngươi hãy kiên nhẫn chờ. Diệp Thần kềm chế tâm tình, nói, vậy làm phiền tiền bối. Thỏa thuận xong, Diệp Thần liền và Sinh Tuyệt Thiên lui ra, tất cả bị thu xếp chung một chỗ tu luyện trong động phủ mặt. Diệp Thần ở trong động phủ, nhớ không quên, vẫn là Hạ Nhược Tuyết. Không biết Nhược Tuyết độ kiếp, phải chăng còn thuận lợi. Võ Giao kềm chế Lâm Khiếu Không, không có Vạn Khư người quấy rầy, chắc hẳn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta cầu nguyện, hết thảy sóng gió lắng xuống, bình yên vô sự. Diệp Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, lại sử dụng nguyện vọng thiên tinh, rất nhiều xuống nguyện vọng. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần chính là đè xuống nội tâm tâm trạng, để cho mình khôi phục bình tĩnh. Cái gọi là dục tốc thì bất đạt, quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại hắn ở Sử Thi thế giới bên trong, tìm bảo trọng yếu nhất, những chuyện khác, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần móc ra một phiến ngọc giản, trên ngọc giản in thần tượng băng thiên tràng 5 chữ. Cửa này thần tượng băng thiên tràng, là võ tổ truyền thụ cho Diệp Thần võ học, chính là võ tổ sáng chế. Môn võ học này, cần kết hợp hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh, liền chôn ở Sử Thi thế giới lòng đất, siêu tầm ở cựu Nhật trong bảo tàng mặt. Diệp Thần tuy còn không bắt được bảo tàng, nhưng tính hạ tâm lai, cẩn thận cảm ứng, đã có thể bắt được một chút thiên võ ngọa long kinh hơi thở, cùng trong cơ thể hắn kinh thư tàn trang, xa xa đồng tình hô ứng. Ở nơi này cổ đồng tình chấn động hạ, Diệp Thần đan điền linh khí, cũng là sinh động. Ngày mai muốn cùng Sử Thi đế quốc so tài, học thêm một môn võ nghệ, tổng không có sai. Diệp Thần nghĩ như vậy, chính là cầm thần tượng băng thiên tràng ngọc giản, tinh thần lực thấm vào, ngưng thần cảm ngộ. Cái này thần tượng băng thiên tràng, luyện đến lô hỏa thuần thanh bước, thậm chí so với đại hoang không kinh, còn cường hãn hơn một ít, uy lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Diệp Thần tinh thần thấm vào nhập ngọc giản, liền thấy một đầu to lớn thần tượng, ở một phiến trong tinh không, sông ngang đánh thẳng, đem đầy trời tinh thần cũng đụng được nghiền. Thật dài phình động mạch chủ một quyền, vô số quỷ dị bóng tối hơi thở, đều bị quét tán, lanh lảnh tượng minh truyền ra, hết thảy không thể danh trạng quái dị chập chờn, cũng bị chấn bể. Tốt hung mãnh uy lực. Diệp Thần trong lòng ngầm âm thầm chấn động hám, muốn đến võ tổ sư tôn, sáng lập môn võ học này thời điểm, chính là vì đối kháng không không lúc nào không bên trong quái vật. Nói cách khác, môn võ học này đỉnh cấp, như thần voi chấn áp hoàn vũ, vô biên vô địch. Thậm chí đủ để đối kháng không không. Diệp Thần chính là toàn bộ tinh thần chăm chú, bắt đầu cảm ngộ cửa này thần tượng băng thiên tràng. Trừ cái này ra, Trảm Thiên Cửu Kiếm hắn vậy không buông xuống, vậy cùng nhau tu luyện cảm ngộ. Trước đây Phượng Trường Không, cháy hết tuổi thọ một kiếm mang chồng, mang cho Diệp Thần không nhỏ rung động. Giờ phút này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy bắt được kiếm thứ ba Hàn Xuân mang chủng bí ẩn. Một ngày thời gian, chói mắt rồi biến mất. Đến được ngày thứ hai, Thiên Sơ Thánh Tổ tự mình đi tới trong động phủ tìm Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần sau lưng, từng tầng một vòng sáng vần quanh, thần hy nhô lên. Thần quang chìm nổi lúc đó, một đầu quang minh con voi to hư ảnh, mơ hồ hiện lên. Đó chính là thần tượng băng thiên tràng khí tượng. Đi qua một đêm tu luyện cảm ngộ, Diệp Thần đã bước đầu lĩnh ngộ môn võ học này chỗ diệu dụng. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn vậy thần quang minh voi thời điểm, nhất thời cảm nhận được liền một cổ cường hãn uy áp, không ngừng tập kích mình tâm thần. Tốt hung mãnh uy thế, đây là cái gì võ học? Thiên Sơ Thánh Tổ một hồi kinh ngạc, lui về sau ba bước. Hắn một mắt tới giữa, liền có thể khẳng định, Diệp Thần môn võ học này, tuyệt đối là siêu thoát thực tế tồn tại, nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới,
chỉ sợ có thể đem toàn bộ thế giới hiện thật đụng nát. Tiền bối, người tới. Diệp Thần mở mắt ra, tỉnh lại, hướng Thiên Sơ Thánh Tổ khẽ mỉm cười, thu liễm lại tự thân hơi thở, chậm rãi đứng lên. Diệp Thần đứng dậy thời điểm, lại có một cổ như ngày xuân mang loại vậy sức sống tiên khí, mơ hồ nhộn nhạo. Đó là Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ ba, Hàn Xuân mang chủng hơi thở. Tối hôm qua tu luyện, Diệp Thần liền kiếm thứ ba vậy cảm ngộ thành công. Lúc đầu ngươi vậy luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm. Một đạo thanh âm lạnh lùng, ở Thiên Sơ Thánh Tổ sau lưng vang lên, nhưng là Diệp Lâm Uyên tới. Chẳng qua là kiếm thứ ba thôi, còn không bằng ngươi. Diệp Thần nhìn Diệp Lâm Uyên, không nói gì cười một tiếng. Diệp Lâm Uyên lãnh đạm nói, người dẫu sao là trộm đoạt luân hồi người, người hôm nay kém hơn ta, tương lai chung có một ngày, người cũng có thể luyện thành kiếm thứ tám, thậm chí là cuối cùng một kiếm phượng vũ cửu thiên. Diệp Thần cười lạnh nói, ta trộm đoạt luân hồi, người có ý gì? Diệp Lâm Uyên nói, luân hồi chi chủ, vốn phải là ta, nhưng lại trở thành ngươi, nếu như không phải là ra ngươi nghịch chuyển thời không, chưa bao giờ tới trở lại cứu ngươi, ngươi còn có mệnh ở đây không? Diệp Thần đang muốn phản bác, Thiên Sơ Thánh Tổ đi ra giảng hòa, cười nói, hai vị, các ngươi đều là ta khách quý, cũng không muốn cãi vả nữa, có cái gì ân oán, đợi khi tìm được bảo tàng sau đó, lại quyết đoán cũng không muộn. Diệp Thần hừ một tiếng, xem ở Thiên Sơ Thánh Tổ mặt mũi, cũng sẽ không cãi vả nữa. Diệp Lâm Uyên khoanh tay, vậy không nói gì thêm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn trong ánh mắt không cam lòng cùng cừu hận. Dẫu sao ở đã từng, hắn có thể so Diệp Thần, còn muốn đến gần luân hồi. Thiên Sơ Thánh Tổ lấy lại bình tĩnh, nói, vậy cựu Nhật bảo tàng, bên trong bảo vật gì, ta đều không muốn, chỉ cần một viên hồi xuân diệu đan. Chỉ cần có thể bắt được hồi xuân diệu đan, ta là được khôi phục trẻ tuổi, hơn nữa có thể thoát khỏi cựu Nhật chi chủ nguyền rủa, thoát thân rời đi sử thi thế giới. Nếu như các ngươi hai vị, có thể giúp ta tìm về đến xuân diệu đan mà nói, ta có thể cho các ngươi vật này, thành tựu đền đáp. Vừa nói, Thiên Sơ Thánh Tổ móc ra một khối tinh thạch. Vậy tinh thạch dịch thấu trong suốt, ẩn nhiên có ánh sao lưu chuyển, bên trong nơi năng lượng ẩn chứa, cực kỳ dư thừa khủng bố. Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên ánh mắt, nhìn vậy tinh thạch thời điểm, cũng giống như thấy được một cái vũ trụ đại thế giới, phảng phất có vô biên mênh mông bức họa ở trước mắt mở ra. Thiên Sơ Thánh Tổ nhẹ nắm trước vậy tinh thạch, nói, vật này kêu vũ trụ chi tâm, là thời đại hồng hoang vũ trụ thế giới, than xúc khô héo sau lưu lại năng lượng kết tinh, có thể là vô thần khí bổ sung năng lượng, cực kỳ chân quý. Trong thiên hạ vũ trụ chi tâm, sẽ không vượt qua 10 viên, trong đó một viên ngay tại ta trong tay, các ngươi nếu là muốn, liền lấy lại xuân diệu đan để đổi. Nghe Thiên Sơ Thánh Tổ mà nói, Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên trong mắt, đều là bắn ra nồng nặc vẻ rung động. Chư thiên vạn giới, có vô số cái vũ trụ. Một cái vũ trụ thế giới, nếu như than xúc khô héo, năng lượng linh khí vậy sẽ lưu tán, không còn tồn tại, căn bản không có thể ngưng tụ thành kết tinh. Nhưng thời đại hồng hoang, tình huống cũng không cùng. Ở Hồng Quân, võ tổ các người sinh hoạt thời đại hồng hoang, thiên địa linh khí đặc biệt đậm đà, coi như một cái vũ trụ thế giới, than xúc khô héo sau đó, linh khí vậy không nhất định sẽ toàn bộ trôi qua, ngược lại có thể tích lũy xuống, tạo thành kết tinh. Như vậy kết tinh, chính là trong truyền thuyết vũ trụ chi tâm. Vạn cổ năm tháng bể dâu, đời này lưu tồn hạ vũ trụ chi tâm, sẽ không vượt qua 10 viên, mỗi một viên đều là vô cùng chân quý. Cho dù là vạn khư thần điện, cũng không có vũ trụ chi tâm loại bảo bối này. Vũ trụ chi tâm loại bảo vật này, có thể là vô thần khí bổ sung năng lượng, giá trị có thể tưởng tượng được. Thế gian truyền lưu vô thần khí, phần lớn đều là mảnh vỡ, sử dụng trước cần tích góp năng lượng. Ví dụ như Vũ Hoàng Cổ Đế truyền thuyết trượng, ban đầu muốn dùng tới đánh chết Thiên Nữ và Diệp Thần, liền rút lấy Diệp gia lão tổ khí huyết, dùng để bổ sung năng lượng. Nhưng có vũ trụ lòng nói, cũng không cần bỏ ra giá lớn như vậy. Đáng tiếc cho dù là vạn khư, cũng không có loại bảo vật này. Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên cũng không nghĩ tới, Thiên Sơ Thánh Tổ trong tay, lại có này cùng chí bảo. Diệp Lâm Uyên sắc mặt trầm xuống, nói, viên này vũ trụ chi tâm, ngươi là từ nơi nào lấy được. Thiên Sơ Thánh Tổ cười một tiếng, nói, không biết các ngươi có nghe hay không qua thiên bia truyền thuyết. Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên đều là chấn động, cùng nói, tự nhiên nghe qua. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, ta may mắn gặp qua thiên bia,
nhưng ta biết mình thực lực, tuyệt đối không đủ để thu phục thiên bia, nhưng ta muốn thiên bia cái loại này bảo vật nghịch thiên, vùng lân cận nhất định có cái khác chí bảo, ta liền chú ý tìm, cuối cùng bị ta may mắn lấy được viên này vũ trụ chi tâm. Diệp Lâm Uyên ngẩn ngơ, nói, thì ra là như vậy. Vũ trụ chi tâm, lại có thể ở trên trời bia vùng lân cận sao? Khó trách ta một mực tìm tòi không tìm được. Ban đầu Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn rút ra lấy Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân khí huyết, Diệp Lâm Uyên lòng như lửa đốt, tìm khắp nơi thay thế biện pháp. Hắn từng nghĩ qua tìm vũ trụ chi tâm, đáng tiếc vẫn không có kết quả. Lúc đầu cái này vũ trụ chi tâm, là ở trên trời bia vùng lân cận, khó trách từ đầu đến cuối không gặp bóng dáng. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, viên này vũ trụ chi tâm, đối với ta vô dụng, ta chỉ muốn hồi xuân rượu đan, các ngươi cầm đan dược cầm về, ta liền đem vũ trụ chi tâm đưa cho các ngươi. Diệp Thần và Diệp Lâm Uyên nhìn nhau, hai trong mắt người đều mang định ý. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là Diệp Thần, vẫn là Diệp Lâm Uyên, đều muốn vũ trụ chi tâm. Loại bảo vật này, có thể là vô thần khí bổ sung năng lượng, giá trị chân thực quá lớn quá lớn. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu như hắn có thể bắt được vũ trụ lòng nói, vậy sau này sử dụng tội ác chi chu, cũng không cần lo lắng linh khí khô kiệt, chỗ tốt lớn vô cùng. Diệp Lâm Uyên trong lòng nghĩ, cũng phải cần bổ sung vô thần khí năng lượng, ở trên tay hắn nắm giữ một ít vô thần khí đầu mối, sau này lấy được nói, bổ sung năng lượng là cái vấn đề lớn, mà vũ trụ chi tâm, nhưng có thể giải quyết cái vấn đề này. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn thấu giữa hai người cạnh tranh cùng địch ý. Khẽ mỉm cười, nói các ngươi có cái gì tranh đấu, nhất định phải cùng tìm bảo sau khi kết thúc nói sau, hôm nay bảo tàng còn không bắt vào tay, chúng ta chớ không thể nội đấu. Diệp Thần gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Diệp Lâm Uyên sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói thêm. Thiên Sơ Thánh Tổ nói tiếp, ta đã hướng Sử Thi Đế Quốc thông báo qua, ngày hôm nay liền liên hiệp lên đường đi tìm bảo, ở trước khi lên đường, luân hồi chi chủ, ngươi liền đại biểu ta Thiên Sơ Đế Quốc. Đi tranh đoạt người đầu lĩnh kia vị trí. Trước kia người dẫn đầu, phần lớn thời gian, đều là Sử Thi Đế Quốc đảm nhiệm, không người có thể chiến thắng vậy Lam Khê Thánh Nữ, trừ phi nàng không tham gia tranh cử. Luân hồi chi chủ, ngày hôm nay liền xem tài năng của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sơ Thánh Tổ trong giọng nói, cũng là tràn đầy nồng nặc mong đợi. Hắn rất muốn xem, Diệp Thần có thể hay không chiến thắng Sử Thi Đế Quốc Thánh Nữ Phượng Lam Khê. Là Thiên Sơ Đế Quốc ra một hơi, bắt lại cái này người dẫn đầu vị trí. Diệp Thần trong lòng rét một cái, không biết thánh nữ kia Phượng Lam Khê, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một thể đôi hồn, chứng đạo không không tư chất, Diệp Thần đối vậy Phượng Lam Khê, cũng là tràn đầy hứng thú. Lập tức, Thiên Sơ Thánh Tổ an bài một nhóm tinh nhuệ cường giả, ước chừng có hơn 20 người, đảm nhiệm Diệp Thần dưới quyền. Diệp Thần thì đại biểu Thiên Sơ Đế Quốc xuất chiến. Thiên Sơ Đế Quốc có chuyên môn truyền tống trận, có thể truyền tống đi Sử Thi Đế Quốc. Đi thôi. Thiên Sơ Thánh Tổ mang Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên, Sinh Tuyệt Thiên các người, còn có một đám tinh nhuệ cường giả, đạp truyền tống trận, lên đường đi Sử Thi Đế Quốc. Rào. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, Diệp Thần liền cảm thấy, mình đã bị truyền đến một cái địa phương xa lạ. Đây là một tòa phồn hoa đô thành, trình độ náo nhiệt, không kém chút nào Thiên Sơ Đế Quốc. Diệp Thần các người, bị truyền tống đến một cái trên quảng trường. Quảng trường bốn phía, sớm đã có rất nhiều cường giả đang đợi. Những cường giả kia, nhưng không phải là loài người, mà là từng cái một yêu quái. Viên tinh, khỉ quái, sói yêu, sư yêu, hổ yêu, người rắn, người cá vân. Vân, không có một cái là loài người, toàn bộ là tu luyện thành tinh yêu quái, yêu khí ngất trời. Thấy Diệp Thần, Thiên Sơ Thánh Tổ cùng người tới. Những thứ này yêu quái, đều là lộ ra cảnh giác vẻ đề phòng. Diệp Thần nhìn bốn phía, trong đầu nghĩ, nơi này chính là Sử Thi Đế Quốc sao. Cũng không gặp được có cái gì Sử Thi Quang Vinh. Chỉ gặp một cái kim mao sư yêu, cười ha hả đi tới trước, hướng Diệp Thần, Thiên Sơ Thánh Tổ các người chào hỏi. Thiên Sơ Thánh Tổ, vẫn khỏe chứ, vị này chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao. Quả nhiên anh hùng trẻ tuổi, khí vũ phi phàm. Thiên Sơ Thánh Tổ gật đầu một cái, nói, nhà các ngươi thánh nữ đâu? Còn có Sử Thi Thiên Quân lão quái vật kia đâu? Vậy Kim Mao Sư Yêu nói, thánh nữ và Thiên Quân đại nhân, đều ở đây trong hoàng cung chờ các ngươi. Thiên Sơ Thánh Tổ lại gật đầu một cái,
nói, dẫn đường đi. Vậy Kim Mao Sư Yêu đáp một tiếng, liền dẫn Diệp Thần, Thiên Sơ Thánh Tổ các người, rời đi quảng trường, đi Hoàng Cung đi tới. Sử thi đế quốc cung điện, so với Thiên Sơ đế quốc khí phái hơn nhiều, Hoàng Kim điêu tạo, khắp nơi nhấp nhô cổ xưa phù văn, cuối cùng là có một ít sử thi vinh dự đại khí phách. Ở đó Kim Mao Sư Yêu dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần các người vào được Hoàng Cung hậu viện, nhưng gặp một cô gái, bồi bạn một cái ông già, ngồi ở một cái đỉnh giữa hồ bên trong. Ông già tiên phong đạo cốt, ở nồi lửa nấu trà, một bộ khí định thần nhàn hình dáng, cô gái kia cả người đồ xanh, thanh thông thanh tú, ôn hòa yên tĩnh nhã, cùng thị ở bên cạnh. Kim Mao Sư Yêu chắp tay hướng vậy ông già cùng cô gái nói, Thiên Quân Đại Nhân, Thánh Nữ Đại Nhân, Luân Hồi Chi Chủ và Thiên Sơ Thánh Tổ tới. Vậy ông già như cũ ở nấu ngâm nước trà, bịt tai không nghe chuyện bên ngoài, tự mình châm một ly trà, yên lặng hạp một cái. Diệp Thần trong lòng một hồi bất ngờ, vậy ông già chính là Sử Thi Thiên Quân sao? Hắn lấy là Sử Thi Thiên Quân, coi như không phải hung tàn hung ác tư thái, chí ít cũng là quái gỡ lạnh nhạt hình dáng, nào nghĩ tới lại là một cái tiên phong đạo cốt vậy tồn tại, giống như tiên nhân vậy, siêu trần tuyệt thế. Sử Thi Thiên Quân bên người thiếu nữ, muốn đến chính là Phượng Trường Không Tôn Nữ, Sử Thi Đế Quốc Thánh Nữ Phượng Lam Khê. Phượng Lam Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, thanh thúy nói, ngày hôm nay chúng ta hai nhà đi ra ngoài tìm bảo, Luân Hồi Chi Chủ, người muốn làm người đầu lĩnh kia sao? Diệp Thần gật gật đầu nói, đúng vậy. Nghĩ thầm phải như thế nào mở miệng, hướng Phượng Lam Khê nói rõ Phượng Trường Không nhân quả. Phượng Lam Khê nghe được Diệp Thần trả lời, trong mắt lướt qua một chút hàn mang, hơi thở đổi được lạnh lùng, nói, có thể, người muốn làm người dẫn đầu, trừ phi trước đánh bại ta. Vạn năm qua, Thiên Sơ Đế Quốc cho tới bây giờ không có ai, có thể ở ta dưới quyền chống đỡ 10 chiêu, ta hy vọng ngươi biết là ngoại lệ. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, nói, vậy thì lãnh giáo một chút Lam Khê Thánh Nữ cao chiêu. Hắn cũng rất muốn biết, Phượng Lam Khê có chỗ nào đặc biệt, lại có thể để cho Sử Thi Thiên Quân như vậy coi trọng, thậm chí thu là truyền nhân. Cái này Phượng Lam Khê, có phải là thật hay không có chứng đạo không không tiềm chất? Phượng Lam Khê vậy rút ra trường kiếm bên hông, liền muốn xuất chiến. Lam Khê, cẩn thận một chút, Luân Hồi huyết mạch chí tôn vô địch, người không thể khinh thường. Vẫn không có mở miệng Sử Thi Thiên Quân, giờ phút này đặt ly trà xuống, ngưng tiếng cảnh tỉnh nói. Phượng Lam Khê nói, dạ, sư phụ. Sử Thi Thiên Quân gật gật đầu nói, ừ, đi đi. Ngươi liền cùng Luân Hồi Chi Chủ luận bàn một chút, điểm đến thì ngưng là được, chỉ phân cao thấp, bất quyết sống chết. Phượng Lam Khê lại đáp một tiếng, ưm, liền xách trường kiếm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy đến bên ngoài đình trên mặt hồ, hai chân trôi lơ lửng ở nước hồ bên trên. Tôn chủ, hết thảy chú ý. Sinh Tuyệt Thiên gặp chiến đấu sắp tới, liền nhẹ giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, xách Luân Hồi Thiên Kiếm, vậy tung người nhảy một cái. Cướp đến trên mặt hồ, cùng Phượng Lam Khê xa xa đối lập. Sử Thi Thiên Quân ngồi một mình ở đình giữa hồ bên trong, yên lặng chuẩn bị xem cuộc chiến. Thiên Sơ Thánh Tổ, Diệp Lâm Uyên, Sinh Tuyệt Thiên, còn có Thiên Sơ Đế Quốc đi theo đến tinh nhuệ các cường giả, còn có trong Hoàng Cung bọn thị vệ, thì ở ven hồ xem cuộc chiến. Trước kia Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc chiến đấu, không có bất kỳ huyền niệm gì, tuyệt đối là Phượng Lam Khê thắng được. Nhưng ngày hôm nay trận chiến này, rõ ràng không cùng. Bởi vì Phượng Lam Khê địch thủ, chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần cẩn thận bắt Phượng Lam Khê hơi thở, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể không nhìn thấu đối phương tu vi lai lịch. Phượng Lam Khê nhân quả hơi thở, tựa hồ siêu thoát đời này quy luật ra, huyết mạch chỗ sâu tản mát ra một chút không thể danh trạng khí tức quỷ dị, tựa hồ thuộc về không không, để cho người sợ không rõ hư thật. Đấu chữ quyết. Phá. Diệp Thần dẫn đầu xuất thủ, Luân Hồi Thiên Kiếm vùng chém ra, đấu khí hội tụ, một kiếm chém về phía Phượng Lam Khê, phải thử dò hư thật của đối phương. Không cần dò xét, bắt người tuyệt gọi ra, để cho ta xem trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phượng Lam Khê giọng lạnh lùng, trường kiếm một vung, cuốn lên nước hồ, thao thao bất tuyệt hướng Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần cảm nhận được Phượng Lam Khê vậy hung mãnh kiếm thế, trong lòng rét một cái. Cuộc chiến đấu này tuy nói là so tài, nhưng Phượng Lam Khê hiển nhiên không có đánh coi là nương tay, thế công cực kỳ cường hãn.
Đã như vậy, vậy Diệp Thần cũng không nói nhảm. Kiếm một, Thiên Lý Tuyết. Diệp Thần quát to một tiếng, kiếm chiêu thay đổi, Trảm Thiên uy thế bạo dũng ra. Trảm Thiên cửu kiếm kiếm thứ một, nhanh mạnh giết ra. Trong thoáng chốc, rét lạnh kiếm khí, diễn hóa ra liền bão tuyết băng xương, cuộn sạch ngàn dặm. Toàn bộ mặt hồ, nước hồ bắt đầu ca sát sát đóng băng, thậm chí có hung mãnh bão tuyết kiếm khí, hướng đỉnh giữa hồ bên kia lan tràn đi. Đỉnh giữa hồ bên trong, Sử Thi Thiên Quân khí định thần nhàn, không gặp hắn chút nào động tác, nhưng bên ngoài bão tuyết kiếm khí, liền toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, căn bản không tổn thương được hắn. Nước hồ đóng băng, bên hồ hoa cỏ cây cối, cũng là kết nổi lên sương hoa, nhưng đỉnh giữa hồ bên trong, như cụ ấm áp rung rung, nước trà còn bốc hơi nóng. Cảm nhận được Diệp Thần cường hãn kiếm khí, Thiên Sơ Thánh Tổ, Diệp Lâm Uyên, Sinh Tuyệt Thiên các người, đều là lui về phía sau mấy bước. Diệp Lâm Uyên nội tâm có vẻ kiêng kỵ, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm, không biết bao lâu, kiếm thế quả thực hung hãn, chỉ sợ tương lai thật có một ngày, hắn muốn vượt qua ta. Trảm Thiên Cửu Kiếm, vốn chính là luân hồi tạo hóa ra kiếm pháp, ở Diệp Thần trong tay thi triển ra, uy thế so người bất kỳ đều cường hãn hơn. Hảo kiếm pháp, Phượng Lam Khê cũng là quát một tiếng thải, mắt gặp đầy trời bão tuyết kiếm khí tập sát tới, lâm nguy không loạn, trường kiếm trong tay cấp tốc múa, kiếm phong phá vỡ không khí, phát ra nhọn gào thét, như vạn thế sử thi tách thả ra, truyền kỳ quang vinh, thanh thế thật lớn. Diệp Thần Thiên Lý Tuyết kiếm thế, ở Phượng Lam Khê sử thi kiếm ý dưới, nhất thời tan vỡ tản đi. Đầy trời sương tuyết, đều là biến mất. Phượng Lam Khê kiếm khí bừng bừng, một kiếm cương phong kích động, mũi kiếm đâm về phía Diệp Thần tim. Diệp Thần từ nàng một kiếm này bên trong, tựa hồ thấy được vạn cổ sử thi quang vinh, vô số trước dân vượt mọi chông gai, người trước gục ngã người sau tiến lên, dễ như bớn, chưa từng có từ trước đến nay. Một kiếm này thanh thế mạnh, đơn giản là thế như trẻ tre, không thể ngăn trở. Diệp Thần sau lưng, trong thoáng chốc toát mồ hôi lạnh, cả người lạnh lẽo. Nhân đồ thánh bôi, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, ngăn ở trước người mình. Phượng Lam Khê mũi kiếm, đinh một tiếng, đâm vào nhân đồ thánh bôi trên, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Thật là cường hãn pháp bảo. Phượng Lam Khê lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới cái này thánh bôi, lực phòng ngự như thế cường hãn, có thể ung dung ngăn trở kiếm của mình. Thậm chí, còn có một cổ lực phản chấn, hướng nàng đánh vào trở về. Nàng thân như con bướm vậy, mượn lực đi về sau nhảy tới, ổn định thân hình. Sử thi kính, hạ xuống đi. Ngay sau đó, Phượng Lam Khê chính là một tiếng kiều sất, vậy sử dụng mình pháp bảo. Vù vù, một khối long lanh trong suốt tấm gương, từ trong hư không nổi lên. Khối kia tấm gương, toàn thân thần mang vần quanh, phía trên khắc rất nhiều cổ xưa minh văn, thấm ra một cổ thật lớn sử thi ý vị. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn vậy tấm gương, từ mặt kiếng bên trong, dò ngó thấy rất nhiều hơn cổ xưa hình ảnh. Ở cực kỳ lâu trước kia, có một ít cổ xưa trước dân, không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ thế giới hiện thật, đánh rơi đến liền không không lúc nào không. Bọn họ ở xa lạ thời không bên trong, đối mặt rất nhiều quỷ dị cổ quái, không thể danh trạng thần bí quái vật, bão đoàn sinh tồn, sưởi ấm lẫn nhau. Ở từng bước cây có gai quỷ bí trong thế giới, khổ tâm kinh doanh, khó khăn đau khổ, rốt cuộc mở ra một khối lãnh địa. Cuối cùng, những cái kia thượng cổ trước dân cửa, vì kỷ niệm đoạn đường này gian khổ, khói lửa, chiến loạn, máu tươi, sống chết vân. Vân, chế tạo ra liền sử thi kính. Vậy sử thi kính, chính là trong truyền thuyết vô vô thần khí, phía trên ghi chép cổ xưa trước dân, ở không không lúc nào không bên trong khẩn hoang mở khó khăn, một đường trấn áp quỷ bí quái vật quang vinh lịch sử. Ở sử thi kính trấn áp xuống, Diệp Thần nhất thời cảm thấy hô hấp ngưng động chất, cả người áp lực to lớn, thật giống như có vạn thế sử thi đặt ở mình trên đầu vai. Nặng nề lịch sử cùng bể dâu, thiếu chút nữa muốn ép vỡ hắn sống lưng. Đây chính là sử thi kính. Diệp Thần thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này sử thi kính như thế cường hãn, lại có thể thiếu chút nữa đem hắn ép vỡ. Hắn càng không có nghĩ tới, lúc đầu Sử Thi Thiên Quân, đã đem món pháp bảo này, truyền cho Phượng Lam Khê. Phượng Lam Khê lần này sử dụng sử thi kính, thì phải nghịch chuyển chiến cuộc, trấn áp Diệp Thần. Ở sử thi kính hơi thở bao phủ hạ. Nước hồ cũng ngưng kết thành mặt kiếng, bên trong cái bóng ngược ra thượng cổ trước dân, vượt mọi chông gai,
hàng yêu phục ma, kéo dài tu luyện mồi lửa nguy nga hình ảnh. Đáng tiếc, xem ra vẫn là phải thua. Bất quá, có thể ép Lam Khê Thánh Nữ vận dụng sử thi kính, vậy coi là giỏi lắm. Bờ hồ, Thiên Sơ Thánh Tổ chắp hai tay sau lưng, thấy Diệp Thần tình huống chiến đấu bất lợi, một tiếng thở dài, lại có chút bội phục. Giao thủ mấy chiêu, liền đem Phượng Lam Khê sử thi kính ép đi ra, Diệp Thần thực lực có thể gặp một ban. Chỉ là sử thi kính vừa ra, thắng bại thì phải thấy rõ. Đình giữa hồ bên trong, sử thi thiên quân khóe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi cầm ly trà lên hạp một cái. Sử thi kính thì như thế nào? Trảm thiên cửu kiếm, phá cho ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhưng không cam lòng lúc này nhận thua, bàn chân hung hăng đạp một cái mặt hồ, sách luân hồi thiên kiếm, thân thể bão tố bắn ra. Rắc rắc, ở Diệp Thần trùng trùng đạp một cái hạ, mặt kiếm vậy mặt hồ, nhất thời nghiền, cắt kim loại cái bóng ngược ra hắn cùng Phượng Lam Khê bóng người. Diệp Thần một kiếm mang hào hùng sinh mạng hơi thở, muốn thay đổi thành bại, hướng Phượng Lam Khê chém chết đi. Một kiếm này, chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ ba, Hàn Xuân Mang Trùng. Kiếm này một ra, như ngày xuân mang trồng, toát ra hy vọng cùng sinh cơ rực rỡ, vô luận là biết bao hắc ám, biết bao tuyệt vọng cục diện, đều có thể nghịch chuyển. Mới vừa Diệp Thần, còn bị sử thi kính áp chế, nhưng chém ra một kiếm này sau đó, vậy cổ áp chế hơi thở, chính là ngay tức thì bị phá ra, thật giống như chồi non chọc thủng mặt đất khốn khóa, sức sống dâng trào. Phượng Lam Khê từ Diệp Thần một kiếm này bên trong, cảm nhận được liền hào hùng luân hồi khí huyết chập chờn, không khỏi được kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết Trảm Thiên Cửu Kiếm sao, quả nhiên vô cùng ác liệt. Phượng Lam Khê thúc giục sử thi kính, bảo vệ tự thân. Diệp Thần kiếm như tia chớp, một kiếm chém đi giết, chém vào Phượng Lam Khê trên mình, lại không có bất kỳ máu tươi bay tràn ra. Phượng Lam Khê mượn sử thi kính, đem mình chân thân, giấu vào liền trong gương đi. Diệp Thần chém chúng, chỉ là nàng lợi dụng sử thi kính, đầu bắn ra ảo ảnh. Kính quang lóe lên, nàng chân thân, cũng đã đi vòng qua Diệp Thần sau lưng. Luân hồi chi chủ, đáng tiếc ngươi đụng phải ta, nhận thua đi. Phượng Lam Khê lạnh nhạt uống tiếng vang lên, một chưởng hướng Diệp Thần áo lót oanh đánh tiếp. Trần Bia, bảo vệ. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, một tiếng long ngâm rung động hoàn vũ, lấy hắn làm trung tâm dưới chân nước hồ bên trong, một đạo Trần Bia lực vờn quanh bay lên, phơi bảy vòng trung dung mạo, chống đỡ Phượng Lam Khê nhất kích. Phịch. Phượng Lam Khê mượn sử thi kính gia trì, một chưởng này uy thế 10 phần hung hãn, ngay tức thì liền kích phá Diệp Thần Trần Bia bảo vệ. Nhưng, Diệp Thần dựa vào Trần Bia ngăn cản, cũng được công chặn lại nàng nhất kích, tự thân cũng không có bị thương. Cái gì? Phượng Lam Khê mặt đẹp hơi biến sắc, chỉ cảm thấy một hồi lực phản chấn truyền tới, bàn tay một hồi tê dại. Thần tượng băng thiên tràng, cho ta trấn áp. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, thừa dịp này cơ hội, cả người quang minh hơi thở tách thả ra, một đầu nguy nga như núi cao quang minh cự tượng, ở sau lưng hắn nổi lên. Quang minh cự tượng thật dài lỗ mũi, ngửa mặt lên trời tượng minh, như muốn biến dạng bầu trời, mênh mông bá đạo uy nghiêm bộc phát ra. Đó là sử thi quang vinh vậy uy nghiêm, là võ tổ những ràng buộc ở không không lúc nào không bên trong, đối mặt vô số quỷ bí quái vật tập sát, võ ý lăng tiêu, phản kháng rốt cuộc uy nghiêm. Phượng Lam Khê sử thi kính, là một khúc quang vinh sử thi. Diệp Thần thần tượng băng thiên tràng, cũng giống như vậy mênh mông sử thi. Đại biểu võ tổ phản kháng ý niệm. Làm quang minh con voi to khí tượng, hiện ra đời, tất cả mọi người đều cảm giác được, một cổ cương liệt tới cực điểm, dâng trào tới cực điểm ý chí, đó chính là võ tổ ý chí bất khuất. Rắc rắc, đình giữa hồ bên trong, sử thi thiên quân cảm nhận được võ tổ ý chí, gương mặt kinh hãi, ly trà trong tay bóp vỡ, mảnh vỡ rơi mất đầy đất. Phượng Lam Khê cũng là một hồi nghẹt thở, chỉ cảm thấy mình thân thể. Ở đó quang minh con voi to làm nổi bật dưới, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Oanh! Diệp Thần một quyền mãnh oanh, quang minh cự tượng phá giết ra, sông ngang đánh thẳng, như muốn băng thiên, hung hăng đánh về phía Phượng Lam Khê thân thể. Phượng Lam Khê thúc giục sử thi kính, muốn ngăn cản, nhưng thời khắc này Diệp Thần, giống như là võ tổ hạ xuống, võ ý lăng tiêu, uy thế quá bá đạo. Phịch đích một tiếng. Diệp Thần mãnh liệt một quyền. Đánh mở Phượng Lam Khê sử thi kính, lại một quyền đánh vào đầu vai của nàng trên. Phốc xích.
Phượng Lam Khê cảm thấy một hồi hung hãn lực lượng bá đạo, đánh thẳng tới, tại chỗ liền khạc ra máu tươi, thân thể chật vật bay ngược ra, một đường lướt qua mặt hồ, cuối cùng không đứng được, ùm một tiếng, đánh rơi đến liền trong hồ đi. Thắng bại đã phân. Diệp Thần thu hồi quả đấm, vậy quang minh con voi to hư ảnh, cũng là dần dần không nhìn thấy ở trên không khí bên trong. Thiên Sơ Thánh Tổ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, dù gì nói cái này. Đây là võ tổ tuyệt học sao? Bá đạo như vậy võ ý, đã siêu thoát thực tế quy luật. Diệp Lâm Uyên cũng là một hồi kinh hãi, mặt đầy ngưng trọng. Diệp Thần môn võ học này, mang cho hắn cực lớn uy hiếp. Thậm chí, hắn cảm giác được, Diệp Thần cửa này thần tượng băng thiên tràng, uy lực còn không phát huy đến trình độ cao nhất, thậm chí có thể nói chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi. Nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, chỉ sợ liền vũ hoàng thiên giới, đều có thể nhất kích đụng nát. Tôn chủ quả nhiên thần dũng. Sinh Tuyệt Thiên cũng là mặt đầy vui mừng, càng ngày càng bội phục Diệp Thần hung mãnh. Đình giữa hồ bên trong Sử Thi Thiên Quân, chính là khó mà giữ chấn định, già nua thân thể đang run rẩy, sắc mặt không ở biến ảo, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà vào lúc này, nước hồ chấn động đứng lên, một cổ mịt mờ, âm trầm, quỷ bí, không thể danh trạng tà khí, từ đáy hồ bên trong loáng thoáng tràn ngập ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng gặp dưới chân nước hồ, không biết lúc nào, biến thành trắng ác màu sắc, đặc biệt quỷ dị. Luân hồi chi chủ, ta còn chưa có thua đâu. Một đạo lạnh lẽo giọng nữ vang lên. Nhưng gặp đáy hồ dưới, một cô gái chậm rãi bay lên. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Phượng Lam Khê. Nhưng thời khắc này Phượng Lam Khê, bề ngoài cùng mới vừa là hoàn toàn bất đồng. Đầu tóc nàng, biến thành xương tuyết vậy màu trắng, một cây phiêu tản ra, theo gió tung bay. Nàng da thịt, quần áo, đều là thành nhợt nhạt màu sắc, chỉ có một cặp tròng mắt, là máu vậy đỏ thẫm, giống như ma nữ. Từng luồng không thể danh trạng quỷ bí tà khí, còn quấn nàng gầy nhom thướt tha thân thể, không ngừng bốc hơi lên, vô số cổ quái vặn vẹo quy luật, đang không ngừng va chạm giao hội, va chạm thành cương khí gió bão. Cổ gió lốc này, làm được nước hồ kích động, vậy để cho Diệp Thần cảm nhận được liền to lớn áp lực, liên tiếp lui về phía sau. Đây là... Diệp Thần cảm nhận được Phượng Lam Khê khí tức trên người, nhất thời kinh hãi. Thời khắc này Phượng Lam Khê, trên người tán phát ra hơi thở, hoàn toàn không thuộc về thế giới hiện thật, mà là mang theo không không thời không quỷ bí chập chờn. Thậm chí, Diệp Thần bắt được một chút hết sức quen thuộc nhân quả. Đó là chí cao ý chí nhân quả. Ở vô số tà khí hội tụ hạ, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, tựa như thấy được một tấm quen thuộc người chết mặt. Chí cao ý chí, ngươi lại có thể cùng chí cao ý chí đồng tình. Diệp Thần kinh hãi được tột đỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phượng Lam Khê. Phượng Lam Khê một thể đôi hồn, hiện tại nàng hiện ra, là nàng khác một cái linh hồn. Cái này cái linh hồn, lại có thể cùng không không lúc nào không chỗ sâu chí cao ý chí, lẫn nhau đồng tình chấn động. Diệp Thần là hoàn toàn kinh hãi, khó trách Sử Thi Thiên Quân sẽ như thế coi trọng Phượng Lam Khê, thậm chí nói đối phương có chứng đạo không không tiềm chất. Lúc đầu Phượng Lam Khê, lại có thể cùng chí cao ý chí đồng tình. Không sai, ta có thể được đà đế cổ thần ban phúc, thế gian lời đồn đãi luân hồi chí tôn vô địch, nhưng ta xem chưa chắc. Ở đà đế cổ thần trước mặt, cái nào dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại. Đều là bụi bẩm, chỉ có cổ thần chủ, mới là vĩnh hằng. Phượng Lam Khê như tóc trắng ma nữ, phát ra thật lớn ngâm sướng, trắng bệch không máu bàn tay, giống như là quỷ bí thời không ma chảo, mang máu rầm rề hơi thở, hướng Diệp Thần tim bắt đi. Diệp Thần cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm, cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên, tim đập bịch bịch, thật giống như thấy được chí cao ý chí hạ xuống. Nhân hoàng thánh đao, cho ta chém chết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, theo bản năng sử dụng nhân hoàng thánh đao, chỉ muốn rút ra đao ra khỏi vỏ, chém chết hết thảy. Đủ rồi. Lúc này, đình giữa hồ bên trong, Sử Thi Thiên Quân thân thể nổ bắn ra ra, một tay bắt Diệp Thần tay, một tay bắt Phượng Lam Khê, đem hai người tách ra. Lam Khê, là ngươi thua, không cần đánh nữa. Sử Thi Thiên Quân thanh âm lãnh trầm nói. Phượng Lam Khê trên mình các loại tà khí. Nhất thời chôn vùi tiêu tán đi xuống, nàng lại khôi phục phổ thông thiếu nữ hình dáng, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Sư phụ!
Phượng Lam Khê ngơ ngác nhìn Sử Thi Thiên Quân, không biết đối phương vì sao phải ngăn cản. Diệp Thần trong lòng vậy cổ to lớn cảm giác nguy cơ, cũng là tan thành mây khói, nhưng hắn như cũ tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lam Khê. Hắn nơi nào nghĩ đến, Phượng Trường không cháu gái này, lại có thể câu thông chí cao ý chí. Sử Thi Thiên Quân buông Diệp Thần tay, nói, Luân Hồi Chi Chủ, lần này so tài, là các ngươi Thiên Sơ Đế Quốc thắng, ngươi chính là người dẫn đầu, chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, bên trong tim thật là có chút hỗn loạn. Thiên Sơ Thánh Tổ thấy Sử Thi Thiên Quân nhận thua, ngược lại là một hồi mừng rỡ, cùng thủ hạ rất nhiều tinh nhuệ các cường giả, vỗ tay ủng hộ đứng lên. Sử Thi Thiên Quân, trước đó nói xong, chúng ta Thiên Sơ Đế Quốc dẫn đầu, nếu là thật lấy được rồi bảo tàng, liền do chúng ta phân phối, không tới phiên ngươi chỉ trỏ. Thiên Sơ Thánh Tổ mỉm cười nói, trong lòng đã suy nghĩ như thế nào phân phối bảo tàng. Sử Thi Thiên Quân không có phản ứng gì, chỉ là nhìn Diệp Thần trong tay Nhân Hoàng Thánh Đao, thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng không nói một lời, xoay người rời đi. Sư phụ! Phượng Lam Khê kêu một tiếng, muốn đi theo đi lên. Chậm! Diệp Thần sắc mặt thay đổi, bắt tay nàng cổ tay, nghiêm nghị hỏi. Chí cao ý chí, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Đà đế cổ thần, chính là chí cao ý chí danh hiệu sao? Phượng Lam Khê cả giận nói, buông ta ra, cổ thần đứng đầu tên chữ, cũng là người có thể không ngừng kêu. Diệp Thần nói cho ta, cái này sau lưng nhân quả. Phượng Lam Khê nói, ta không cùng người chết nói chuyện, người sớm muộn có một ngày, phải bị cổ thần mai táng. Vừa nói liền tức giận cựa ra Diệp Thần tay, xoay người muốn đi. Diệp Thần lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ ra ra ngươi sao? Phượng Lam Khê nghe nói như vậy, thân thể run lên, quay đầu lại, ngẩn ngơ, nói ta. Ra ra ta thế nào? Ngươi biết hắn? Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta tự nhiên biết, ra ra ngươi kêu Phượng Trường không, ta chính là cầm hắn chìa khóa, mới bước chân vào nơi đây. Phượng Lam Khê thân thể mềm mại run rẩy được lợi hại hơn, nói, ra ra ta. Hắn thân thể có tốt không? Diệp Thần yên lặng một tí, sau đó nói, hắn đã chết. Phượng Lam Khê nghe tin dữ, mở to hai mắt, vành mắt hơi ửng đỏ, sau đó cười khổ, nói, ta đã sớm biết, hắn không chịu thờ phượng cổ thần, nhưng ngưỡng mộ luân hồi, sớm muộn phải bị cổ thần hàng tai, chết oan uổng. Diệp Thần nói, cổ thần, là cái gì? Phượng Lam Khê nói, cổ thần, là không không lúc nào không bên trong xưa nhất chủng tộc. Cổ thần nhất tộc, có mình ý chí, có thể đối kháng thời không hỗn loạn. Không có mình ý chí, kêu ma thần, chính là những cái kia không thể danh trạng vặn vẹo quái vật, chỉ có giết hại bản năng. Còn có một loại, kêu tán thần, là yếu ớt nhất thần, yếu ớt đến không cách nào chịu đựng không không thời không quy luật, chỉ có thể chạy nạn đến thế giới hiện thật. Cuối cùng một loại, kêu ngoại thần. Là từ ngoại giới thời không, chứng đạo phi thăng mà đến thần minh, như Hồng Quân, Võ Tổ, đều là ngoại thần. Ta thờ Phượng Đà Đế cổ thần, là chư thiên cổ thần chủ, cũng chính là trong miệng ngươi chí cao ý chí. Diệp Thần một hồi rung động, vẫn là lần đầu tiên nghe được không không lúc nào không bên trong chủng tộc bí ẩn. Lúc đầu không không lúc nào không bên trong, phân chia cổ thần, ma thần, tán thần, ngoại thần bốn cái chủng tộc, hắn một mực kiêng kỵ chí cao ý chí. Chính là cổ thần chủ. Thì ra là như vậy, đa tạ ngươi nói cho ta những thứ này, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Phượng Lam Khê lắc đầu một cái, khổ sở nói, không việc gì, dù sao ngươi sớm muộn phải chết, ngươi cùng ra ra ta có giao tình, ta nói cho ngươi chân tướng, để cho ngươi chết được rõ ràng một ít, cũng coi là trả lại nhân quả. Diệp Thần vậy cười khổ một tí, nói cái gì đó đà đế cổ thần, muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Phượng Lam Khê nói, ngươi không hiểu cổ thần mạnh mẽ, ta không trách ngươi, ngươi hẳn may mắn có quy tắc hạn chế, cổ thần chân thân khó mà hạ xuống, nếu không ngươi không thể nào sống đến hiện tại. Diệp Thần gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi làm sao biết những thứ này. Phượng Lam Khê trần chờ một tí, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta từ nhỏ thể chất tương đối đặc thù, trong cơ thể có hai đạo linh hồn, ta một món khác linh hồn, bất ngờ và chí cao cổ thần thành lập câu thông. Cho nên ta có thể mượn dùng một chút chí cao cổ thần lực lượng. Diệp Thần ngừng lại một chút, hỏi, vậy ngươi cũng muốn mai táng ta? Phượng Lam Khê lắc đầu một cái, nói, mai táng luân hồi, tự nhiên có quỷ vương giới, tu la giới, thần thiên giới,
vạn yêu giới cùng nhóm cường giả ra tay, không cần ta bận tâm, huống chi, hôm nay cùng ngươi đánh một trận, ta phát hiện ta thực lực, còn xa xa không đủ. Ta cần muốn lấy được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, mới khá cùng ngươi tranh phong. Diệp Thần cười một tí, nói, vậy thì mỏi mắt chờ mong, ngày hôm nay ta làm người dẫn đầu, nếu thật lấy được rồi bảo tàng, các ngươi đừng muốn đạt được thứ tốt gì. Phượng Lam Khê từ chối cho ý kiến, nói ta Sử Thi đế quốc và Thiên Sơ đế quốc, không biết liên hiệp tìm bảo bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không có kết quả, ta nghĩ, ngày hôm nay cũng sẽ không có kết quả. Diệp Thần nói, vậy cứ chờ đi. Phượng Lam Khê lắc đầu một cái, xoay người đi. Nàng cùng Diệp Thần đánh một trận, là Diệp Thần thắng, làm người dẫn đầu, tự nhiên cũng là Diệp Thần. Thiên Sơ Thánh Tổ hết sức phấn khởi, liền bắt đầu an bài nhân thủ. Diệp Thần và Chí Cao Cổ Thần tranh đấu, hắn tự nhiên không có hứng thú gì. Hắn hứng thú, chỉ là cựu Nhật trong bảo tàng Hồi Xuân Diệu Đan. Nếu là có thể bắt được Hồi Xuân Diệu Đan, hắn là được khôi phục trẻ tuổi, theo đuổi Nhâm Thiên Nữ. Đến được sau giờ ngọ, Thiên Sơ đế quốc và Sử Thi đế quốc người, đều đã an bài thỏa đáng. Thiên Sơ đế quốc tìm bảo đội ngũ, có chừng hơn 20 người, do Diệp Thần dẫn đội, Diệp Lâm Uyên và Sinh Tuyệt Thiên đi theo ở trái và phải. Sử Thi đế quốc bên này, vậy phái ra hơn 20 tinh nhuệ cường giả, phần lớn là thiên huyền cảnh hảo thủ, do Phượng Lam Khê thống quản. Hai bên đội ngũ hội hợp, chuẩn bị lên đường. Luân hồi chi chủ, chúc ngươi may mắn. Thiên Sơ Thánh Tổ cười ha hả là Diệp Thần tiễn biệt, trong lòng đã ở ảo tưởng bảo tàng tới tay hình dáng. Lam Khê, hết thảy chú ý, cổ thần lực lượng, không thể khinh thường dùng. Sử Thi Thiên Quân vậy là Phượng Lam Khê tiễn biệt, cần nói dặn dò. Phượng Lam Khê kêu, dạ, sư phụ, vậy ta đi. Sử Thi Thiên Quân gật đầu một cái, nói, đi đi. Phượng Lam Khê mang người thủ hạ, nhìn Diệp Thần một mắt. Tiền bối, ta trước lên đường. Diệp Thần hướng Thiên Sơ Thánh Tổ chắp tay một cái, chính là dẫn Phượng Lam Khê các người, cùng bước vào đặc chế truyền tống trận, truyền tống lên đường đi bảo tàng sở tại. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, mai táng ở Sử Thi Thế Giới Trung ương, ở Sử Thi Đế Quốc, có chuyên môn truyền tống trận, có thể truyền đưa qua. Diệp Thần, Phượng Lam Khê, Sinh Tuyệt Thiên, Diệp Lâm Uyên các người, chính là truyền đến bảo tàng vùng lân cận. Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc, đã sớm ở bảo tàng vùng lân cận, thành lập liên hiệp cứ điểm, có rất nhiều cường giả canh giữ trước, nghiêm phòng hung thú cùng ma vật xâm phạm. Trong cứ điểm trấn thủ các người, sớm liền nhận được tin tức, thấy Diệp Thần cùng người tới, lập tức tiến lên thi lễ. Gặp qua Luân Hồi Chi Chủ, Lam Khê Thánh Nữ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói có thể có cái gì nhân vật khả nghi hơi thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn bước vào Sử Thi Thế Giới tìm bảo, nhất định kích động thiên cơ, vạn khư thần điện và kiếm môn người, hơn phân nửa sẽ có phát giác. Hắn muốn nuốt một mình bảo tàng. Cơ hồ không thể nào, tranh đấu không thể tránh khỏi. Một cái trấn thủ người nói, không có, chung quanh hết thảy như thường, cũng không người ngoài. Diệp Thần nói, ừ, cẩn thận một chút, ta ở vạn khư và kiếm môn bên kia kẻ địch, rất có thể sẽ đến xâm phạm. Vậy trấn thủ người nói, chúng ta trong cứ điểm mặt, có hai đại đế quốc liên hiệp bố trí bảo vệ đại trận, người ngoài tuyệt không khả năng xâm phạm. Sử Thi đế quốc và Thiên Sơ đế quốc, vì tranh đoạt bảo tàng. Hai bên minh tranh ám đấu không biết đã bao nhiêu năm, nhưng bất kể như thế nào, hai bên đều có nhận thức chung, đó chính là quyết không cho phép phe thứ ba nhúng tay. Cho nên, ở cứ điểm này bên trong, phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, thậm chí có Thiên Sơ Thánh Tổ và Sử Thi Thiên Quân, liên hiệp bố trí đại trận, cho dù có ngoại địch xâm phạm, cũng khó mà đột phá. Diệp Thần thấy cứ điểm trên mặt đất, quả nhiên khắc ấn từng đạo mịt mờ trận văn, phòng thủ xâm nghiêm. Hắn nếu như không phải là mượn Thiên Sơ đế quốc danh tiếng, mình một mình xông vào nói, sợ rằng đều phải vô cùng khó giải quyết. Thấy cứ điểm phòng thủ, nghiêm mật như vậy, Diệp Thần cũng là âm thầm gật đầu, tâm thần an ổn rất nhiều, làm cho dù mang hai đại đế quốc các cường giả, dọc theo một cái đã sớm mở đào ra lối đi, đi lòng đất đi tới. Phượng Lam Khê, Diệp Lâm Uyên, Sinh Tuyệt Thiên các người, đi theo ở Diệp Thần cỡ đó, cũng tuân thủ ước định, phụng Diệp Thần là người dẫn đầu. Nghe hắn an bài. Rốt cuộc sắp đến gần cựu Nhật bảo tàng, Diệp Thần tim đập cũng là một hồi tăng tốc độ, càng đi sâu vào để, hắn càng bắt được, Thiên Võ Ngọa Long Kinh đặc thù hơi thở.
Nếu là có thể thuận lợi bắt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh mà nói, hắn tu vi, nhất định có thể bạo tăng. Một đường dọc theo lối đi, đi lòng đất đi tới, lúc đầu còn 10 phần hẹp hòi, sau đó càng đi càng rộng, không cần thiết đã lâu, Diệp Thần đoàn người, đã tới thế giới lòng đất. Cái này phiến thế giới lòng đất, giống như là vực sâu, nhưng cũng không phải là một phiến hắc ám. Diệp Thần đạp trong lòng đất vực sâu thổ nhưỡng trên, liền phát hiện nơi này khắp nơi là phong nhiêu đất đen, có rất nhiều khe suối nhỏ cùng sông ngầm dưới đất đang chảy xuôi, còn có rất nhiều cao lớn thực vật. Một đóa đóa to lớn nấm ăn, giống như cây dù to vậy, phía trên tản mát ra lấm tấm huỳnh quang, hơi chiếu sáng lòng đất hắc ám. Những thứ này đồ sộ nấm lớn, rất có sử thi thế giới đặc điểm, lớn lạ thường, một đóa thì có mấy chục mét cao, người đứng ở nấm ăn bên cạnh, giống như là một cái nhỏ người. Diệp Thần một mắt tới giữa, lại thấy được rất nhiều quặng mỏ, có triệu năm hàn thiết, mực tinh quáng, tử thiết, bí ngân, ngọc thạch vân. Vân, đều là chân quý thiên tài địa bảo, có thể luyện chế thành thượng thừa pháp bảo binh khí. Những thứ này quặng mỏ, hiển nhiên là sử thi thế giới đặc sản, cùng cựu Nhật bảo tàng đặc thù linh khí dung hợp, ra đời đi ra, có rõ ràng khai thác dấu vết. Muốn đến qua lại năm tháng, Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc, đều ở chỗ này khai thác qua, tuy không bắt được chân chính bảo tàng, nhưng khai thác quặng mỏ, khai thác linh thạch, cũng là lợi nhuận rất phong phú. Chít chít chít. Diệp Thần các người mới vừa đến thế giới lòng đất, thì có ngàn chỉ trăm chỉ to lớn huyết biên bức, từ hang chỗ sâu bay ra. Những cái kia còn rơi, thịt cánh dương ra, lại như phi long vậy khổng lồ, răng nhọn, móng vuốt sắc bén, phá không cướp giết tới, liền hướng Diệp Thần các người đạp chết đi. Chú ý, là thế giới lòng đất đặc biệt huyết ma con rơi, bị cắn một cái, thần hồn đều phải hư hại. Phượng Lam Khê rút ra trường kiếm, cảnh tỉnh một tiếng, khua kiếm ngăn cản ngự huyết ma con rơi đạp chết. Hai đại đế quốc tinh nhuệ các cường giả, cũng là đã trải qua sát phạt, thong thả rút ra binh khí chống đỡ. Diệp Thần vậy rút ra luân hồi thiên kiếm, đem một đầu bay tấn công mà đến hung tàn huyết biên bức, chém chết trên đất. Ngay tại Diệp Thần các người, cùng huyết biên bức thời điểm chiến đấu, trên mặt đất, lại có một cổ khí tức quỷ dị đang lan tràn. Đó là một cổ u tối sắt thép hơi thở, như hắc triều vậy dọc theo mãnh liệt tới. Trấn thủ cứ điểm lên các cường giả, thấy vậy sắt thép hắc triều, nhất thời cảm thấy không ổn, kêu lên, muốn mở bảo vệ đại trận, nhưng đã không còn kịp rồi. Sắt thép hắc triều thật như nước thủy triều vậy, ngay tức thì chìm ngập toàn bộ cứ điểm. Trong cứ điểm trấn thủ các người, toàn bộ bị thiết hóa thành từng cổ pho tượng. Thiết quân, người sắt thép thần thông, quả nhiên là thông thiên triệt địa, làm người ta bội phục. Theo một chút ra, hai cái chàng thanh niên, sải bước đi tới. Chính là kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, còn có Thiết Vương Tỏa. Phó Hồng Trần khóe miệng mang mỉm cười, khen ngợi Thiết Vương Tỏa thần thông. Thiết Vương Tỏa chắp hai tay sau lưng, than thở một tiếng, nói ta mất đi ngai vàng bản thể, hôm nay chỉ còn dư lại một cái tàn linh, tu vi suy yếu quá nhiều, điểm này không quan trọng thần thông, không đáng giá để ra. Mới vừa Thiết Vương Tỏa ra tay, sắt thép khí tượng quá rõ ràng, nếu như những cái kia trấn thủ các người, phản ứng nhanh một chút, hắn chưa chắc có thể thành công. Nếu như hắn ngai vàng bản thể còn ở, một cái ý niệm, liền có thể để cho thiên địa thiết hóa. Căn bản không có thể cho người phản ứng thời gian. Phó Hồng Trần cười nói, cùng giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử, là có thể đoạt lại vua của ngươi tòa. Thiết Vương Tỏa gật gật đầu nói, hy vọng như vậy, chúng ta đi xuống đi. Lập tức, Thiết Vương Tỏa liền và Phó Hồng Trần hai người, dọc theo lối đi, vậy hướng thế giới lòng đất đi tới. Hai người mới vừa đi xuống không bao lâu, theo một chút ra, một người mặc màu sắc rực rỡ áo quần, cuốn lên minh lệ thiếu nữ. Giữa eo bội kiếm, vậy đi tới. Thật là náo nhiệt à, kiếm môn, luân hồi, đều là bệ hạ và phụ thân kẻ địch, ta nếu là giết sạch bọn họ, bệ hạ và phụ thân khẳng định sẽ thật cao hứng. Thiếu nữ lông mày cong cong, cười một cái, cầm bên hông chuôi kiếm. Nàng chính là tới từ mộng cảnh cô gái, Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan con gái, Không Thải Điệp. Không Thải Điệp lặng yên không một tiếng động, vậy hướng thế giới lòng đất đi. Diệp Thần, Phượng Lam Khê, Diệp Lâm Uyên các người, đang ở thế giới lòng đất bên trong. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, thế giới lòng đất bên trong huyết biên bức, căn bản không tổn thương được bọn họ. Rất nhanh, tất cả huyết biên bức, đều bị chém chết hầu như không còn,
trên đất tích tụ thật dày một tầng bùn máu. Tiếp tục tiến về trước. Diệp Thần xoa xoa luân hồi thiên kiếm lên vết máu, chính là dẫn người tiếp tục đi tới trước. Hắn mặc dù là lần thứ nhất tới, nhưng mơ hồ tới giữa, đã bắt được lòng đất hang chỗ sâu, truyền tới thiên võ ngọa long kinh hơi thở. Chỉ cần dọc theo thiên võ ngọa long kinh hơi thở, một đường tìm kiếm qua đi, tự nhiên có thể tìm được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, đạt được hết thảy. Phượng Lam Khê, Diệp Lâm Uyên các người, chính là đi theo Diệp Thần phía sau. Diệp Lâm Uyên bàn tay, từ đầu đến cuối đè ở trên chuôi kiếm, nhìn Diệp Thần sau lưng, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, muốn đánh lén giết chết Diệp Thần. Nhưng, hắn phân thân dưới trạng thái, cuối cùng không có phải giết chắc chắn. Hơn nữa tìm bảo tàng, phải đối mặt võ tổ ý chí cấm chế, cũng cần Diệp Thần đánh vào. Cho nên, hắn cuối cùng không có ra tay. Có cái gì ân oán, tốt nhất cũng là đợi khi tìm được bảo tàng sau đó, sẽ giải quyết không muộn. Diệp Thần tự nhiên cũng là đề phòng Diệp Lâm Uyên, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bọn họ trên đường đi, vậy đụng phải không thiếu lòng đất quái vật, nhưng cũng ung dung giải quyết hết. Lấy Diệp Thần đám người tu vi, giống vậy lòng đất quái vật, coi như là có sử thi vậy to lớn, cũng không khả năng thương tổn tới bọn họ. Rất nhanh, Diệp Thần đoàn người, đã tới cựu Nhật bảo tàng lối vào. Trước mắt, là một miếng to lớn mà cổ xưa đồng xanh cự môn. Ở đồng xanh cự môn trên, đại bàng khắc đầy tất cả loại cấm chế hoa văn, còn có thú hình đồ đằng. Làm Diệp Thần cùng người đến gần thời điểm, đồng xanh đồ sộ trước cửa không gian, nhưng là kịch liệt nhăn nhó, nổi lên một màn oanh liệt hình ảnh, kinh thiên hét hò từ trong hình truyền ra. Đó là ngày xưa thiên võ tiên môn, cùng vạn khư thần điện chiến tranh hình ảnh. Là cựu Nhật chi chủ trí nhớ chiếu. Cuộc chiến tranh này, rõ ràng cho cựu Nhật chi chủ, để lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Đưa đến hắn cho dù thân xác chết, trí nhớ vậy chiếu đến mình bảo tàng chi địa trên. Hiện tại Diệp Thần đoàn người, liền thấy cựu Nhật chi chủ trí nhớ, đó là một màn như sóng tràn bờ chiến tranh sát phạt tình cảnh. Hình ảnh bên trong, bầu trời là đỏ nhạt màu sắc, mặt trời gay gắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, quả đen kên kên ở quanh quẩn bay lượt, rát rát tiếng kêu quái dị, một phiến ảm đạm. Trên mặt đất, khắp nơi đều là núi thây biển máu, đoạn đao đoạn thương. Còn có pháp bảo hài cốt. Ngàn vạn nặng thái thượng thế giới, trừ một ít mịt mờ vị diện bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thế giới đều bị chiến tranh ảnh hưởng đến, khắp nơi đều là khói lửa sát phạt, khắp nơi đều là tử chiến bính sát đám người. Mặt đất đang chấn động, bị thiên quân vạn mã đạp bể, xương máu cùng bụi bặm xen lẫn, thần thông cùng võ đạo ánh sáng, pháp bảo cùng binh khí va chạm, không ngừng ở giữa trời đất mãnh liệt. Thế giới quy luật ở tan vỡ, không gian ở than xúc. Từng cái vũ trụ được liên lụy, nổ hủy diệt thành một đoàn đoàn pháo bông. Ở vô số chiến loạn cùng chém giết tình cảnh bên trong, nhất chọc người nhìn chăm chú, chính là cựu Nhật chi chủ, ngày xưa thiên võ tiên môn trưởng giáo Võ Tuyệt Thần, cùng 10 đại thiên quân lão tổ quyết chiến. Võ Tuyệt Thần một thân một mình, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Tay hắn chấp thiên quân phong thần bia, đỉnh đầu hồng mông đại tinh không, quanh thân cổ xưa chiến ý vần quanh, vô số đao kiếm, thương kích, lưỡi rìu. Cái búa, roi tìm, cương xoa cùng binh khí, ở sau lưng hắn hội tụ thành nước lũ, sáng đẹp nguy nga. Ở Võ Tuyệt Thần phía trước, chính là 10 đại thiên quân lão tổ, theo thứ tự là Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Độc Hành, Diệp Thuần Quân, Tiêu Tinh Hà, Huyền Thiên Kiêu, Mạc Thương Lan, Lâm Khiếu Không, Đế Thích Vạn Diệp, Hồng Xuân Thu, Phong Đế Quân, Thập Đại Lão Tổ. Lấy Vũ Hoàng Cổ Đế cầm đầu, bọn họ 10 người liên hiệp, đối chiến Võ Tuyệt Thần một người. Trên mặt đất trong chiến tranh, Vạn Khư Thần Điện đã chiếm hết thượng phong, chừng 10 tỷ đại quân, từ Mạc Thương Lan bên trong mộng thế giới hạ xuống, lấy dễ như bỡn khí thế, giết được thiên võ tiên môn quân lính tan rã. Thiên võ tiên môn bị bại, để cho được Võ Tuyệt Thần khí vận, cũng là lớn bị ảnh hưởng. Nếu như không phải là như vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế các người chưa chắc có can đảm tử đối kháng. Thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế còn xa xa không có hôm nay thực lực. Mà Võ Tuyệt Thần, nhưng là đỉnh cấp vô địch. Võ Tuyệt Thần tu vi đã đạt đến vô lượng cảnh 9 tầng thiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát thực tế, chứng đạo không không. Hắn tu luyện hoàn chỉnh Thiên Võ Ngọa Long Kinh, lại chấp trưởng xếp hạng thứ nhất thần khí Thiên Quân Phong Thần Bia, dựa lưng vào do võ tổ sáng lập. Hùng bá vạn cổ năm tháng thiên võ tiên môn,
Các loại quang vinh quang vòng thêm thân, dù vậy bị buộc đến tuyệt cảnh, ánh sáng cũng là huy hoàng đến nhức mắt bước. Diệp Thần nhìn Võ Tuyệt Thần, động mặt 10 đại thiên quân lão tổ uy mãnh khí thế, cũng là rung động thật sâu. Thời kỳ tột cùng Võ Tuyệt Thần, đơn giản là kinh thiên vĩ địa vậy tồn tại, tuyệt không phải hiện ở lại luân về thiên giới bên trong, di dưỡng thiên niên một bộ lão hủ hình dáng. Võ Tuyệt Thần, đầu hàng đi, ngươi đã thua. Vũ Hoàng Cổ Đế tóc đen tung bay, hướng về phía Võ Tuyệt Thần hét lớn. Lúc đó hắn, còn rất trẻ, không có năm tháng mài mòn, cũng không từng già nua. Võ Tuyệt Thần vui vẻ cười to, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, các ngươi liền cùng lên đi, ta Võ Tuyệt Thần lại có sợ gì? Vũ Hoàng Cổ Đế nói, rất tốt, hồ đồ ngu xuẩn, ta liền đưa ngươi lên đường. Lập tức, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không nói nhảm, mang thủ hạ thiên quân lão tổ, ngang nhiên hướng Võ Tuyệt Thần bạo giết đi. Một phương là đứng ngạo nghễ đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế, bên kia là mới lên quật khởi thiên quân lão tổ, hai phía tranh bá, kịch liệt chém giết, chỉ đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt thất sắc. Vô số kinh thiên vĩ địa võ đạo thần thông, kịch liệt đụng chạm. Diệp Thần quan sát ngày xưa tranh bá quyết chiến, lớn bị rung động. Võ Tuyệt Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế đám người giao phong, để cho Diệp Thần cái này người đứng xem, cũng là lớn có thu hoạch, cảm ngộ kiểm chứng tự thân võ đạo. Sinh Tuyệt Thiên, Diệp Lâm Uyên các người, còn có Thiên Sơ Đế Quốc, Sử Thi Đế Quốc tinh nhuệ các cường giả, đều ở đây toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát. Phượng Lam Khê cũng là ngưng thần xem cuộc chiến, những thứ này cổ xưa trí nhớ hình chiếu, nàng đã xem qua rất nhiều lần, mỗi lần hội, cũng có thể mang cho mình cảm ngộ mới. Ở cựu Nhật thời đại, thế giới quy luật sứt mẻ không nghiêm trọng lắm, cho nên thời điểm đó chiến đấu, mãnh liệt độ so ngày hôm nay mãnh liệt rất nhiều. Xem Võ Tuyệt Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế nhóm cao thủ, vừa đối mặt lúc đó, liền giao phong ngàn vạn chiêu, bọn họ đối kháng, đủ để cho người dư vị vạn năm, vô luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ không xem ngán, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch mới. Ngay tại Diệp Thần các người, vô cùng nghiêm túc xem cuộc chiến thời điểm. Một cổ hắc triều vậy sắt thép hơi thở, lặng lẽ không tiếng động tập sát tới. Ừ, xem cuộc chiến ở giữa Diệp Thần, đột nhiên thức tỉnh, quay đầu vừa thấy, nhưng thấy Phó Hồng Trần và Thiết Vương tọa bóng người, xuất hiện ở phía sau. Muốn đánh lén. Diệp Thần hừ một tiếng, trở tay một kiếm chém ra, thiên lý tuyết rơi, cắt đứt Thiết Vương tọa tập sát. Diệp Lâm Uyên và Phượng Lam Khê các người, cũng là giựt mình tỉnh lại, mong về phía sau. Khi thấy Thiết Vương tọa và Phó Hồng Trần xuất hiện, mọi người thần sắc, cũng là đổi được ngưng trọng cùng đề phòng đứng lên. Thiết Vương tọa đánh lén thất bại, sắc mặt hơi đổi một chút. Phó Hồng Trần ánh mắt, cũng có điểm khó khăn xem. Vốn là, hắn là muốn để cho Thiết Vương tọa ra tay, thừa dịp Diệp Thần các người cảm ngộ võ đạo thời điểm, đánh lén giết chết bọn họ. Coi như không thể thật giết chết, chỉ cần có thể tổn thương nặng, hắn cũng chiếm hết tiện nghi. Nhưng nào nghĩ tới, Diệp Thần đặc biệt nhạy bén, ở Thiết Vương tọa xuất thủ ngay tức thì, chính là phát giác, cũng là để cho bọn họ đánh lén kế hoạch, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Thương, thương! Diệp Lâm Uyên và Phượng Lam Khê, cũng rút ra trường kiếm bên hông. Bọn họ mặc dù và Diệp Thần không thế nào đối phó, nhưng bây giờ đối mặt ngoại địch, dĩ nhiên là muốn liên hiệp. Phó Hồng Trần và Thiết Vương tọa nhìn nhau, hai người tự nhiên không có ngu xuẩn đến. Sẽ đối chiến Diệp Thần nhiều người như vậy. Đi. Hai người phản ứng cực nhanh, lập tức phải rút người ra rút lui. Nếu tất cả mọi người tới, náo nhiệt như vậy, cần gì phải đi đây? Vừa lúc đó, một đạo kiều thúy giọng nữ vang lên. Chỉ gặp một cô gái, từ đàng xa hang núi khúc quanh xuất hiện. Thiếu nữ này là như vậy minh lệ cuốn lên, như vậy hoạt bát đáng yêu, nàng vừa xuất hiện. Liền thế giới tựa như đều nhiều hơn một phần màu sắc rực rỡ. Khóe miệng nàng từ đầu đến cuối mang nụ cười nhàn nhạt, ở trên người nàng không một chút sát khí, mấy con bướm ở nàng màu sắc trên y phục nhẹ nhàng múa lên, mở tối lòng đất hang, tựa hồ vậy bởi vì nàng xuất hiện, đổi được hoạt bát sáng sủa. Diệp Thần đám người ánh mắt, rơi vào cô gái kia trên mình, nhất thời phát hiện một kiện đặc biệt chuyện quỷ dị tình. Thiếu nữ tựa hồ không thuộc về cái thế giới này, nàng trên mình. Không có một chút thế giới hiện thật quy luật. Nàng xuất hiện ở nơi này, thậm chí để cho được chung quanh không gian quy luật, đều bị liền ảnh hưởng, đổi được ảo mộng vậy không chân thật. Phó Hồng Trần và Thiết Vương tọa, đều cảm thấy đầu có chút choáng váng,
vội vàng dừng lại ở bước chân, ổn định tâm thần. Không thải điệp, là ngươi. Bên kia Diệp Lâm Uyên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái kia, nói. Cô gái này, dĩ nhiên chính là không thải điệp. Lâm Uyên thúc thúc, ngươi khỏe à, bệ hạ nhớ ngươi được chặt, ngươi lúc nào trở về nha. Không thải điệp cười ngọt ngào cười, thân thiết lên tiếng chào. Ngươi làm sao tới, ngươi cũng muốn cướp lấy cựu Nhật chi chủ bảo tàng. Diệp Lâm Uyên nắm chặt chuôi kiếm, lạnh giọng hỏi. Không thải điệp hì hì cười một tiếng, nói, đúng vậy, bệ hạ muốn bảo tàng, phái ta lấy tới, nhưng xem ra, các ngươi cũng muốn cùng ta cướp, vậy thì phiền toái. Diệp Lâm Uyên lạnh lùng nói, không phiền toái gì, thuộc hạ gặp chiêu thật chính là, để cho ta xem thần thông của ngươi tu vi, rốt cuộc dài đi vào cái gì bước, ra tay đi. Không thải điệp vẫn là đang cười, nói, Lâm Uyên thúc thúc, ta cùng phụ thân học chút nằm mộng thiên thu cấm thuật thần thông, không lợi hại gì, ngày hôm nay liền cầu ngươi chỉ giáo một chút. Tiếng nói rơi xuống, không thải điệp đầu ngón tay nặn quyết, trên mình tràn ra một chút khí tức quỷ dị. Hơi thở kia, không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không, mà là mang mộng cảnh sắc thái, như mộng như ảo, một toát ra, tại chỗ tất cả người, cũng cảm thấy mình tâm thần, xuất hiện dung. Thậm chí liền ý thức đều có điểm mê ly, thật giống như rơi vào mộng cảnh trong thế giới đi. Diệp thần chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, sau đó cả thế giới đều thay đổi. Hắn phát hiện mình lọt vào một phiến chiến tranh thế giới, bầu trời là màu máu, mặt trời cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là núi thây biển máu, khắp nơi đều là kêu gào thanh âm chém giết. Một đạo võ ý trùng tiêu bóng người, đối diện chiến trước 10 vị thiên quân cấp bậc cao thủ. Lại là võ tuyệt thần và 10 đại thiên quân lão tổ. Mảnh thế giới này, lại chính là cựu Nhật chi chủ bên trong hình chiếu thế giới, là cựu Nhật chi chủ chiến tranh trí nhớ. Không thải điệp lại đem mảnh thế giới này, cải tạo thành mộng, rất miễn cưỡng đem Diệp thần các người, toàn bộ kéo đi vào. Hiện tại Diệp thần, Diệp Lâm Uyên, Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lam Khê, Phó Hồng Trần, Thiết Phương Tỏa, còn có Thiên Sơ Đế Quốc, Sử Thi Đế Quốc tinh nhuệ các cường giả. Cũng bị đẩy vào cái này phiến mộng trong thế giới đi. Không thải điệp đứng ở một phiến thi thể chất đống thành núi chồng lên, nàng vẫy minh lệ tung bay thiếu nữ thanh thuần hơi thở, lại để cho được cái này phiến núi thây biển máu, cũng lộ vẻ được hoạt bát đáng yêu liền đứng lên, cực đoan quỷ dị. Lâm Uyên thúc thúc, luân hồi chi chủ, ta mộng tu vi không cao, chỉ có thể lấy cựu Nhật chi chủ trí nhớ hình chiếu làm trụ cột, đổi tạo ra được cái này phiến mộng thế giới, xin các ngươi hãy không nên chê cười. Không thải điệp mỉm cười ngọt ngào nói. Diệp thần, Diệp Lâm Uyên, Phượng Lam Khê các người, nhưng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đây là trí nhớ hình chiếu cùng mộng cảnh thế giới, nhưng chung quanh hết thảy, nhưng lại như là này chân thực. Kịch liệt hét hò, võ đạo thần thông va chạm, tung tóe mà đến máu tươi cùng chân tay cụt, cũng để cho người cảm thấy chiến tranh tàn khốc. Không thải điệp lại cười nói, mặc dù là mộng, nhưng nếu như các người bị giết chết, vậy thật sẽ chết nha. Chờ các ngươi chết sạch, hẳn không người cùng ta tranh đoạt bảo tàng. Nói xong, không thải điệp vỗ vỗ tay nhỏ bé, từ thi thể chồng lên nhảy cỡn lên. Lúc này, bầu trời bên trong, võ tuyệt thần và thập đại lão tổ quyết chiến, vậy phân ra được thắng bại. Võ tuyệt thần hồng mông đại tinh không, bị hoàn toàn đánh nát. Hắn thiên quân phong thần bia, cũng bị đánh rớt, xa xa bay rơi xuống đi ra ngoài, không biết rơi ở phương nào. Hắn cả người vết máu, vết thương chồng chất, đã trải qua tổn thương nặng, hoàn toàn sa sút. Đáng chết! Võ tuyệt thần cắn răng nghiến lợi, mặt đầy không cam lòng, thấy đột ngột xuất hiện Diệp thần các người, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng tình thế nguy cấp, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy trốn. Đừng để cho võ tuyệt thần chạy, còn có sư đệ của hắn vô thiên, hẳn ở thiên võ tiên môn chỗ sâu, chia nhau phái người đi truy đuổi. Ta đi lấy thiên quân phong thần bia. Vũ Hoàng cổ đế lớn tiếng hạ lệnh, mình liền chuẩn bị đi cướp lấy thiên quân phong thần bia. Võ tuyệt thần đã sa sút, chết cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn hiện tại muốn nhất, chính là trời quân phong thần bia. Đây chính là 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại, chỉ cần có được, là có thể lấy được đại khí vận che chở, có thiên đại chỗ tốt. Bệ hạ, đừng vội, ngươi cũng thắng, thứ gì đều là ngươi. Người giúp ta giết chọn người đi. Vũ Hoàng cổ đế đang muốn đi cướp lấy thiên quân phong thần bia, lại nghe được một người thiếu nữ kêu lên. Cô gái kia dĩ nhiên là không thải điệp.
Không Thải Điệp cười hì hì, nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, vừa chỉ Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên, Phượng Lam Khê, Phó Hồng Trần, Thiết Vương Tỏa các người một tí, nói, bệ hạ, người giúp ta giết bọn họ, van cầu ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Không Thải Điệp, quát lên, ngươi là người phương nào? Mới vừa Không Thải Điệp và Diệp Thần các người, đột ngột xuất hiện, vậy để cho Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn gặp bọn họ trên mình, cũng không có thiên võ tiên môn hơi thở, muốn đến là người mình, hắn liền không làm sao để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nghe Không Thải Điệp câu hỏi, hắn mới cảm thấy sự việc không đơn giản. Cái khác thiên quân lão tổ, cũng là một hồi tò mò, đồng thời đề phòng. Không Thải Điệp nói, bệ hạ, ta kêu Không Thải Điệp, đến từ đời sau thế giới hiện thật, là Mạc Thương Lan con gái. Vũ Hoàng Cổ Đế có vẻ ngạc nhiên, nhìn về Mạc Thương Lan, nói, Mạc Thương Lan, đây là con gái ngươi. Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan kinh hãi, nói, bệ hạ, ta một mình tu luyện, từ đâu tới cái gì con gái. Không Thải Điệp hì hì cười một tiếng, nói, phụ thân, ta là ngươi ở hậu thế, mộng bên trong chế tạo ra con gái. Hiện ở cái thế giới này, nhưng thật ra là ta sáng tạo mộng. Lời nói này nói ra, Vũ Hoàng Cổ Đế, Mạc Thương Lan các người, đều là ngạc nhiên vạn phần. Mạc Thương Lan tinh thông cấm thuật nằm mộng thiên thu, một điểm này, Vũ Hoàng Cổ Đế là biết. Ngày hôm nay đánh tan thiên võ tiên môn 10 tỷ đại quân, chính là Mạc Thương Lan từ trong giấc mộng triệu hoán. Hiện tại Không Thải Điệp nói, nàng vậy sáng lập một giấc mộng cảnh, chính là đám người hiện tại chỗ ở thế giới. Nhưng để cho Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, bé gái, ngươi thật là ý nghĩ hảo huyền, mảnh thế giới này, là ngươi mộng. Đây chẳng phải là nói, ta và Võ Tuyệt Thần, cũng chẳng qua là ngươi trong giấc mộng một con cờ. Không Thải Điệp cười nói, bệ hạ, coi như là mộng bên trong, ta cũng phụng ngươi vi tôn, ta không lừa gạt ngươi, ngươi thần cơ diệu toán, không tin, suy diễn một tí liền biết. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nghe Không Thải Điệp nói được chân thiết, vậy không dám khinh thường, vội vàng bấm ngón tay suy tính, thấy rõ thiên cơ. Sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, thiên cơ phù hợp không có lầm, Không Thải Điệp không có nói láo. Hắn hiện tại chỗ ở thế giới, thật cũng chỉ là một phiến mộng. Cái khác thiên quân lão tổ, cũng là bắt được thiên cơ, một hồi kinh hãi vẻ kinh dị đổi. Ngươi thật là con gái ta. Mạc Thương Lan thanh âm run rẩy, không nghĩ tới mình ở nơi này thế gian, lại có một đứa con gái. Nhìn Không Thải Điệp vậy cuốn lên minh lệ hình dáng, thoáng chốc tới giữa, hắn cảm thấy cái gì vương phách hùng đồ, kinh thiên sự nghiệp, cũng không trọng yếu, cũng không bằng có một đứa con gái hạnh phúc. Chỗ này, thật là mộng, ta một mực sống ở trong giấc mộng mặt. Không, ta không tin. Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Cả người phát run dữ dội hơn. Hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, cùng thiên võ tiên môn tranh bá, hắn muốn thâu tóm thiên hạ phong công vĩ nghiệp, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng. Nhâm gia lão tổ Nhâm Độc Hành, cũng là toát mồ hôi lạnh, nói, bệ hạ, chúng ta sống ở trong mộng, há chẳng phải là cô bé này một giấc mộng tỉnh, chúng ta liền muốn biến mất. Lời nói này rơi xuống, tất cả thiên quân lão tổ, đều là kinh hãi được sắc mặt phát trắng. Nào nghĩ tới mình chọn đời kinh doanh, lại là một giấc mộng. Không Thải Điệp cười nói, bệ hạ, không cần kinh hoàng, mộng cùng thực tế, đều là giống nhau, chỉ cần ngươi giết luân hồi chi chủ, cướp lấy khí vận của hắn, mộng cũng có thể vĩnh hằng, ngươi một loại là giữa trời đất vĩnh hằng bá chủ. Vừa nói chỉ Diệp Thần. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, hắn chính là luân hồi chi chủ. Đời này luân hồi thiên mệnh. Không phải vẫn chưa có người nào thừa kế sao? Ta cũng một mực tìm ngày trước mạng thuộc về. Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế lại phát hiện, ở Diệp Thần bên người, có một đạo quen thuộc bóng người, chính là Diệp Lâm Uyên. Ồ, Diệp Lâm Uyên, ta không phải kêu ngươi đóng giữ tâm trái đất vực sao? Ngươi làm sao cũng tới thái thượng thế giới? Vũ Hoàng Cổ Đế quát lên. Diệp Lâm Uyên nội tâm chấn động một cái, hồi tưởng lại trí nhớ trước kia. Ở ngày xưa, Vạn Khư Thần Điện và Thiên Võ Tiên Môn tranh bá thời điểm, hắn phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, đóng giữ tâm trái đất vực. Lúc ấy, luân hồi thiên mệnh sắp hiện thế, cũ mới tranh bá chiến tranh kịch liệt, Diệp Lâm Uyên thừa dịp này cơ hội, cướp lấy luân hồi thiên mệnh, cùng Diệp gia đồng tình, chuẩn bị mình thừa kế. Sau đó,
Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện chuyện này, quyết định phải đào luân hồi thiên đế cốt đúc kiếm, thành tựu trừng phạt. Diệp Lâm Uyên vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem thiên mệnh thuộc về, chuyển giá cho Diệp Thần kiếp trước. Bây giờ nghe Vũ Hoàng Cổ Đế quát hỏi, Diệp Lâm Uyên có chút ngẩn ra. Bởi vì hắn biết, trước mắt Vũ Hoàng Cổ Đế, chỉ là trong giấc mộng tồn tại. Chung quanh hết thảy, cũng chẳng qua là Không Thải Điệp chế tạo mộng. Không Thải Điệp cười hì hì nói, bệ hạ, Lâm Uyên thúc thúc sau này vậy sẽ phản bội ngươi, đem ngươi hắn vậy cùng nhau giết đi, những người này ngươi giết tất cả, không nên nương tay. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét qua Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên các người, phong tỏa bọn họ khí cơ, thiên cơ bắt dưới, quả nhiên phát hiện bọn họ cùng mình, ở tương lai sẽ có nhiều vô cùng ân oán dây dưa, là hắn tử địch. Rất tốt, rất tốt, lúc đầu đều là ta đời sau kẻ địch, vậy ta liền đem các ngươi giết tất cả. Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận, thiên thủ đạo pháp mở ra, sau lưng huyễn hóa ra tiên Phật thiên thủ, cùng thi triển thần thông, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên các người bạo giết đi. Phó Hồng Trần và Thiết Phương Tọa, sớm cảm thấy không ổn, gió cũng tựa như chạy trốn đi. Mà Diệp Thần, Diệp Lâm Uyên, Phượng Lam Khê, Sinh Tuyệt Thiên các người, khí cơ bị phong tỏa, nhưng là khó mà chạy khỏi. Nhân đồ thánh bôi, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng nhân đồ thánh bôi, ngăn cản Vũ Hoàng Cổ Đế công kích. Thật may Vũ Hoàng Cổ Đế, mới vừa kết thúc cùng Võ Tuyệt Thần đại chiến, hơi thở tiêu hao rất nhiều, hơn nữa hắn hôm nay tu vi, cũng không có đời sau như vậy khủng bố, cho nên Diệp Thần thánh bôi sử dụng sau đó, cũng là miễn cưỡng chặn lại hắn nhất kích. Trên thực tế, Vũ Hoàng Cổ Đế có thể chiến thắng Võ Tuyệt Thần, cũng không phải là bởi vì tu vi vượt qua, mà là giận vận áp chế. Đi! Diệp Thần chặn Vũ Hoàng Cổ Đế nhất kích sau đó, lập tức mang Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Lam Khê hai người rút lui. Rất nhiều Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc các cường giả, cũng là vừa đánh vừa lui, che chở Diệp Thần ba người rút lui. Bọn họ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ mộng bên trong chiến đấu. Hơn nữa, mộng bên trong chết đi, liền thật đã chết rồi, lại cũng không có trở lại thực tế hy vọng. Thiết huyết thương khung, phá. Diệp Lâm Uyên thấy Vũ Hoàng Cổ Đế thiên thủ võ đạo đánh tới, vội vàng sử dụng thiết huyết thương khung cấm thuật, một kiếm như thiên quân vạn mã đụng, khó khăn lắm hóa giải được Vũ Hoàng Cổ Đế sát chiêu. Rồi sau đó, hắn cũng là nhanh chóng chạy trốn đi. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy công kích rơi vào khoảng không, nhất thời tức giận, nhìn Hồng Xuân Thu, Nhâm Độc Hành, Phong Đế Quân cùng Thiên Quân Lão Tổ một mắt, quát lên các người đuổi theo giết Võ Tuyệt Thần và Vô Thiên, còn có cái gì đó Diệp Lâm Uyên, Thiết Phương Tọa, ta tự mình đi làm thịt luân hồi chi chủ. Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể bạo tránh, tự mình hướng Diệp Thần đuổi giết đi. Hồng Xuân Thu, Nhâm Độc Hành, Phong Đế Quân các người, thì chia nhau truy kích kẻ địch. Phong Đế Quân âm thầm nhìn Diệp Thần hình bóng, trong mắt không khỏi được lướt qua liền một chút vẻ tán thưởng, nói thằng nhóc này chính là đời sau luân hồi chi chủ sao. Chăm ra chém hết, quả nhiên có chút con đường. Hồng Xuân Thu hì hì cười nhạt một tí, nói, Phong Đế Quân, làm sao, ngươi chẳng lẽ thích luân hồi chi chủ? Phong Đế Quân lắc lắc đầu nói, làm sao có thể, ta đối vạn khư trung thành cảnh cảnh, chẳng lẽ còn sẽ phản bội không được? Hồng Xuân Thu hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, hai người cùng đi đuổi giết Võ Tuyệt Thần. Nhâm Độc Hành thì phụng mệnh đuổi theo giết Phó Hồng Trần và Thiết Phương Tọa, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, không biết đang tính toán cái gì. Thân hình lặng yên không tiếng động, hướng một cái phương hướng bay đi. Cái hướng kia, là mới vừa Thiên Quân Phong Thần Bia, bị đánh rơi phương hướng. Vũ Hoàng Cổ Đế vốn là muốn trực tiếp đi cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, nhưng hắn biết cái thế giới này, chỉ là một giấc mộng cảnh, trong lòng khủng hoảng, hiện tại chỉ muốn giết Diệp Thần, cướp lấy luân hồi khí vận, để cho mộng thế giới vĩnh hằng kéo dài tiếp, cái gì Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng không để ở trong lòng. Diệp Thần mang Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lam Khê các người, hơi có chút chật vật chạy trốn. Ở mảnh thế giới này bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế mới vừa chiến thắng Võ Tuyệt Thần, vạn khư khí vận huy hoàng đến vô địch bước. Đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, bọn họ có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Sinh Tuyệt Thiên có chút luống cuống, nói tôn chủ, chúng ta nên sẽ không chết ở chỗ này chứ. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, nói cái thế giới này, nếu là mộng, vậy chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp phá hỏng mộng, là có thể đi ra ngoài.
Phượng Lam Khê nói, giấc mộng này cảnh lấy cựu Nhật chi chủ trí nhớ hình chiếu làm căn cơ, quy luật quá vững chắc, cơ hồ chính là thực tế, làm sao phá. Nàng sử dụng sử thi kính, ánh chiếu chư thiên, phát hiện cái này phiến mộng thế giới, tràn đầy rất nhiều thực tế quy luật, tựa như mộng không mộng, tựa như thực không thực, muốn phá giải nói, căn bản không biết từ nơi nào ra tay. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở tử vong, cửu tử nhất sanh. Thiên cơ theo dõi dưới, Diệp Thần phát hiện sinh cơ duy nhất, đến từ tâm trái đất vực. Tâm trái đất vực, ra ra ta, Diệp Tà Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, đột nhiên bắt được hắn thân ảnh của Gia Gia. Giờ khắc này, Gia Gia của hắn, vừa lúc là chưa bao giờ lúc tới không bên trong xuyên qua trở về, chuẩn bị cứu hắn kiếp trước. Nói cách khác, Gia Gia hắn ngay tại tâm trái đất vực bên trong. Gia Gia, ta ở chỗ này, giúp ta thoát khốn. Diệp Thần nội tâm phát ra ý niệm, kêu gọi Gia Gia hạ xuống. Ở nơi này phiến mộng trong thế giới, hắn luân hồi mộ địa. Đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa. Hắn cùng Hoang Lão, Huyền Hàn Ngọc các người tới giữ liên lạc, cũng là bị ngăn trở. Muốn cởi khốn, có lẽ chỉ có thể dựa vào Gia Gia. Bên kia, Phó Hồng Trần và Thiết Phương Tỏa, cũng là chạy mất dạng. Bọn họ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, thế giới hiện thật gió to sóng lớn, máu lục sát phạt, bọn họ là trải qua nhiều, nhưng mộng trong thế giới chém giết, vẫn là từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên. Thiết quân, chúng ta bị 10 đại thiên quân lão tổ đuổi giết, chỉ sợ làm sao cũng không trốn thoát à, giấc mộng này cảnh thế giới quỷ dị rất, có thể chạy đi nơi nào. Phó Hồng Trần có chút bối rối, nếu như là ở thế giới hiện thật, hắn cho dù đối mặt sống chết uy hiếp, cũng sẽ không có chút nào kinh hoàng. Nhưng hiện tại, người mộng trong thế giới, chung quanh hết thảy, cũng lộ vẻ được quỷ bí vạn phần, hắn đạo tâm vậy được ảnh hưởng, dung khủng hoảng, không biết như thế nào cho phải. Thiết Vương Tọa xoay chuyển ánh mắt, nói, giấc mộng này cảnh thế giới, tựa hồ và thế giới chân thật, vậy không quá lớn khác biệt, ngươi là kiếm môn bảy tử đứng đầu, đi tìm ma tổ vô thiên đi, thăm hắn có không có cách nào, ngươi có thể cảm ứng được ma tổ vô thiên vị trí sao? Phó Hồng Trần bấm ngón tay tính toán, cẩn thận một cảm ứng, nhất thời bắt được một cổ quen thuộc hơi thở, trong lòng đại hỉ, nói, có thể. Có thể, vô thiên lão tổ đang ở phụ cận, chúng ta đi nhanh tìm hắn. Dứt lời, Phó Hồng Trần chính là phi thân lên, mang Thiết Vương Tọa đi về trước lao đi. Ùm ùm. Lúc này, Thiên Võ Tiên Môn Sơn Môn, từng ngọn tiên gia kiến trúc, nguy nga lâu vũ, bắt đầu sụp đổ hủy diệt, lớn lửa đốt. Theo Võ Tuyệt Thần sa sút, Vạn Khư Thần Điện đại quân, công vào Thiên Võ Tiên Môn núi bên trong cửa, khắp nơi đốt giết cướp bóc. Ngày xưa phồn vinh náo nhiệt Thiên Võ Tiên Môn, giờ phút này hóa thành một phiến luyện ngục thế giới, vô số người bị giết. Một cái người nữ đệ tử bị ngay trước mọi người thay phiên ô nhục, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Võ Tuyệt Thần đã phải chết, đừng thả chạy ma tổ vô thiên. Huyền gia lão tổ Huyền Thiên Kiêu, dẫn Kiêu Vương Điện quân đội, tiến vào Thiên Võ Tiên Môn bên trong, tìm kiếm ma tổ vô thiên tung tích. Ma tổ vô thiên vốn là cố thủ Thiên Võ Tiên Môn, lợi dụng hộ sơn đại trận, cùng Vạn Khư Thần Điện đối kháng. Nhưng, theo Võ Tuyệt Thần sa sút, đại thế đã qua. Đối kháng đã không có ý nghĩa, hắn ở mấy cái thân tín dưới sự bảo vệ, bại trốn đi. Phó Hồng Trần bắt được ma tổ vô thiên hơi thở, một đường đuổi theo, hai người liền ở Thiên Võ Tiên Môn dãy núi ra chạm mặt. Ma tổ vô thiên thấy được Phó Hồng Trần, còn tưởng rằng là Vạn Khư truy binh, đang muốn nghênh chiến. Phó Hồng Trần nhưng quỳ xuống đất dập đầu, kích động kêu lên, đệ tử Phó Hồng Trần, bái kiến vô thiên lão tổ. Lúc này ma tổ vô thiên còn không có suy hủ, trên người hắn có một cổ vinh hoa tôn quý hơi thở, đó là chấp trưởng vĩnh sanh chi môn, mang cho hắn tôn vinh khí tượng. Ma tổ vô thiên thấy Phó Hồng Trần quỳ bái, có vẻ giật mình, nói, ngươi là người nào? Phó Hồng Trần nói, ta là đời sau kiếm môn đệ tử. Ma tổ vô thiên trong bụng giật mình, nói, kiếm môn sao? Đó là sư huynh ta âm thầm đào tạo thế lực, sau này nói cho ta Đông Sơn tái khởi sử dụng. Kiếm môn bên trong có ngươi một cái như vậy đệ tử. Phó Hồng Trần nói, ta đến từ đời sau, hiện ở cái thế giới này, chỉ là mộng mà thôi. Ma tổ vô thiên lại là kinh ngạc, nói, mộng sao? Cái thế giới này, chỉ là một tràng huyễn mộng. Phó Hồng Trần nói, đúng vậy. Ma tổ vô thiên bấm ngón tay tính toán, chợt cảm thấy thiên cơ phù hợp, thế giới này, đúng là cũng chỉ là một giấc mộng cảnh.
hắn cả người đều ngây dại, dù gì nói, đời người chỉ là một tràng huyễn mộng. Mà ta lại phải làm như thế nào? Sư huynh kêu ta chấp trưởng kiếm môn, mưu đồ báo thù, nhưng trên trời dưới đất, khắp nơi đều là vạn khư thần điện hơi thở, ta thì như thế nào báo thù? Phó Hồng Trần nói, lão tổ, người không nên để lại ở thái thượng thế giới, như vậy quá nguy hiểm, người hiện tại không đấu lại vũ hoàng cổ đế, người đi hắc ám cấm hải, từ từ suy nghĩ biện pháp góp nhặt thực lực. Ma tổ vô thiên nói, đi hắc ám cấm hải sao? Phó Hồng Trần nói, đúng vậy, người đi hắc ám cấm hải, thành lập một cái kêu là cựu Nhật Minh thế lực, người có quật khởi cơ hội. Ma tổ vô thiên nói, cựu Nhật Minh sao? Vậy ta thiết lập cựu Nhật Minh, sau này có thể hay không giết ngược vạn khư thần điện? Phó Hồng Trần trần chờ một tí, nói cái này. Hôm nay cựu Nhật Minh, một phiến đổ nát, ma tổ vô thiên cũng là suy hủ nghiêm trọng. Tổn thương nguyên khí nặng nề, đừng nói giết ngược vạn khư, chỉ sợ ngay cả thở tức cũng khó khăn. Nhưng không đi hắc ám cấm hải, thành lập cựu Nhật Minh mà nói, Phó Hồng Trần cũng không biết, có thể để cho ma tổ vô thiên đi nơi nào. Dừng một chút, Phó Hồng Trần cắn răng nói, bất kể như thế nào, lão tổ, chúng ta đi trước hắc ám cấm hải nói sau. Chỉ cần đi đến hắc ám cấm hải, chúng ta liền an toàn. Hiện tại vạn khư đuổi giết, nguy hiểm trùng trùng. Phó Hồng Trần cũng không biết như thế nào thoát khốn. Hiện tại duy nhất trông cậy vào, chính là đi hắc ám cấm hải, né tránh đuổi giết, rồi sau đó tái kiến lập cựu Nhật Minh. Tuy nói hôm nay cựu Nhật Minh, một phiến suy bại, nhưng bất kể như thế nào, chí ít đã từng huy hoàng hơn 10.000 trở năm tháng. Chỉ cần thành lập được cựu Nhật Minh, Phó Hồng Trần cũng không tin, mình vạn năm năm tháng thời gian, còn không tìm được thoát khỏi mộng, trở về thực tế biện pháp. Lập tức. Phó Hồng Trần liền muốn mang ma tổ vô thiên, đi hắc ám cấm hải tị nạn. Ha ha ha, ma tổ vô thiên, người còn có thể chạy đến nơi nào đi. Vừa lúc đó, một hồi tiếng cười lớn vang lên. Nhưng gặp Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không, Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan, Đế Thích gia lão tổ Đế Thích Vạn Diệp, mang một nhóm cường giả, như sơn hô hải khiếu vậy hạ xuống, đem ma tổ vô thiên, Thiết Vương Tỏa, Phó Hồng Trần các người, vây quanh vòng tròn. Ma tổ vô thiên các người gương mặt biến sắc, nhưng đã không cách nào chạy khỏi. Bó tay chịu trói đi. Lâm Khiếu Không hét lớn một tiếng, liền cùng Mạc Thương Lan, Đế Thích Vạn Diệp nhóm cường giả, liên hiệp ra tay, đem ma tổ vô thiên các người bắt, người sau căn bản không cách nào phản kháng. Đây là, Diệp Lâm Uyên cũng bị Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân bắt. Diệp Lâm Uyên cũng không có phản kháng gì, lại là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Sa sút chạy trốn võ tuyệt thần, thì bị phong đế quân, Hồng Xuân Thu đuổi bắt trở về. Diệp thần, sinh tuyệt thiên, phượng lam khê các người, cũng không chịu nổi, hoàn toàn không phải vũ hoàng cổ đế địch thủ, bị bắt sống trở lại thiên võ tiên môn, và Diệp Lâm Uyên, ma tổ vô thiên, phó Hồng Trần, Thiết Vương Tỏa các người, cùng nhau bị nhét vào thiên võ tiên môn trước sơn môn phương trên quảng trường. Không Thải Điệp ngồi ở rộng bên sân trên một cây đại thụ, lắc hai chân. Một bộ cười đùa xem trò vui hình dáng, hướng vũ hoàng cổ đế nói, bệ hạ, người quả nhiên là thần thông vô địch, những người này đều bị người bắt lấy về lại. Vũ hoàng cổ đế nghe Không Thải Điệp khoa diệu, bên trong lòng rất là mừng rỡ. Hắn đời này, nghe qua nịnh hót tốt quá nhiều lời, nhưng bây giờ nghe Không Thải Điệp khen ngợi, nội tâm lại lớn là hưởng thụ, trong lòng cũng rất là thích cái này cuốn lên minh khoái cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ, người nghĩ thế nào giết bọn họ? Là chém đầu, chém eo, pháo in dấu, vẫn là bằng thây. Vũ hoàng cổ đế mỉm cười hỏi nói. Không Thải Điệp nói, đều có thể, bệ hạ, người quyết định đi. Vũ hoàng cổ đế gật đầu một cái, ra lệnh, người đâu, trước làm thịt võ tuyệt thần. Hiện tại ở vũ hoàng cổ đế trong mắt, uy hiếp lớn nhất, dĩ nhiên là võ tuyệt thần. Nhâm Độc Hành, Hồng Xuân Thu, Đế Thích Vạn Diệp cùng mấy cái thiên quân lão tổ, lĩnh mệnh bước ra khỏi hàng. Tất cả chấp đao kiếm, liền muốn giết võ tuyệt thần. Thời khắc này võ tuyệt thần, vết thương chồng chất, đã không có một chút xíu năng lực phản kháng. Không Thải Điệp thấy vũ hoàng cổ đế muốn động sát thủ, vội vàng nói, hây, bệ hạ, không nên giết liền hắn, người ít nhất phải lưu lại hắn thần hồn. Vũ hoàng cổ đế nói, tại sao? Không Thải Điệp nói, hôm nay chiến tranh kết thúc, thế giới quy luật bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ thái thượng thế giới, cũng mau sụp đổ. Chúng ta cần dùng một ít thần binh lợi khí, trấn thủ quy luật cùng thiên địa.
Vũ Hoàng Cổ Đế gật gật đầu nói, ta cũng đang có ý đó, đã ủy thác Tiêu Tinh Hà đúc 8 đại thiên kiếm, hôm nay đang thu thập vật liệu. Không Thải Điệp nói, thông thường vật liệu không dùng, lưu lại Võ Tuyệt Thần hồn phách đi, đem hắn cắt chi thành 8 phần, rèn luyện 8 đại thiên kiếm, như vậy là đủ rồi. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt sáng lên, nói cô gái nhỏ, vẫn là ngươi muốn được chu đáo, nhưng Võ Tuyệt Thần hồn phách không chết, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn sao. Không Thải Điệp cười nói, không có hậu hoạn, luân hồi chi chủ đều bị bắt, giết chết hắn, hết thảy hậu hoạn cũng không tồn tại. Vũ Hoàng Cổ Đế bấm ngón tay tính toán, quả nhiên phát hiện tương lai thiên cơ, giống nhau Không Thải Điệp nói. Chỉ cần giết chết Diệp Thần, cái gì đó hậu hoạn cũng có thể giải quyết. Rất tốt, ha ha ha, Võ Tuyệt Thần, người chết đến nơi rồi, người còn có lời gì muốn nói. Vũ Hoàng Cổ Đế cười to, lấy một cái tư thái người thắng, quan sát Võ Tuyệt Thần nói. Võ Tuyệt Thần cả người vết máu, thương thế đã là cực kỳ nghiêm trọng, thấy sư đệ của mình Ma Tổ Vô Thiên, cũng bị bắt, nội tâm một hồi bi thương, cắn răng nghiến lợi nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, người không nên đắc ý. Coi như ta Thiên Võ Tiên Môn người chết sạch, Võ Tổ Chí Tôn vậy sẽ thay chúng ta trả thù. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói, Võ Tổ đã sớm chết, ngươi còn vọng tưởng hắn cho ngươi trả thù, nói vớ vẩn. Không Thải Điệp cười nói, Võ Tuyệt Thần, nhà ngươi Võ Tổ bị kẹt ở không không lúc nào không, bị vô số ma thần cùng quái vật hành hạ, tự cố còn không hạ, chỉ sợ không thể nào lại hạ xuống cứu ngươi lạc, ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng sẽ không nói nhảm, quát lên, làm thịt hắn. Nhâm Độc Hành, Hồng Xuân Thu, Đế Thích Vạn Diệp các người, lĩnh mệnh đáp dạ, sách đao kiếm, đem Võ Tuyệt Thần thân thể, sống sờ sờ cắt chi hết. Võ Tuyệt Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, không cam lòng gầm thét, thần hồn cũng bị cắt chi, lúc này thân xác vẫn diệt, thần hồn tàn tạ, khí vận hoàn toàn tan vỡ tan hết. Vũ Hoàng Cổ Đế đem Võ Tuyệt Thần tàn hồn, thu liếm, khẽ mỉm cười, ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, nói, luân hồi chi chủ, tiếp theo. Liền giờ đến phiên ngươi, ngươi tên gọi là gì? Không Thải Điệp nói, hắn kêu Diệp Thần, bệ hạ, nói thật, ta cũng thật thích hắn, ngươi giết chết hắn sau đó, cầm người khác ra lột xuống, ta giữ lại làm một kỷ niệm. Nghe Không Thải Điệp như vậy tàn khốc lời nói, người người nội tâm đều là dùng cả mình. Mạc Thương Lan lại là rất cau mày, lo lắng. Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là vui vẻ ra mặt, hắn là tàn nhẫn tàn bạo tính cách, Không Thải Điệp hung tàn như vậy. Cũng đang hợp hắn tính tình. Ha ha ha, rất tốt, vậy ta liền đem tiểu tử này ra người lột xuống, cho ngươi làm kỷ niệm. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lớn, mặt đầy dữ tợn, rút ra một thanh kiếm, liền muốn đích thân chu diệt Diệp Thần.